năm người lấy Nhâm Phi Phàm cầm đầu, Lăng Không đáp xuống, quanh thân nóng rực thần mang tách thả ra, như có bữa đế mặt trời gay gắt thêm thân, huy hoàng lóa mắt. Vạn Khư Thần Điện rất nhiều các vệ binh, cảm nhận được Nhâm Phi Phàm đám người khí thế, đều là rung động, càng không dám tiến lên. Nhâm Phi Phàm sau ót, từng vòng thiên đế kim quang, không ngừng nhộn nhạo, khí tượng muôn vàn. Giờ khắc này hắn, xa xa cùng Vũ Hoàng Cổ Đế đối lập, khí thế lại có thể chút nào không rơi hạ phong. Toàn trường người thấy một màn này, đều là hoàn toàn rung động. Diệp Thần thấy Nhâm Phi Phàm cùng người tới, cũng là một hồi ngạc nhiên mừng rỡ. Nhưng gặp Nhâm Thiên Nữ lắc người một cái, đi tới Diệp Thần bên người, ôm thật chặt hắn, nói, không có sao chứ. Diệp Thần lỗ mũi lại mơ hồ bị chua, nói Thiên Nữ tỷ tỷ, ta không có sao. Nhâm Thiên Nữ hôn hắn một tí, nói ta mang ngươi rời đi. Trên đài cao, Vũ Hoàng Cổ Đế nhưng là vui vẻ cười to, nói, Nhâm Thiên Nữ, không nghĩ tới ngươi và Nhâm Phi Phàm, lại có thể thật dám đến, nhưng các ngươi muốn rời đi, nhưng là tuyệt đối không thể nào. Tiếng nói rơi xuống, Vũ Hoàng Cổ Đế sử dụng Thiên Hoàng Cổ Trung, một đạo to lớn trung ảnh, từ trên trời hạ xuống, lại đem toàn bộ Vạn Khư Thần Điện Sơn Môn, cũng bao phủ đi vào. Nhâm Thiên Nữ chỉ cảm thấy một hồi to lớn uy áp, tập kích tới, kéo Diệp Thần lui về phía sau, cùng Nhâm Phi Phàm, Diệp Tà Thần, Võ Giao, Quy Trần các người đứng chung một chỗ, chung nhau đối kháng, cười nói, Vũ Hoàng Cổ Đế, nơi này là ngươi địa bàn, ta và Tiểu Phàm đúng là không phải ngươi địch thủ, nhưng ngày hôm nay, ta xin một cái cường viện tới đây, ngươi muốn gặp hắn một chút sao? Vũ Hoàng Cổ Đế hừ một tiếng, nói cái gì cường viện? Cái này thế gian, chẳng lẽ còn có so các ngươi hai cái, tu vi cao hơn nhân vật sao? Nhâm Thiên Nữ cười một tiếng, trong miệng nhưng phát ra cổ xưa ngâm sướng, nói, Hồng Quân Lão Tổ, hạ xuống đi. Diệp Thần lúc này đang ôm Nhâm Thiên Nữ thân thể, nhưng cảm thấy nàng ôn nhuyễn thân thể, bỗng nhiên đổi được lạnh như băng cứng lên rất nhiều, gương mặt cũng là đổi được trắng bệch, trong cơ thể khí huyết thật giống như ở trong nháy mắt, bị rút sạch rớt. Mà theo Nhâm Thiên Nữ tiếng ngâm sướng rơi xuống, trên bầu trời, vạn nặng sáng mở tách thả ra, sáng chói bảo huy lưu chuyển, ngàn vạn điều tiên khí nhô lên, đỏ nghê lăn lăn. Ở từng cái hồng mang sen lẫn hạ, một người mặc tử kim bát quái đạo bào, hai tròng mắt như nhật nguyệt chìm nổi ông già, hạ xuống. Đó chính là trong truyền thuyết Hồng Quân Lão Tổ. Thấy Hồng Quân Lão Tổ bóng người, toàn trường xôn xao, kinh hãi một phiến. Cái gì? Vũ Hoàng Cổ Đế cũng là kinh hãi được đứng lên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Nhâm Thiên Nữ lại có thể sẽ triệu hoán Hồng Quân Lão Tổ hạ xuống. Đây chính là không không lúc nào không bên trong, cường đại nhất ngoại thần, thực lực long trời lở đất, không cách nào tưởng tượng. Hồng Quân Lão Tổ vừa xuất hiện, Vạn Khư Thần Điện địa mạch khí vận, mơ hồ đều bị áp chế xuống. Không thiếu Vạn Khư đệ tử, cảm nhận được Hồng Quân Lão Tổ uy nghiêm, lại là vạn phần hoảng sợ, quỳ xuống. Diệp Thần thấy Hồng Quân Lão Tổ xuất hiện, nhưng là sắc mặt trầm xuống, cũng không có gì ngạc nhiên mừng rỡ. Bởi vì hắn cảm thấy, Nhâm Thiên Nữ thân thể đang thay đổi lạnh, khí huyết tiêu hao nghiêm trọng. Hiển nhiên, vì triệu hoán Hồng Quân, nàng trả giá giá cực lớn. Nhâm Thiên Nữ, ngươi lại có thể triệu hoán Hồng Quân Lão Tổ. Vũ Hoàng Cổ Đế gắt gao nhìn chằm chằm Nhâm Thiên Nữ, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Hồng Quân Lão Tổ trôi lơ lửng ở trên trời, cao cao tại thượng, cầm trong tay một cây phất trần, quan sát phía dưới, nhìn xem Diệp Thần, lại nhìn xem Vũ Hoàng Cổ Đế, nói. Vũ Hoàng Cổ Đế, luân hồi chi chủ khí số chưa hết, hôm nay ta muốn mang hắn rời đi, ngươi có thể có ý kiến. Vũ Hoàng Cổ Đế gương mặt vặn vẹo, nói, ngày hôm nay ta muốn tiêu diệt luân hồi, ai tới đều vô dụng. Hồng Quân Lão Tổ, ngươi phủ xuống, chỉ là một đạo phân thân mà thôi. Ngươi còn không ngăn được ta. Dứt lời, Vũ Hoàng Cổ Đế bỗng nhiên tung người nổ lên, bàn tay như ưng móng vậy, đấu chữ quyết bùng nổ, trắng xóa cương khí bung ra, một móng vuốt hướng Hồng Quân Lão Tổ đầu đánh tới. Toàn trường mọi người, thấy Vũ Hoàng Cổ Đế lại dám ra tay, nhất thời một phiến xôn xao, kinh hãi kêu lên. Phải biết, Hồng Quân Lão Tổ nhưng mà mạnh nhất ngoại thần, Vũ Hoàng Cổ Đế lại dám phấn khởi công kích, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Nhưng, Vũ Hoàng Cổ Đế lại biết, Hồng Quân Lão Tổ hạ xuống, chỉ là một đạo phân thân. Hắn thân ở Vạn Khư, chiếm hết thiên thời địa lợi khí vật, chưa chắc không phải Hồng Quân địch thủ.
Hồng Quân lão tổ cảm nhận được Vũ Hoàng cổ đế ác liệt thế công, gương mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, nói, người ăn cắp đà đế cổ thần tu vi, quả nhiên là cường hãn vô địch. Nếu như là hắn chân thân hạ xuống, tự nhiên có thể ung dung kích phá Vũ Hoàng cổ đế. Nhưng, hắn lúc này, cuối cùng là một đạo phân thân, đối mặt Vũ Hoàng cổ đế toàn lực công kích, vậy là không dám khinh thường chút nào. Đấu chữ quyết, đấu thiên chỉ một cái. Hồng Quân lão tổ chỉ điểm một chút giết ra, cũng là sử dụng đấu chữ quyết. Đấu chữ quyết là Phạm Thiên Thần Công bên trong thần thông, Phạm Thiên Thần Công là 9 tầng trời thần thuật, mà 9 tầng trời thần thuật, chính là Hồng Quân lão tổ sáng chế. Hắn đấu chữ quyết tu vi, so Vũ Hoàng cổ đế còn cường hãn hơn. Hai người chỉ một cái một móng, mãnh liệt đụng vào nhau, nhất thời nổ lên vô cùng gió bão, đấu khí nổ tung, bầu trời cũng thiếu chút nữa bị chấn bể. Vũ Hoàng cổ đế gương mặt co rúm, liên tiếp lui về phía sau, cúi đầu vừa thấy, nhưng gặp bàn tay bị Hồng Quân chỉ một cái vạch trần, nhiều hơn một cái trong suốt lỗ thủng, máu tươi chảy ròng, đau nhức bứt rứt. Cái này một tí giao phong, Vũ Hoàng cổ đế cũng biết, Hồng Quân lão tổ võ học thần thông, so mình cao hơn quá nhiều, đấu võ tuyệt không phần thắng, cho dù đối phương chỉ là một đạo phân thân. Thiên Hoàng cổ trung, cho ta trấn áp. Vũ Hoàng cổ đế quát to một tiếng, cả người linh khí bùng nổ, toàn lực thúc giục Thiên Hoàng cổ trung. Nhất thời, Thiên Hoàng cổ trung bên trên, năm màu hào quang chiếu sáng chư thiên, hỗn độn thánh uy chấn nhiếp hoàn vũ, cuồn cuộn tiếng chuông truyền ra ngoài, làm được thiên địa hỗn loạn, nhật nguyệt thất sắc. To lớn kia thân chuông, cũng là hung hăng hướng Hồng Quân lão tổ chấn đè tới. Thời khắc này Vũ Hoàng cổ đế, chỉ muốn lợi dụng Thiên Hoàng cổ trung, đánh tan Hồng Quân. Hắn gương mặt đã hơi trắng bệch. Hiển nhiên linh khí tiêu hao to lớn, dẫu sao Thiên Hoàng cổ trung, chính là Tam Hoàng chí bảo đứng đầu, coi như là ở Vạn Khư thần điện bên trong, muốn thúc giục, đối hắn mà nói, gánh vác cũng là cực kỳ to lớn. Ha ha, Thiên Hoàng cổ trung sao? Tốt pháp bảo. Đáng tiếc, Vũ Hoàng cổ đế, người cuối cùng còn không chứng đạo không không, không phát huy ra pháp bảo này toàn bộ uy lực. Hồng Quân lão tổ thấy Thiên Hoàng cổ trung gào thét tới, vậy không kinh hoàng, bàn tay nắm chặt. Một tôn ấn tỳ, từ hắn lòng bàn tay nổi lên. Vậy một tôn ấn tỳ, toàn thân màu xích kim, phía trên mài rũa hình rồng, còn quấn từng luồng xích viêm hơi thở, có hào hùng đế uy tràn ngập ra. Đây là, cao nhất thần khí, Viêm Hoàng đế ấn. Vũ Hoàng cổ đế thấy Hồng Quân trong tay ấn tỳ, nhất thời cả kinh thất sắc. Vậy ấn tỳ, chí cao hơi thở tràn ngập, lại là bốn lớn cao nhất thần khí một trong, ngoại thần nhất tộc thần khí, Viêm Hoàng đế ấn. Bốn lớn cao nhất thần khí, chính là Thiên Tội Cổ Kiếm, Thiên Ma Tinh Hải, Thiên Đế Kim Luân, Viêm Hoàng Đế Ấn. Lấy Hồng Quân lão tổ tu vi, hắn thúc giục Viêm Hoàng Đế Ấn, đơn giản là như cánh tay điều khiển ngón tay. Vậy Viêm Hoàng Đế Ấn thả ra, đang đích một tiếng, hung hăng đánh vào Thiên Hoàng Cổ Trung phía trên, xích viêm đợt khí nổ. Thiên Hoàng Cổ Trung thân chuông, nhất thời xuất hiện một cái lõm xuống, vậy cổ hào hùng Thiên Hoàng khí tượng cũng bị Viêm Hoàng đế ấn áp chế xuống. Ngay sau đó, Thiên Hoàng cổ trung một tiếng rên rỉ, hóa thành một đạo lưu quang, chui hồi Vũ Hoàng cổ đế trong cơ thể. Vũ Hoàng cổ đế phốc xích một tiếng, tại chỗ phun ra máu tươi. Thiên Hoàng cổ trung bị thương, hắn cũng bị cắn trả, bị thương nghiêm trọng. Vũ Hoàng cổ đế, thế giới hiện thật tranh đấu, ta không muốn nhúng tay vào, nhưng ngày hôm nay, ta phải mang đi luân hồi chi chủ. Hồng Quân lão tổ cũng không có thừa thắng truy kích, bởi vì ở bên trong thế giới hiện thật, hắn hành động cũng có rất nhiều hạn chế, ở đánh cho bị thương Vũ Hoàng cổ đế sau đó, hắn chính là lại lần nữa trọng thân, chẳng muốn lại đấu nữa. Nơi này dẫu sao là Vạn Khư thần điện, thật ép Vũ Hoàng cổ đế, ngọc đá cùng vỡ, hai bên cũng không có lợi. Vũ Hoàng cổ đế lau đi khóe miệng máu tươi, ngửa mặt lên trời vui vẻ cười to đứng lên, nói, Hồng Quân, ta nói. Ngày hôm nay ta phải giết luân hồi, ai cũng không ngăn được ta. Thanh âm rơi xuống, Vũ Hoàng cổ đế mái tóc dài bù xù, hình dáng đổi được điên cuồng. Hắn huyết mạch trong cơ thể, bắt đầu bốc cháy, phát ra lũ quét phun ra vậy thanh âm. Hắn là tương lai cổ thần chủ, đã sớm ăn cắp tương lai lực lượng, huyết mạch lột xác là cổ thần huyết mạch. Giờ khắc này, Vũ Hoàng cổ đế cổ thần huyết mạch, bốc cháy, trên mình hiện ra tầng tầng khí huyết lửa. Mơ hồ cùng không không lúc nào không đồng tình. Không tốt, hắn muốn cháy huyết mạch, triệu hoán cổ thần nhất tộc thần khí, mau ngăn lại hắn.
Hồng Quân lão tổ thấy vậy, nhất thời cảm thấy không ổn, Lăng Không một trường, hướng Vũ Hoàng cổ đế bạo giết đi. Diệp Thần, Nhâm Thiên Nữ, Nhâm Phi Phàm, Võ Giao, Diệp Tà Thần, Quy Trần các người, cũng là bắt được khí tức cực kỳ nguy hiểm, rối rít ra tay, đồng loạt giết hướng Vũ Hoàng cổ đế. Bảo vệ bệ hạ. Vạn Khư Thần Điện trên dưới, Hồng Xuân Thu, Huyền Thiên Kiêu, Lâm Khiếu Không cùng Thiên Quân lão tổ, từng cái cao tầng trưởng lão, hộ pháp cường giả, rất nhiều đệ tử, cũng vội vàng hướng Vũ Hoàng cổ đế vọt tới, thề bảo vệ. Giao. Vạn Khư chỗ sâu, bảo vệ đại trận vậy mở ra, từng cái kim quang nổ bắn ra ra, rất nhiều Vạn Khư các cường giả, đạt được kim quang che chở, lại là trên dưới một lòng, bảo vệ Vũ Hoàng cổ đế. Toàn trường tân khách rung động thất sắc, bọn họ thấy được cuộc đời này nhất là nguy nga hình ảnh. Vũ Hoàng cổ đế khí huyết cháy, giống như một vòng phần thiên mặt trời gay gắt, ùng ùng vang dội. Vậy rất nhiều Vạn Khư cường giả, linh khí ngất trời, chiến ý nổ tung, như chúng tinh cùng nguyệt vậy, bảo vệ Vũ Hoàng. Mà Diệp Thần, Hồng Quân đám người đánh giết, cũng là như sấm vậy gào thét tới. Viêm Hoàng đế ấn, Thiên Đế Kim Luân, phá. Hồng Quân lão tổ cùng Nhâm Phi Phàm, nhìn nhau, hai người đặc biệt ăn ý, đem Viêm Hoàng đế ấn cùng Thiên Đế Kim Luân, liên hiệp chung một chỗ, hội tụ thành một đoàn màu vàng dòng quang, cuối cùng hóa thành một đóa rực rỡ tươi đẹp kim liên, hung hăng đi về trước đánh tới. Phịch, kim liên nổ, hoa mỹ sắc thái phóng lên cao, khí tức cuồng bạo phun trào, để cho được Hồng Xuân Thu, Huyền Thiên Kiêu, Lâm Khiếu Không cùng Thiên Quân lão tổ, đồng loạt hộc máu, thân thể chật vật rơi xuống. Rất nhiều Vạn Khư cường giả, trên mình bảo vệ ánh sáng, cũng là ngay tức thì tán loạn. Lệ, Băng Hoàng kêu tiếng vang lên. Nhâm Thiên Nữ rút ra Băng Hoàng Thiên Kiếm, một kiếm lạnh lùng, hướng Vũ Hoàng cổ đế ấn đường đâm tới. Nàng triệu hoán Hồng Quân lão tổ hạ xuống, đã tiêu hao to lớn linh khí, nhưng giờ phút này cũng không lui lại, như cũ phải lấy mình lực lượng, đánh giết Vũ Hoàng, thề không tiếc. Một cái Vạn Khư trưởng lão, mắt gặp Nhâm Thiên Nữ kiếm pháp ác liệt, lại là đứng ra, liều chết bảo vệ Vũ Hoàng cổ đế. Suy, Nhâm Thiên Nữ một kiếm đâm tới, đem vậy Vạn Khư trưởng lão đánh chết, nhưng lại không có làm bị thương Vũ Hoàng cổ đế. Thiên Nữ, người tên phản đồ này, cho ta chết. Lại có một cái Vạn Khư trưởng lão, khuôn mặt dữ tợn, thừa dịp Thiên Nữ hơi thở lững lờ, ngang nhiên một trưởng gào thét tới, hung hăng hướng Thiên Nữ đầu đánh tới. Thiên Nữ tỉ tỉ, chú ý. Diệp Thần hô kêu một tiếng, bàn tay gân xanh nổi lên, không tiếc giá phải trả, bỗng nhiên rút ra Nhân Hoàng Thánh Đao. Nhân Hoàng Thánh Đao vừa ra, cuồng liệt đao mang, càn quét thiên địa, bạo chém càn khôn, mênh mông uy thế cổn đáng, đơn giản là vô địch. Suy rồi. Diệp Thần hoành đao chém một cái, liền đem vậy Vạn Khư trưởng lão chém giết, cứu Thiên Nữ. Hắn ôm Thiên Nữ mềm mềm eo, khá là thương tiếc nhìn nàng. Thiên Nữ một hồi cảm động, nắm Diệp Thần tay. Giờ khắc này Diệp Thần, cơn sóng trong lòng dâng trào dưới, đột phá mình hạn chế, là hoàn chỉnh rút ra thân đao, đủ để nghịch chuyển hết thảy cảnh giới chênh lệch, coi như là Vạn Khư cao cấp trưởng lão, đều có thể chém chết. Lại có mấy cái Vạn Khư trưởng lão, không sợ chết hướng Diệp Thần lướt đi. Thật may đây là, Diệp Tà Thần mang Võ Giao, Quy Trần hai người, qua tới giải vây. Diệp Thần bên này trận doanh, cùng Vạn Khư trận doanh các cường giả, nhất thời hỗn chiến với nhau. Ở Hồng Quân lão tổ, Nhâm Phi Phàm dưới sự hướng dẫn, Diệp Thần bên này, số người tuy thiếu, nhưng khí thế bừng bừng, hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Từng cái Vạn Khư cường giả, như dã cỏ vậy ngã xuống, lâm vào là thi thể lạnh như băng, máu tươi nhiễm đỏ Vạn Khư sơn môn. Nhưng, Vạn Khư nơi này cường giả, số lượng thực ra quá nhiều, thiên thiên vạn vạn, như nước thủy triều như biển, chết liền một nhóm, lại có một nhóm bổ túc đi lên, giết không khỏi giết. Diệp Thần bên này, không biết giết bao nhiêu người, thi thể chất đống như núi, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đến gần Vũ Hoàng cổ đế. Kịch liệt giết hại, kéo dài một nén hương thời gian, nhưng phảng phất giống như một cái kỷ nguyên như vậy lâu dài, thần mang ngất trời, chảy máu như biển, toàn trường tân khách cũng thấy đờ ra, xa xa tránh lui chạy đi. Bỗng nhiên, vào giờ khắc này, rất xa chỗ hư không, giống như có trầm thấp sấm rền tiếng vang lên, tiếng sấm kia hỗn loạn tới giữa, thiên kiếp khí tượng, tội phạt sát ý, kiếm đạo nổ, bắt đầu xâm nhập cái này phiến thế giới hiện thật. Không tốt. Hồng Quân lão tổ thần sắc biến đổi, nhìn phía bầu trời.
Diệp thần các người, cũng là nhìn phía bầu trời. Theo Vũ Hoàng cổ đế khí huyết cháy, không không lúc nào không chỗ sâu hơi thở, rốt cuộc bị hắn dẫn động xuống. Một cái chừng trăm nghìn trượng dài vị diện kẽ hở, xuất hiện ở trên trời bên trong, lăn lăn sát khí, còn có thiên kiếp tội phạt hơi thở, từ vị kia mặt bên trong kẽ hở mặt xông ra, thiên địa nhật nguyệt, đều là thất sắc. Ở đám người ánh mắt kinh hãi bên trong, một cái phủ đầy máu tươi cùng dỉ, lớn vô cùng kiếm, từ vị diện trong khe, chậm rãi hạ xuống. Thanh kiếm kia, còn quấn từng tầng một thiên kiếp tội phạt hơi thở, để cho người nhìn một cái, liền cảm thấy nghẹt thở. Tựa như tự thân gặp phải thiên kiếp trừng phạt, như ngũ lôi oanh. Đó là, thiên tội cổ kiếm. Diệp thần vừa nhìn thấy thanh cự kiếm kia, lập tức nhận ra. Đó lại là trong truyền thuyết cao nhất thần khí, cổ thần nhất tộc trấn tộc bảo, thiên tội cổ kiếm. Vũ Hoàng cổ đế cháy huyết mạch, lại có thể đem thiên tội cổ kiếm, cũng triệu hoán liền xuống. Thiên tội cổ kiếm chậm rãi từ không trung hạ xuống, vậy cổ to lớn thiên kiếp chèn ép, để cho được toàn trường tất cả người. Cũng là rung động thất sắc. Hồng Quân, Diệp Thần, ha ha ha, các ngươi có thể ép ta đến tình cảnh này, vậy coi là chết được kỳ sở. Vũ Hoàng cổ đế mở mắt ra, đứng lên. Thời khắc này hắn, tóc bù xù, cả người khí huyết mơ hồ khô cằn, nhưng linh khí cùng thiên tội cổ kiếm đồng tình, uy thế nhưng là vô cùng khủng bố. Bệ hạ uy vũ, một đám vạn khư cường giả, thấy Vũ Hoàng cổ đế, cho gọi ra thiên tội cổ kiếm. Đều là phấn chấn hoan hô. Thiên tội cổ kiếm, đây chính là cổ thần nhất tộc, vĩ đại nhất thần khí à. Thiên tội cổ kiếm hạ xuống, đừng nói là thế giới hiện thật, coi như là không không lúc nào không, cũng không có ai có thể chống đỡ. Các ngươi đi mau, ta tới ngăn lại hắn. Hồng Quân lão tổ nặng uống, thấy thiên tội cổ kiếm hạ xuống, cũng biết ngày hôm nay muốn trở lui toàn thân, đó là tuyệt không khả năng. Hắn cái này đạo phân thân, chỉ sợ không giữ được. Viêm Hoàng thô bạo, đại thiên trọng lâu trưởng. Hồng Quân lão tổ thúc dục Viêm Hoàng đế ấn, lại một trưởng cuồng sát ra, lại là sử dụng 9 tầng trời thần thuật bên trong, xếp hạng thứ nhất đại thiên trọng lâu trưởng. Nhất thời, từng tầng một trọng lâu khí tượng, nổ lên viêm mang, ở trong hư không xuất hiện. Hồng Quân lão tổ một trưởng này, xen lẫn băng diệt vũ trụ đại uy đè, tàn bạo công hướng Vũ Hoàng cổ đế đầu. Hắn thân thể, đều run rẩy, linh khí cấp tốc tiêu hao. Đổi được hư mỏng. Hồng Quân, người hiện tại vừa muốn liều mạng, không còn kịp rồi. Vũ Hoàng cổ đế cười gằn, thúc giục thiên tội cổ kiếm. To lớn thiên tội cổ kiếm, bộc phát ra vạn thế thiên kiếp khí tức đáng sợ, cùng Hồng Quân lão tổ đại thiên trọng lâu trưởng, hung hăng đụng vào nhau. Kiếm trưởng giao kích, nổ lên động trời đợt khí, từng cái thiên kiếp sấm sét, từng đạo thiên tai lửa cháy bừng bừng, từ trên trời hạ xuống, đùng đùng. Lại hừng hực cháy, khí thế đặc biệt kịch liệt. Hồng Quân lão tổ thân thể chấn động, một món thiên tội hơi thở, từ vậy trên cổ kiếm ăn mòn tới đây. Da hắn, dần dần bắt đầu đổi được tím bầm, đó là gặp phải thiên tội sát khí ăn mòn dấu hiệu. Hiển nhiên, Hồng Quân lão tổ cái này cái phân thân, vậy không địch lại thiên tội cổ kiếm sát phạt, trừ phi bản thể hạ xuống. Đi mau! Hồng Quân lão tổ quay đầu, hướng về phía Diệp thần các người hét điên cuồng. Mặc dù hy sinh cái này cái phân thân, để cho hắn bản thể, vậy phải bị tổn thất to lớn. Nhưng, vì bảo vệ Diệp thần các người rời đi, cũng chỉ có thể như vậy. Diệp thần các người nhìn nhau, đều cảm rung động. Vũ Hoàng cổ đế triệu hoán thiên tội cổ kiếm, chân thực thật đáng sợ, quá vô địch, coi như là Hồng Quân lão tổ phân thân, cũng không đỡ được. Đi thôi. Nhâm Phi Phàm phản ứng nhanh chóng, tay áo bào một quyển, lập tức mang Diệp thần các người. Biến dạng hư không, liền muốn rời đi. Nhưng, hư không biến dạng sau đó, bọn họ nhưng chỉ thấy vô tận thiên kiếp tia chớp, gió lớn bão tuyết, căn bản không thấy được đường ra. Vũ Hoàng cổ đế vui vẻ cười to, nói, mảnh thiên địa này, đã bị ta thiên tội kiếm ý phong tỏa, các ngươi trốn không thoát. Nghe vậy, mọi người sắc mặt đại biến. Dừng một chút, Nhâm Thiên Nữ đứng dậy, nói, đi ta băng hoàng giới, đi. Nàng tiêm vung tay lên, một cánh cửa hộ xuất hiện, đó lại là vô vô thần khí, chúng diệu chi môn. Cái này phiến chúng diệu chi môn, là thiên nữ ban đầu ở quay về khư chết trong ruộng lấy được. Diệp thần nhìn chúng diệu chi môn, liền nghĩ tới và Nhâm Thiên Nữ, trả lại khư chết trong ruộng cờ bay phất phới thời gian, khi đó, là hắn và thiên nữ, lần đầu tiên buông xuống ngăn cách, nhìn thẳng mình nội tâm,
tiếp xúc thân mật ngày. Thiên nữ lúc này trạng thái, đã khá là yếu ớt, lại gọi ra chúng diệu chi môn, vậy thì càng yếu ớt, gương mặt trắng bệch. Chúng diệu chi môn hiện lên, chung quanh thiên kiếp sấm sét, nhất thời liền bị trấn áp xuống đi. Rào! Môn hộ mở toang ra, ánh sáng trắng hiện lên. Tất cả mọi người đều thấy, ở đó chúng diệu chi môn phía sau, chính là băng hoàng giới thiên địa. Nhâm Phi Phàm, Diệp Tà Thần, Võ Giao, Quy Trần các người, nối đuôi bước vào chúng diệu chi môn, nhanh chóng trở lại băng hoàng giới. Đứa nhỏ, mang ta về nhà. Thiên nữ đứng ở chúng diệu chi môn bên ngoài, yếu ớt dưới, lại có thể liền dơ bộ hành động khí lực, cũng không có. Diệp Thần một hồi đau lòng, gật đầu một cái, một tay ôm thiên nữ eo, một tay dìu đỡ nàng, thì phải bước vào môn hộ. Vũ Hoàng Cổ Đế thấy vậy, nhưng là vô cùng tức giận, quát lên, muốn đi. Cho ta lưu lại. Tiếng nói rơi xuống, hắn lại là không để ý cùng Hồng Quân lão tổ rằng co, đột nhiên điều động thiên tội cổ kiếm, nghịch không một kiếm bạo chém lên. Diệp Thần và Nhâm Thiên Nữ, nhất thời cảm thấy một cổ đáng sợ kiếm khí, như vạn trọng thiên cướp tội phạt vậy, bạo giết tới. Hai người hô hấp nhất thời nghẹt thở, thiên nữ theo bản năng ôm chặt Diệp Thần, xoay người lại, dùng mình sau lưng, cứng rắn bị Vũ Hoàng Cổ Đế một kiếm. Suy! Vũ Hoàng Cổ Đế ngày trước tội cổ kiếm, hung hăng chém ở trên trời nữ sống lưng trên. Thiên nữ sau lưng áo quần vỡ vụn, xuất hiện một đạo vô cùng dữ tợn kiếm tổn thương, máu tươi văng tung tóe. Thiên nữ tỉ tỉ! Diệp Thần kêu lên kêu to, thiên nữ máu tươi, văng đến hắn trên mặt, một hồi nóng bỏng hơi nóng, rồi sau đó nhanh chóng đổi được lạnh như băng máu tanh. Ở trên trời tội cổ kiếm dưới sự xung kích, Diệp Thần và thiên nữ, cũng đổ bay vào chúng diệu chi môn bên trong đi, rơi vào băng hoàng giới. Chúng diệu chi môn đóng cửa, từ trong hư không ẩn chui đi, hoàn toàn biến mất. Vũ Hoàng Cổ Đế khí được kêu to, kêu la như sấm, vành mắt hết sức nứt ra. Vũ Hoàng Cổ Đế, ngươi triệu hoán thiên tội cổ kiếm, ắt gặp cắn trả, vẫn là đừng nghĩ giết người, chiếu cố thật tốt chính ngươi đi. Hồng Quân lão tổ thấy Diệp Thần các người rời đi, trong lòng thư giãn một chút, mắt lạnh nhìn một chút Vũ Hoàng Cổ Đế, rồi sau đó chính là không ham chiến nữa, thân thể dần dần hóa thành khinh yên tiêu tán. Lần này có thể thành công giải cứu Diệp Thần, hắn phân thân vậy giữ được, có thể nói lưỡng toàn kỳ mỹ, đều là lớn vui mừng. Còn như Nhâm Thiên Nữ, cứng rắn bị Vũ Hoàng Cổ Đế một kiếm, đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Nhưng, Hồng Quân lão tổ chỉ quan tâm Diệp Thần, thiên nữ sống hay chết, hắn ngược lại không quan tâm. Thấy Hồng Quân lão tổ vậy rời đi, toàn trường tân khách ngơ ngác xuất thần. Trên đài cao, thứ hai yêu cơ mắt đẹp lưu chuyển, như có điều suy nghĩ, sau đó vậy lặng yên không tiếng động rời đi. Phốc thông. Diệp Thần ôm trước Nhâm Thiên Nữ, đánh mất hồi băng hoàng giới. Cảm thấy mình rơi vào trong nước, nổi lên vừa thấy, nguyên lai là cầu nguyện hồ tiên. Nhâm Phi Phàm, Diệp Tà Thần, Võ Giao, Quy Trần các người, cũng đứng ở cầu nguyện hồ tiên bên cạnh. Còn có nguyện vọng thần giáo rất nhiều cường giả, còn có Diệp Lạc Nhi, cũng ở đây hồ tiên bên cạnh. Thấy Diệp Thần và Thiên Nữ rớt xuống, đám người vội vàng chạy tiến lên. Diệp Thần ca ca, người không có sao chứ? Võ Giao cái đầu tiên chạy tới, nắm Diệp Thần tay. Cặp mắt tràn đầy ân cần. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, nói ta không có sao, nhưng thiên nữ tỉ tỉ nàng. Diệp Thần cúi đầu vừa thấy, chỉ gặp thiên nữ đã hôn mê rồi, máu chảy như suối, nhiễm đỏ cầu nguyện hồ tiên. Thiên nữ vậy ra thịt trắng nõn, lúc này vậy trùm lên một tầng loang lổ tím bầm, mười phần dữ tợn. Đó là thiên tội kiếm ý ăn mòn. Diệp Thần vận chuyển bát quái thiên đan thuật, thiên tiên cá chép sao, muốn chữa trị thiên nữ. Nhưng phát hiện không chỗ dùng chút nào. Thiên tội kiếm ý sát thương, không phải bất kỳ thế giới hiện thật thủ đoạn, có thể trị liệu. Thiên nữ cứng rắn bị Vũ Hoàng Cổ Đế một kiếm, bị thương quá nghiêm trọng, đã không thể nói là thương thế, mà là chết thế. Diệp Thần có thể cảm nhận được, thiên nữ sinh mạng hơi thở, đang nhanh chóng trôi qua. Thiên nữ phải bỏ mạng. Nhâm Phi Phàm than thở một tiếng, ánh mắt mang theo một chút phức tạp thần sắc. Không nghĩ tới Vũ Hoàng Cổ Đế tư, lại có thể không để ý giá phải trả, triệu hoán thiên tội cổ kiếm. Diệp Tà Thần khẽ cắn răng, kết cục này, hiển nhiên vậy ra hắn ý liêu. Thiên tội cổ kiếm sát phạt, đích thực quá đáng sợ, cho dù là Nhâm Thiên Nữ, đều không cách nào chịu đựng, phải bị giết.
Rất nhiều nguyện vọng thần giáo các cường giả, thấy thiên nữ sắp chết, cũng là kinh hoàng chấn động. Diệp Lạc Nhi nhìn Nhâm Phi Phàm, hoảng hốt vội nói, Nhâm tiền bối, van cầu ngươi, mau cứu thiên nữ đại nhân. Nhâm Phi Phàm lắc đầu một cái, nói thiên tội cổ kiếm sát thương, ta cũng không cách nào cứu viện, các ngươi thay thiên nữ chuẩn bị hậu sự đi, còn như nguyện vọng thần giáo đạo thống, chính các ngươi quyết định, giao cho ai tới thừa kế. Dừng một chút, Nhâm Phi Phàm lại nói, ta đi trước, lần này vạn khư kịch chiến, tất nhiên đưa tới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, các ngươi cũng cẩn thận một chút. Dứt lời, Nhâm Phi Phàm xoay người rời đi. Diệp đại ca, ta cũng phải đi về, hôm nay cùng ngươi sóng vai tác chiến, hy vọng sau này ngươi và lão tổ, có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước. Quy Trần hướng Diệp thần chắp tay, vậy từ đừng rời đi. Ra ra, có biện pháp cứu thiên nữ sao? Diệp thần ôm thiên nữ thân thể, thanh âm mang chua xót, hỏi. Diệp tà thần than thở một tiếng, nói, cháu trai, là ra ra thật xin lỗi ngươi. Nếu như không phải là ta, cố ý muốn tới vạn khư, cũng sẽ không luân lạc đến đây. Ngươi xin chia buồn, thiên nữ dù chết, nhưng tương lai ngươi lên đỉnh luân hồi, vẫn là có cơ hội đem nàng sống lại. Ý nói là thiên nữ hết cứu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp thần cắn răng nói, không, ta không thể nhìn thiên nữ tỷ tỷ chết đi, ta hiện tại thì phải cứu sống nàng. Diệp thần bàn tay đè ở thiên nữ trên ngực, toát ra ánh sáng trắng chìm nổi tới giữa, hóa ra bóng mặt trời, đồng hồ cát chảy, đồng hồ cùng khí tượng. Trụ quang thần quyết, nghịch chuyển thời gian. Diệp thần trong lòng khẽ quát, lại là không để ý giá phải trả, trực tiếp thi triển ra trụ quang thần quyết. Trụ quang thần quyết là hồng hoang tám cấm một trong, có thể nghịch chuyển thời gian, cứu vãn hết thảy. Ngày xưa, Diệp Lạc Nhi ở địa ngục giới, từng bị thương nghiêm trọng, Diệp thần sử dụng qua trụ quang thần quyết, đem nàng cứu vãn lại được. Hiện tại, Diệp thần còn muốn dùng trụ quang thần quyết, nghịch chuyển thời gian, đem thiên nữ thân thể, khôi phục lại không bị thương trước hình dáng, vậy liền có thể hoàn toàn chữa nàng. Nhưng, cái này trụ quang thần quyết linh khí, nhưng không cách nào thấm vào nhập thiên nữ thân thể. Thiên nữ bị thương, là thiên tội cổ kiếm kiếm tổn thương, đó là không không thời không cao nhất sát phạt, liền trụ quang thần quyết đều không cách nào nghịch chuyển. Thấy vậy, Diệp thần nhất thời tuyệt vọng, cả người phát run. Chẳng lẽ nói, thiên nữ nhất định phải chết? Cháu trai, thôi, xin chia buồn, chúng ta đi phá hư vực, tìm vô hồng thần kiếm. Đợi tìm được vô hồng thần kiếm, lại thay thiên nữ trả thù đi. Diệp tà thần lấy ra cổ tịch. Phá hư vực tọa độ, còn có phong thổ nhân tình, cũng ghi lại ở trên cổ tịch mặt. Ngoài ra một nửa vô hồng thần kiếm, cũng ở đây phá hư vực bên trong. Chỉ cần tìm được vô hồng thần kiếm, hắn liền có thể hiểu không không, mượn dùng tương lai người lực lượng. Đến lúc đó, tan biến vạn khư, là trời nữ trả thù, cũng không chuyện không thể nào. Mơ hồ tới giữa, Diệp tà thần đã cảm thấy, phá hư vực bên kia, rất có thể sẽ có biến cố trọng đại phát sinh. Nếu như lại không xuất phát, ngoài ra một nửa vô hồng thần kiếm, sẽ bị người đoạt đi. Ra ra, người đi đi, ta muốn lưu lại bầu bạn thiên nữ. Diệp thần thanh âm trầm thấp, mang bi thương, ôm chặt thiên nữ thân thể. Thiên nữ thân thể ngâm ở hồ tiên bên trong, ướt át ôn nhuyễn, hoàn toàn không có lại lạnh như băng cứng ngắc. Đây là hồi quang phản chiếu dấu hiệu. Nàng đã sắp chết. Diệp tà thần than thở một tiếng, biết Diệp thần thương tâm quá độ. Nói, cháu trai, vậy ta trước lên đường đi phá hư vực, ngươi là trời nữ lo liệu xong hậu sự sau đó, cứ tới đây cùng ta hội hợp, chúng ta cùng nhau tìm vô hồng thần kiếm, là nàng trả thù. Diệp tà thần biết rõ phá hư vực gió bão buông xuống, không thể trì hoãn tiếp nữa, lập tức lại an ủi Diệp thần mấy câu, liền phong tỏa phá hư vực tọa độ, biến dạng hư không đi. Diệp thần ca ca, võ giao không đành lòng rời đi, vậy bước vào cầu nguyện hồ tiên bên trong đi. Đi tới Diệp thần bên người. Diệp thần ca ca, người không muốn thương tâm, nhìn ngươi thương tâm, ta cũng thật là khổ sở. Võ giao dựa vào ở Diệp thần trên đầu vai, thấp giọng nói. Diệp thần trong bụng ảm đạm, vuốt ve một tí võ giao tóc, nói, võ giao muội muội, ta không có sao, ngươi về trước tinh nguyệt giới bên trong đi đi. Dứt lời, Diệp thần biến dạng ra một cái vết nứt không gian, cưỡng ép đem võ giao đẩy vào. Diệp thần ca ca, võ giao kêu một tiếng, nhưng không thể làm gì, cũng chỉ có thể rời đi, nàng biết Diệp thần cần một người yên tĩnh.
nguyện vọng thần giáo rất nhiều cường giả, còn có Diệp Lạc Nhi, thần sắc đều là ảm đạm, nhìn Diệp Thần, không biết như thế nào cho phải. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, nói các ngươi yên tâm, chỉ cần ta còn sống, thiên nữ cũng sẽ không chết. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần một tay để ở thiên nữ bụng, một tay để ở ngực nàng giữa huyệt thiên trung, luân hồi khí huyết chấn động, từng luồng luân hồi năng lượng, dọc theo bàn tay hắn, chuyển đến thiên nữ trên mình. Diệp Lạc Nhi các người thấy vậy, nhất thời thất kinh. Diệp Thần hành động này, là lấy tự thân luân hồi máu tươi, là trời nữ kéo dài tánh mạng. Tuy nói luân hồi khí huyết, bàng bạc mênh mông, nhưng bất kể như thế nào, luôn có hao hết một ngày. Một khi luân hồi khí huyết hao hết, đó chính là Diệp Thần ngày rỗ. Hơn nữa, coi như hắn khí huyết khô kiệt mà chết, thiên nữ cũng không khả năng thanh tỉnh. Thiên nữ thương thế, cũng không phải là Diệp Thần có thể cứu vãn. Hắn coi như truyền luân hồi máu tươi, cũng chỉ là tạm thời là trời nữ kéo dài tánh mạng, kéo dài hơi tàn thôi. Diệp đại ca, người đây cũng là cần gì phải. Diệp Lạc Nhi trong lòng không đành lòng, nói. Diệp Thần thần sắc bình tĩnh, hoàn toàn không quan tâm mình khí huyết tiêu hao, nói, không có sao, các ngươi đi thôi, ta sẽ cứu sống thiên nữ, nàng nhất định sẽ không chết. Diệp Lạc Nhi các người tất cả đều ảm đạm, trố mắt nhìn nhau, trong lòng đều là một cái ý nghĩ. Cùng thiên nữ chết, Diệp Thần từ bi thương bên trong đi ra, bọn họ thì phải cầm nguyện vọng thần giáo đạo thống, giao cho Diệp Thần chấp trưởng, tương lai là trời nữ trả thù. Chỉ là, hiện tại Diệp Thần trạng thái tinh thần, hiển nhiên rất không ổn định. Diệp Lạc Nhi các người, không nói thêm gì nữa, yên lặng xoay người rời đi. Cầu nguyện hồ tiên bên trong, chỉ còn lại Diệp Thần và thiên nữ hai người, ôm nhau tựa sát. Diệp Thần lấy tự thân khí huyết, là trời nữ kéo dài tánh mạng, như vậy qua được 7 ngày, hắn đã có điểm không nhịn được, sắc mặt trắng bệch, vô luận uống nhiều ít bổ máu hồi khí đan dược, cũng bổ sung không trở lại. Nhưng, Diệp Thần cũng không có buông tay, vẫn là ôm chặt thiên nữ, hai tay phân biệt để ở nàng đan điền cùng ngực, liên tục không ngừng đem tự thân khí huyết, đưa qua. Thiên nữ mặt ngoài trạng thái, khôi phục rất nhiều, da không còn là tím bầm loang lổ, mà là khôi phục trắng nõn đỏ thắm. Nhưng, Diệp Thần biết, cái này là biểu tượng. Thiên nữ nội thương, nhưng không có chút nào chậm tách ra, thiên tội kiếm ý sát khí, quanh quẩn không tiêu tan, còn đang không ngừng ăn mòn nàng sinh mạng. Luân hồi chi chủ, người liều mạng như vậy mệnh, vậy cứu không trở về thiên nữ à? Vừa lúc đó, một hồi thơm gió tấn công tới. Diệp Thần ngước mắt vừa thấy, chỉ gặp một người mặc màu đen bó sát người váy đầm dài, diêm dúa lòe lòe quyến rũ cô gái, từ bên ngoài chậm rãi đi tới, chính là thứ hai yêu cơ. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, không nói gì, lãnh đạm nhìn nàng. Thứ hai yêu cơ nói, nhâm thiên nữ luân lạc đến đây, ngươi cũng không nên trách ta, là nàng cưỡng ép muốn triệu hoán Hồng Quân lão tổ, đều là của nàng lựa chọn. Thiên nữ triệu hoán Hồng Quân, hao phí đại lượng linh khí, rơi vào yếu ớt, phía sau cùng đối vũ hoàng cổ đế thiên tội cổ kiếm, mới biết bị thương thảm như vậy mãnh liệt. Nếu không, lấy nàng tu vi, coi như bị thương, cũng sẽ không như thế nghiêm trọng. Diệp Thần hờ hững nói, ta không có trách ngươi. Thứ hai yêu cơ nhìn Diệp Thần bộ dáng này, than thở một tiếng, vậy bước vào cầu nguyện hồ tiên bên trong đi. Ao nước ươn ướt nàng quần áo, đem nàng cả người sôi động dáng vẻ, hoàn mỹ phác họa ra. Nàng đi tới Diệp Thần bên người, nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Thần gò má, nói thật là thương ngươi à, ta có thể không muốn nhìn thấy ngươi chết. Diệp Thần không có động tĩnh, vẫn là ôm thiên nữ, lạnh lùng nhìn thứ hai yêu cơ một mắt, nói, ngươi tới làm gì? Thứ hai yêu cơ mỉm cười cười một tiếng, nói ta tới giúp ngươi thôi, ngươi bộ dáng này, là không cứu sống thiên nữ. Diệp Thần trong lòng động một cái, nói yêu cơ cô nương, ngươi có biện pháp. Thứ hai yêu cơ nói, ta không có, nhưng trưởng giáo đại nhân có. Diệp Thần ánh mắt hơi sáng, đạo đức thiên tôn. Thứ hai yêu cơ gật đầu nói, đúng vậy, trưởng giáo đại nhân thần cơ diệu toán, đã sớm dự liệu được thiên nữ gặp kiếp này. Hắn luyện chế một viên xích diễm tạo hóa đan, hội tụ chư thiên mồi lửa lực lượng, có thể phá hết thảy hắc ám tội phạt, vừa vặn có thể trị liệu thiên nữ. Nhâm thiên nữ thương thế, là thiên tội cổ kiếm tạo thành, nàng trong cơ thể thiên tội kiếm ý, một ngày không cần thiết trừ, nàng thương thế, liền một ngày không thể hết bệnh. Xích diễm tạo hóa đan, đủ để hóa giải được thiên tội cổ kiếm sát khí, để cho thiên nữ khôi phục như lúc ban đầu.
Diệp Thần nghe được có cứu trị hy vọng, nhất thời đại hỉ, nói, yêu cơ cô nương, có thể hay không mời nhà ngươi trưởng giáo, ban cho một viên xích diễm tạo hóa đan. Thứ hai yêu cơ nói, hì hì, xích diễm tạo hóa đan, là lần này thái thượng công đức chiến, hạng nhất khen thưởng, ngươi như muốn bắt được, ngay tại công đức chiến bên trong, tranh thủ đoạt được đầu tên đi. Diệp Thần sửng sốt một chút, mơ hồ cảm thấy đạo đức thiên tôn bố trí. Giải cứu thiên nữ cần đan dược, chính là thái thượng công đức chiến đầu tên khen thưởng, đây rõ ràng là muốn hắn hợp lại hết tất cả, cướp đoạt đầu tên. Thái thượng công đức chiến, ở đếm tháng sau cử hành, ta chỉ sợ. Ta chống đỡ không tới khi đó. Diệp Thần khẽ cắn răng, lại là một hồi lo âu. Hắn là trời nữ kéo dài tánh mạng 7 ngày, đã là đặc biệt yếu ớt, không thể nào chống đỡ đến thái thượng công đức chiến bắt đầu. Thứ hai yêu cơ cười một tiếng, nói cái này đơn giản, ta có thể mang thiên nữ hồi tím hoàng cung, ta tử hoàng tiên cung là thế ngoại tiên cảnh, hồng hoang đại phái, phải bảo vệ nàng tánh mạng, vẫn là dễ như trở bàn tay. Diệp Thần trong lòng đại hỉ, nói thật không? Thứ hai yêu cơ nói, tự nhiên coi là thật. Diệp Thần vui vẻ nói, vậy thì cảm ơn yêu cơ cô nương. Thứ hai yêu cơ tà mị cười một tiếng, nói, hi hi, một câu đa tạ, ngươi là có thể báo đáp ta. Diệp Thần nhìn thứ hai yêu cơ vậy hoa đào câu hồn ánh mắt, thân thể khó hiểu run rẩy một tí, nói, yêu cơ cô nương, ngươi cần gì báo đáp. Thứ hai yêu cơ nhẹ khẽ cắn một cái môi, hai tròng mắt như sao chiếu rọi lóng lánh vậy, vô cùng yêu mị nhìn Diệp Thần, nói, ngươi cùng ta 3 ngày, ngoan ngoãn nghe ta mà nói, ta liền vì ngươi là trời nữ kéo dài tánh mạng, đến khi thái thượng công đức chiến bắt đầu. Diệp Thần nhìn nàng vậy tiêu hồn thực cốt tư thái, không khỏi được nuốt nước miếng một cái, trong lòng thầm kêu, yêu nữ. Nhưng niệm đến thiên nữ thương thế, Diệp Thần cuối cùng vẫn là khẽ cắn răng, gật đầu nói, được rồi, ta đáp đồng ý ngươi là được. Thứ hai yêu cơ vỗ tay một cái, nói, sảng khoái, cùng để ta đi. Nói xong, nàng ở trong hư không, xé ra một cái khe. Kẽ hở phía sau, là một nơi tiên khí hòa hợp sơn môn, đình đài lầu các, cổ sắc cổ thơm, bay mây phiêu động, long phượng trình tường. Sơn môn lối vào, một tòa thật to đền thờ đứng sừng sững, phía trên bảng hiệu, in tử hoàng tiên cung 4 chữ, chữ viết mạnh mẽ có lực, rồng bay phượng múa. Nơi này chính là tử hoàng tiên cung sao? Diệp Thần lấy làm kinh hãi. Cái này tử hoàng tiên cung, chính là thời đại hồng hoang môn phái, sừng sững hàng tỷ thế kỷ nguyên không ngã, khí vận tích lũy đặc biệt thâm hậu. Nếu là ở tử hoàng tiên cung bên trong tu luyện, có thể đưa đến chuyện đỡ tốn nửa công sức hiệu quả. Đi thôi. Thứ hai yêu cơ sử dụng một cái ngọc tịnh bình, đem thiên nữ thu vào, rồi sau đó chính là mang Diệp Thần, xuyên qua vậy vết nứt không gian, đi tới tử hoàng tiên cung bên ngoài sơn môn. Yêu cơ đại nhân. Thứ hai yêu cơ mới vừa trở về, liền có mấy cái hơi thở lạnh lùng, tu vi sâu không lường được hắc y nhân, ra nghênh tiếp, cung kính thi lễ. Ừ. Thứ hai yêu cơ nhẹ khẽ gật đầu, đem ngọc tịnh bình giao cho một người quần áo đen. Mấy người áo đen kia, hai tay nhận lấy, cung kính lui xuống. Diệp Thần mơ hồ có chút lo âu, muốn nói lại thôi. Thứ hai yêu cơ tự cười như không nói, ta là người tương lai tiểu thiếp, ta còn sẽ hại ngươi sao? Diệp Thần âm thầm suy diễn thiên cơ, chỉ cảm thấy thiên nữ vô tận hắc ám tương lai bên trong, hiện ra một chút rực rỡ, nhất thời trong lòng đại định, nói, đa tạ yêu cơ cô nương tương trợ. Thứ hai yêu cơ nói, đa tạ cũng không cần. Người cùng ta 3 ngày, ngoan ngoãn nghe ta nói. Nói xong, thứ hai yêu cơ hướng về phía Diệp Thần, ngoắc ngoắc ngón tay, lại không có mang Diệp Thần tiến vào tử hoàng tiên cung, mà là ở khe núi bên trong, tìm một cái hang núi, liền kéo Diệp Thần đi vào. Hang núi ánh sáng mờ tối, cái gì cũng không thấy được. Diệp Thần nuốt nước miếng một cái, liền cảm thấy một cái nhuyễn miên miên, nóng hổi thân thể, thiếp đến trên người mình. Cái này 3 ngày, ngươi là ta. Thứ hai yêu cơ vậy mộng nghệ bàn líu díu lời nói, ở Diệp Thần bên tai vang lên. Diệp Thần cảm thấy mình rơi vào ôn nhu hương bên trong, cả người nhẹ bóng, tuy cùng thứ hai yêu cơ cực kỳ đến gần, nhưng không có đột phá ranh giới cuối cùng. Thứ hai yêu cơ khinh bạc quyến rũ, nhưng lại có thể cũng biết đúng mực. Diệp Thần vì chữa trị thiên nữ, khí huyết hao phí quá nghiêm trọng, nếu như hai người tương hợp, chỉ sợ hắn sẽ ngay tức thì bị ép khô. Như vậy qua được 2 ngày. Diệp Thần khí huyết dần dần khôi phục, nơi này là tử hoàng tiên cung địa bàn,
linh khí đặc biệt dư thừa. Cái này thời gian 2 ngày, Diệp Thần mạch máu đạt được to lớn bồi bổ, nguyên khí đã thật to khôi phục. Hơn nữa, thứ hai yêu cơ tựa hồ có chút đặc biệt thủ đoạn, Diệp Thần cùng nàng thân cận, như mộc gió xuân, đan điền linh khí lại có tăng trưởng, tu vi thậm chí sắp đột phá. Đứa nhỏ, thân thể ngươi tốt hơn nhiều chứ? Hang núi hắc ám bên trong, thứ hai yêu cơ như rắn nước vậy, ôm lấy Diệp Thần. Diệp Thần có thể cảm thấy nàng ấm áp, mềm mại. Còn có ngày cuối cùng, xem yêu nữ này hình dáng, tựa hồ là muốn đột phá ranh giới cuối cùng. Diệp Thần đang do dự tới giữa, bỗng nhiên bắt được một đạo ý niệm, tràn đầy nguy hiểm vô cùng lo lắng hơi thở. Đó là Gia Gia hắn ý niệm. Gia Gia. Diệp Thần ngẩn người. Gia Gia hắn truyền tới ý niệm, 10 phần nóng nảy, cháu trai, ta bị kẹt ở phá hư vực, nhanh tới cứu giúp. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, trong đầu nghĩ, chẳng lẽ Gia Gia đi phá hư vực, tìm ngoài ra một nửa vô hồng thần kiếm, xảy ra bất ngờ. Vậy ý niệm 10 phần vô cùng lo lắng, Gia Gia tình cảnh, hiển nhiên 10 phần không ổn. Đứa nhỏ, thế nào? Thứ hai yêu cơ thấy Diệp Thần thần sắc khác thường, tò mò hỏi. Yêu cơ cô nương, Gia Gia ta xảy ra chuyện, ta phải đi cứu hắn. Cái này thời gian 2 ngày, đa tạ ngươi chiếu cố, chờ sau này có cơ hội, chúng ta nối lại tiền duyên. Diệp Thần vừa nói, một bên mặc xong quần áo, xoay người rời đi. Nếu như không đi nữa, hắn sợ mình sẽ vĩnh viễn chìm đắm trong thứ hai yêu cơ ôn nhu bên trong. Này, ngươi đứng lại cho ta. Thứ hai yêu cơ một hồi cáu giận, kêu lên. Diệp Thần dừng lại ở bước chân, cười khổ nói, yêu cơ cô nương, Gia Gia ta gặp nguy hiểm, ta phải lập tức đi cứu hắn. Thứ hai yêu cơ nhìn Diệp Thần vậy thành khẩn diễn cảm, cũng không nỡ trách cứ, than thở một tiếng, nói, được rồi, người đi thì đi đi, người đi đến phá hư vực sau đó, hết thảy chú ý, nếu như đụng phải có cái gì không giải quyết được nguy hiểm, kêu lên ta tên chữ, ta sẽ hạ xuống giúp ngươi. Diệp Thần ngẩn người, không nghĩ tới thứ hai yêu cơ, cũng biết mình phải đi phá hư vực. Nhưng nghe nàng vậy giọng ân cần, Diệp Thần trong lòng vẫn là khá là cảm kích, nói, đa tạ. Lập tức, Diệp Thần rời đi hang núi, phong tỏa phá hư vực tọa độ, trực tiếp biến dạng hư không đi. Hắn trước đây vậy lật xem qua vậy cổ tịch, cho nên biết phá hư vực tọa độ, hơn nữa có Gia Gia truyền tới ý niệm, càng có thể ung dung phong tỏa. Hư không chấn động, một hồi trời đất quay cuồng sau đó, Diệp Thần đi tới một cái địa phương xa lạ. Chỗ này, là một phiến mịt mờ sa mạc thế giới, gió cát đầy trời, trong cát chôn trước không thiếu xương trắng, mênh mông sa mạc, một mắt không thấy được cuối. Nơi này chính là phá hư vực sao? Diệp Thần tò mò đánh giá bốn phía, chỉ cảm thấy nơi này thiên địa quy luật, mơ hồ cùng ngoại giới không cùng, ẩn chứa một chút không không hơi thở. Gia Gia ở nơi nào? Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, muốn bắt Gia Gia vị trí. Nhưng, cái này phiến sa mạc thế giới, quy luật hơi thở tán loạn, thậm chí có không không quấy nhiễu, hắn lại có thể không cách nào xác định Gia Gia tinh chuẩn chỗ. Cháu trai, người tới sao? Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần bắt được Gia Gia ý niệm, nhưng như cũng không cách nào xác định vị trí. Gia Gia, ta đến, ngươi ở địa phương nào? Diệp Thần vậy vội vàng phát ra ý niệm, cách không cùng Gia Gia câu thông. Ta tìm không hồng kiếm gãy, bất ngờ rơi vào một phiến thái cổ tử địa, võ đạo và pháp bảo đều bị hạn chế, không cách nào phá vỡ khốn cảnh. Diệp Tà Thần thanh âm truyền tới. Thái cổ tử địa. Diệp Thần trong lòng rét một cái, xem ra Gia Gia tìm không hồng kiếm gãy, không hề thuận lợi. Vậy không hồng kiếm gãy, hẳn đang ở phụ cận, nhưng ta bị kẹt ở, không cách nào thoát thân tìm, người mau tới đây cứu ta đi ra ngoài. Diệp Tà Thần nói. Diệp Thần nói, Gia Gia, ta không cách nào xác định ngươi vị trí. Diệp Tà Thần trầm ngâm một hồi, nói, ừ, cái này phá hư vực quy luật hơi thở rối loạn, ngươi cẩn thận tìm, không nên gấp gáp, không muốn xem Gia Gia như vậy, liền không cẩn thận, liền rơi vào cạm bẫy, Gia Gia còn có thể chống đỡ mấy ngày. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, cẩn thận bắt Gia Gia hơi thở, nhưng cái này phiến sa mạc thế giới, gió cát đầy trời, khắp nơi đều là gào thét gió bão. Quy luật hơi thở đặc biệt rối loạn, hắn căn bản không có thể xác định Gia Gia vị trí. Chủ nhân, nơi đây tựa hồ cùng đệ nhất thiên lý, có nguyên nhân quả liên quan. Vừa lúc đó, huyết long hiện thân đi ra, rồng khổng lồ thân thể hơi dao động, một phiến phiến vảy rồng mở ra, rào 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 vang dội,
lại có thể bắt đầu hấp thu linh khí chung quanh. Vốn là cuồng bạo gió cát, ở huyết long sau khi hấp thu, đều là đổi được bình tĩnh lại, vậy rối loạn quy luật hơi thở, cũng là ổn định rất nhiều. Cái thế giới này, cùng đệ nhất thiên lý có liên quan. Diệp thần lấy làm kinh hãi. Đệ nhất thiên lý, chính là trời không long vương, là hồng quân tọa hạ bốn thú vương chi nhất. Nơi này rất có thể, chính là đệ nhất thiên lý sáng tạo thế giới, nó muốn phá toái hư không, đi không không thế giới, đi theo hồng quân lão tổ bước chân, đáng tiếc thất bại. Huyết long trong mắt hơi híp, cảm ứng trong thiên địa nhân quả hơi thở, mơ hồ bắt được thái cổ hồng hoang chập chờn. Phá hư vực, chính là phá toái hư không ý. Đệ nhất thiên lý, bầu trời long vương, muốn phá toái hư không, bước vào không không, tiếp tục đi theo hồng quân. Cho nên, chỗ này, ẩn chứa không không hơi thở. Nhưng rất đáng tiếc, không không thế giới, không như vậy dễ dàng bước vào. Đệ nhất thiên lý thất bại, mảnh thế giới này vậy hoang phế hết. Huyết long là đệ tam đại thiên lý, cùng ngày xưa bầu trời long vương, nhân quả thâm hậu, cho nên có thể rõ ràng bắt được, nơi đây đã từng phát sinh hết thảy. Ngoài ra một nửa không hồng kiếm gãy, đánh rơi đến phá hư vực, cũng là bởi vì quả tương liên làm chứng. Dẫu sao vô hồng thần kiếm, chính là hồng quân lão tổ, ngày xưa binh khí, cùng đệ nhất thiên lý liên lạc mật thiết. Chủ nhân, ra ra hẳn ở bên này. Huyết long cảm giác dưới, mơ hồ bắt được Diệp tà thần hơi thở, lập tức mang Diệp thần, đi phía bắc bay đi. Diệp thần nghe được có ra ra rơi xuống, trong lòng đại hỉ, lúc này ngự long hướng bắc. Một bên cùng Gia Gia duy trì liên lạc, nói, Gia Gia, ta tới ngay cứu ngươi. Rất xa bắc phương, truyền tới Diệp tà thần trầm thấp mà vô cùng lo lắng thanh âm, nói, được, cháu trai, ta chở ngươi. Diệp thần nghe được Gia Gia trong giọng nói, mơ hồ thấm ra một chút nguy nan hơi thở, nội tâm một hồi nóng nảy, vội vàng tăng thêm tốc độ, một đường bay về hướng bắc. Dọc theo con đường này, gió cát bạo động, lại có rất nhiều to lớn hung thú tập kích. Hoàn cảnh 10 phần tồi tệ. Nhưng thật may, huyết long là đệ tam đại thiên lý, nó thừa kế đệ nhất thiên lý khí vận, ngang hàng là cái thế giới này nắm giữ. Huyết long một tiếng gầm thét, hào hùng uy áp liền thả ra ngoài, thiên địa gió cát lắng xuống, vậy rất nhiều hung thú, cũng là toàn bộ cúi phục, không dám lại tàn phá. Rất nhanh, Diệp thần ở mờ mịt sa mạc bên trong, rốt cuộc thấy được một khối ốc đảo. Vậy ốc đảo sức sống mạnh mẽ. Mạnh mẽ được có chút quá đáng, màu xanh đậm lá cỏ khắp nơi sinh trưởng, từng cái con chăn vậy vậy to lớn dây leo, lấy vặn vẹo tư thái, điên cuồng lan tràn leo, còn có từng bụi cây lớn, cành khô cũng là vặn vẹo, đặc biệt quỷ dị. Ở vô số màu xanh lá cây thực vật bao trùm hạ, mơ hồ có thể thấy một phiến phiến thần điện tường đổ, tràn đầy đổ nát hoang vu dấu vết. Diệp thần còn thấy được một khối gãy lìa bia đá, phía trên có khắc thiên lý thánh nơi bốn chữ. Chủ nhân. Chỗ này kêu trời lý thánh nơi, là đã từng phá hư vực tín đồ, tế tự đệ nhất thiên lý địa phương. Huyết long nhìn vậy gãy lìa bia đá, nhất thời cảm giác được cổ xưa thiên cơ. Đệ nhất thiên lý, sáng lập mảnh thế giới này, trừ nước lửa phong chi bên ngoài, còn sáng tạo ra rất nhiều sinh linh. Sau đó, nó gặp đi theo hồng quân lão tổ vô vọng, từ bỏ mảnh thế giới này. Nhưng ngày xưa, bị nó sáng tạo ra sinh linh, như cũ thờ phụng nó. Chỗ này thiên lý thánh nơi phế tích, chính là đã từng là nơi cúng tế. Gia Gia, người có ở bên trong không? Diệp thần đứng ở thiên lý thánh nơi lối vào, hướng về phía bên trong kêu lên, hắn mơ hồ bắt được Gia Gia hơi thở, đang ở bên trong. Chỉ là, cái này phiến thiên lý thánh nơi phế tích, lớn vô cùng, chiếm cứ toàn bộ ốc đảo. Diệp thần một mắt tới giữa, vậy không thấy được thánh nơi nội bộ tình huống, chỉ cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Sống lưng mơ hồ có chút lạnh cả người. Cháu trai, người tới sao? Thánh nơi phế tích chỗ sâu, truyền ra Diệp tà thần thanh âm. Lần này, không phải ý niệm, mà là chân thực thanh âm. Diệp thần đại hỉ, đang muốn đáp lại, nhưng bỗng nhiên nghe được từng trận quỷ bí tiếng gào thét, mơ hồ thấy được mười mấy cái vặn vẹo bóng đen, ở phế tích chỗ sâu toát ra, rồi sau đó là một hồi tiếng đánh nhau. Gia Gia, người thế nào? Diệp thần rất nóng nảy, những cái kia vặn vẹo bóng đen, tựa hồ cũng là không chẳng trách vật, tương đương khủng bố. Diệp tà thần gặp phải không không quái vật tập kích, tình cảnh chỉ sợ tương đương không ổn. Cháu trai, ta không có sao, điểm này quái vật, Gia Gia còn có thể đối phó. Diệp tà thần thanh âm duy trì chấn định,
một bên cùng quái vật chém giết, vừa hướng Diệp Thần nói. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, nhưng cảm thấy Gia Gia giọng, có chút miễn cưỡng. Gia Gia, người đợi một chút, ta lập tức đi vào cứu ngươi. Diệp Thần kêu một tiếng, liền chuẩn bị cùng Huyết Long vọt vào. Diệp Tà Thần kêu lên, chớ vào. Chỗ này, là một phiến tử địa, ngươi nếu là tiến vào, liền không ra được. Diệp Thần trong lòng rét một cái, dừng lại ở bước chân. Huyết Long chỉ thánh trong đồn mặt, vậy từng bụi vặn vẹo thực vật, nói chủ nhân, ngươi xem. Diệp Thần men theo Huyết Long chỉ, nhìn sang, chỉ gặp ốc đảo bên trong từng bụi thực vật, bất kể là hoa cỏ, vẫn là dây leo, cây cối, phía trên cũng đóng dấu trước từng đạo cổ quái quỷ bí phù văn. Những phù văn kia, là màu xanh, in vào màu xanh thực vật trên, chút nào không dễ thấy. Nếu như không phải là cẩn thận xem xét, căn bản không phát hiện được. Diệp Tà Thần kêu lên, chỗ này, bị người bày ra cấm chế, có thể hạn chế người võ đạo cùng pháp bảo, vô cùng nguy hiểm, người nếu là tiến vào, cũng phải bị vây khốn. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, suy nghĩ phá cấm phương pháp, lại nghe một hồi tiếng gào thét vang lên, ốc đảo phế tích chỗ sâu, mười mấy cái bóng đen, như quỷ mị vậy chui ra, tay chân vặn vẹo, điên cuồng hướng Diệp Thần đạp chết tới. Vậy mười mấy cái bóng đen, toàn bộ là quái vật hình người, đến từ không không thế giới, mặt mũi dữ tợn, thân thể vặn vẹo, đặc biệt khủng bố. Diệp Thần đang muốn ra tay đánh trả, nhưng bỗng nhiên tới giữa, từ vậy mười mấy đầu quái vật hình người trên mình, bắt được một cổ hết sức quen thuộc hơi thở. Đó là thiên yêu cùng huyền yêu hơi thở. Các ngươi là thiên yêu huyền yêu dưới quyền. Diệp Thần rất kinh hãi, kêu lên. Vậy mười mấy đầu quái vật hình người. Nghe được Diệp Thần thanh âm, nhất thời ngây ngẩn, thân thể cứng ngắc trên đất, ở quán tính dưới sự xung kích, có mấy con quái vật đầu, thậm chí rớt xuống đất, trên mặt mũi phủ đầy rung động thần sắc. Một cái quái vật, đem mình rơi xuống đầu, từ dưới đất nhặt lên, nâng ở giữa eo, vậy trên đầu ngũ quan, nhưng động, phát ra thanh âm nứt quảng. Ngươi là, Luân Hồi, Thiên Tổ, Huyền Tổ, Bằng Hữu. Diệp Thần hít sâu một hơi, thoáng chấn định tâm thần, nói ta là thiên yêu huyền yêu hai vị tiền bối bằng hữu, các ngươi đều là chưa từng không lúc nào không bên trong tới. Vậy đoạn con quái vật nói, chúng ta, thiên ma tinh hải. Diệp Thần nghe đến chỗ này, bắt được thiên cơ, nhất thời bừng tỉnh hiểu ra. Những thứ này quái vật hình người, đến từ thiên ma tinh hải, đích xác là thiên yêu cùng huyền yêu dưới quyền. Ngày xưa, thiên yêu và huyền yêu, bị kẹt ở trên trời ma tinh biển, sau đó may mắn chạy khỏi. Đem thủ hạ quái vật, vậy toàn bộ mang ra ngoài. Bọn họ hạ xuống đến thế giới hiện thật, chạm thứ nhất chính là phá hư vực. Diệp Thần cẩn thận bắt, quả nhiên ở nơi này phiến ốc đảo trong phế tích, bắt được một chút thiên yêu cùng huyền yêu, còn sót lại hơi thở chập chờn. Thiên yêu huyền yêu, đã từng hạ xuống ở phá hư vực, bọn họ đem người bên dưới hình quái vật, toàn bộ lưu ở chỗ này, ở ngắn ngủi dừng lại sau đó, chính là nhanh chóng rời đi. Nếu những quái vật này là thiên yêu huyền yêu dưới quyền, Diệp Thần trong lòng nhất thời đại định, kêu lên. Gia Gia ta ở bên trong, các ngươi không nên thương tổn hắn. Vậy đoạn con quái vật đứt quãng nói, Luân Hồi, tuân lệnh. Ngươi, vĩ đại nhất, chúng ta, nghe lời. Diệp Thần nói, cầm Gia Gia ta thả ra đi. Vậy đoạn con quái vật nói, thả người, nhưng, chúng ta, không ra được. Người chung quanh hình quái vật, hoạt động. Đem từng bụi cây cối đánh gãy, dây leo kéo ra, cỏ dại đạp bằng, mở ra một cái lối đi. Lối đi cuối, ngồi xếp bằng một cái ông già, chính là Diệp Thần Gia Gia, Diệp Tà Thần. Hai ông cháu gặp nhau, không khỏi mừng rỡ. Gia Gia! Diệp Thần quát to một tiếng, liền muốn vọt vào. Vậy đoạn con quái vật ngăn lại hắn, nói, Luân Hồi, không nên vào, nguy hiểm. Chỉ vậy từng bụi thực vật, phía trên đóng dấu cấm chế phủ văn. Không chỉ là thực vật, ở trong bùn đất mặt, cũng có đặc thù phù văn, thậm chí trong hư không, đều không lúc có phù văn thoáng qua. Chỗ này, đã hoàn toàn bị niêm phong, một khi đi vào, liền không ra được. Diệp Thần hỏi, đây là chuyện gì xảy ra, ai phong ấn nơi này? Vậy đoạn con quái vật nói, Hư Huyền Tông. Hư Huyền Tông. Diệp Thần khẽ cau mày, cùng Huyết Long nhìn nhau một mắt. Bằng vào Hư Huyền Tông ba chữ. Bọn họ mơ hồ bắt được thiên cơ. Cái này Hư Huyền Tông, tựa hồ là phá hư vực một cái tông môn. Nhưng Diệp Thần nhớ,
ở Vạn Khư Thần Điện cổ tịch bên trong, cũng không có Hư Huyền Tông ghi lại. Muốn đến vậy Hư Huyền Tông, là sau đó quật khởi tông phái, đã tiêu diệt ngày xưa thế lực. Xem ra muốn phá vỡ phong ấn nói, chỉ có thể đi tìm Hư Huyền Tông. Diệp Thần nhìn xem Huyết Long, nói. Chủ nhân, có lẽ chỉ có thể như vậy. Huyết Long nói. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, bỗng nhiên ngưng khí hóa kiếm, nói ta đi thử một chút. Hắn vung tay lên, kiếm khí biểu chém ra, phân quang hóa ảnh, hóa thành mười mấy đạo phi kiếm, mỗi một đạo phi kiếm, đều là mang ác liệt sắt thép sát phạt, hung hăng hướng ốc đảo bên trong rừng rậm chém tới. Oanh, oanh, oanh. Diệp Thần kiếm khí hung mãnh, đem vậy từng bụi cây cối, toàn bộ chặt đứt. Nhưng, in vào cây cối lên phù văn, nhưng đi ra ngoài, ẩn nhập trong hư không, không thấy bóng dáng, không có một chút hư hại dấu vết. Cấm chế phong ấn, như cũ cường hãn, không có chút nào rung chuyển. Cái này phong ấn, có chút tà môn, tựa hồ là không không thời không thủ đoạn. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, những thứ này phong ấn phù văn, thật ra thì quy luật hơi thở không hề mạnh, nếu như cứng đối cứng, hắn có thể ung dung chảm phá. Nhưng vấn đề là, những phù văn này, đặc biệt quỷ dị, che giấu ở trong hư không, hoàn toàn không cho Diệp Thần phá hư cơ hội. Diệp Thần cho dù có thông thiên lực, cũng là một quyền nện ở trên bông vải, không có chút nào chỗ dùng. Vậy Hư Huyền Tông, chẳng lẽ cùng không không lúc nào không có quan? Diệp Thần mơ hồ cảm thấy nguy hiểm. Chủ nhân, làm thế nào? Huyết Long vậy không nắm được chủ ý. Gia Gia bị kẹt ở bên trong, coi như là đầm rồng hang hổ, chúng ta cũng phải đi xông vào một lần. Diệp Thần nhưng không có gì do dự, rất nhanh làm xong quyết định. Vậy Hư Huyền Tông ở địa phương nào? Diệp Thần nhìn vậy đoạn con quái vật, hỏi nói. Phía Tây, Hư Huyền Đồ, hữu dụng. Vậy đoạn con quái vật nói. Hư Huyền Đồ. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, muốn đến vậy Hư Huyền Đồ, chính là phá vỡ phong ấn cấm chế mấu chốt. Các ngươi chăm sóc kỹ Gia Gia ta đi Hư Huyền Tông xem. Diệp Thần phân phó. Luân hồi. Người ở chỗ này hình quái vật, rối rít cung kính lĩnh mệnh, coi Diệp Thần là chí tôn. Diệp Thần gật đầu một cái, mơ hồ tới giữa, lại đang cái này phiến ốc đảo bên trong, bắt được một món đặc thù kiếm khí chập chờn. Đó là không hồng kiếm gãy kiếm khí. Ngoài ra một nửa vô hồng thần kiếm, ở nơi này phiến ốc đảo bên trong. Cái này phiến ốc đảo bên trong, hẳn cất giấu một nửa kiếm gãy, các ngươi thay ta cẩn thận tìm. Diệp Thần lại phân phó. Đám người quái vật kính cẩn lĩnh mệnh, rất nhanh hoạt động, có người đi bảo vệ Diệp Tà Thần, có người đi tìm không hồng kiếm gãy. Diệp Thần gặp những thứ này quái vật hình người, động tác dứt khoát lưu loát, trong giơ tay nhấc chân, ẩn nhiên có ác liệt sát khí, trong lòng hơi rét một cái, suy nghĩ, những quái vật này, không hổ là thiên yêu huyền yêu dưới quyền, tuy nói bởi vì hạ xuống thế giới hiện thật, quy luật than xúc, thực lực suy yếu rất nhiều, nhưng vẫn là nhanh mạnh cường hãn. Hắn tâm lý có thu phục ý, nhưng việc cần kíp, là mau sớm bắt được Hư Huyền Đồ, phá vỡ nơi đây phong ấn, đem Gia Gia cứu ra. Lập tức, Diệp Thần Ngữ Long đi Tây bay đi Hư Huyền Tông. Một đường Tây hành, trên đường gặp gió cắt cùng hung thú, cũng là thuận lợi bị Huyết Long áp chế. Diệp Thần không gặp phải cái gì bất ngờ, rất nhanh đi tới phía Tây chi địa, xa xa liền thấy một tòa thành trì thật to, sừng sững ở sa mạc bên trong, lộ vẻ được đặc biệt nguy nga. Thành trì lên bảng hiệu, in yêu vương thành ba chữ, có rất nhiều người ra vào. Diệp Thần và Huyết Long nhìn nhau, bọn họ ở trong sa mạc đi đã lâu, bây giờ là lần đầu tiên thấy người ở, hơn nữa còn như thế dày đặc. Chủ nhân, vậy Hư Huyền Tông, hẳn liền ở trong thành. Huyết Long nói. Diệp Thần gật đầu một cái, nhìn vậy yêu vương thành, mơ hồ tới giữa, nhưng cảm thấy một cổ dị thường chập chờn. Chủ nhân, thế nào? Huyết Long thấy Diệp Thần thần sắc khác thường, hỏi. Ta tựa hồ bắt được luân hồi sáu giới hơi thở. Diệp Thần cau mày nói. Luân hồi sáu giới, nơi này không phải phá hư vực sao, làm sao sẽ cùng luân hồi sáu giới có liên quan? Huyết Long lấy làm kinh hãi, phải biết, luân hồi sáu giới, là vì mai táng luân hồi mà thiết lập, đặc biệt thần bí. Nhưng chỗ này, cũng không thuộc về luân hồi sáu giới, mà là đệ nhất thiên lý sáng tạo phá hư vực. Cái này cái gì yêu vương thành, Hư Huyền Tông, tựa hồ cùng vạn yêu giới có liên quan. Diệp Thần ngưng thần cảm ứng dưới,
lại là có dũng khí vô hình sợ hãi. Luân hồi sáu giới, chính là địa ngục giới, chúng sinh giới, quỷ vương giới, vạn yêu giới, thần thiên giới, tu la giới. Vạn yêu giới, chính là sáu giới một trong. Diệp thần rõ ràng cảm giác được, cái này kêu yêu vương thành địa phương, còn có vậy hư huyền tông, mơ hồ cùng vạn yêu giới có liên quan. Chẳng lẽ vậy hư huyền tông, là tới từ vạn yêu giới tông môn? Huyết Long cũng là ánh mắt chớp động, có chút kinh nghi bất định nói. Đầu mối quá thiếu, ta cũng không biết, chúng ta đi vào xem. Diệp thần thần sắc ngưng trọng, lập tức thu liễm hơi thở, đi yêu vương thành đi tới. Huyết Long vậy mai phục ở diệp thần trong cơ thể, tạm thời che giấu hơi thở. Yêu vương thành bên trong, dòng người như dệt cửi, đặc biệt náo nhiệt. Tòa thành trì này, chỗ phá hư vực phía tây cửa khẩu, các nơi lui tới thương nhân vô cùng nhiều, trong thành xây dựng từng ngọn tụ linh đại trận. Hội tụ tứ phương thiên địa linh khí, lại hấp dẫn vô số võ giả tu sĩ, ở chỗ này tu luyện. Diệp thần một mắt tới giữa, liền thấy yêu bên trong vương thành, linh khí dư thừa nhất địa phương, ở thành nam một tòa linh sơn núi lớn trên. Thoáng sau khi nghe ngóng, hư huyền tông ngay tại trên ngọn núi kia, là yêu vương thành nhất tông môn lớn, thậm chí dõi mắt đến toàn bộ phá hư vực, cũng là cường hãn nhất tông môn. Yêu vương thành thành chủ, cũng là do hư huyền tông cường giả đảm nhiệm. Có thể nói, hư huyền tông khống chế toàn bộ yêu vương thành. Diệp thần muốn tiếp tục hỏi thăm, yêu vương thành lịch sử sâu xa, hư huyền tông lai lịch, nhưng lập tức bị mấy người đi đường, đáp lại ánh mắt cảnh giác. Diệp thần trong lòng rét một cái, liền không có hỏi lại, nghĩ thầm như thế nào bắt được hư huyền đồ. Ở hắn hỏi thăm dưới, vậy hư huyền đồ, là hư huyền tông trọng yếu pháp bảo, tuyệt đối không thể nào cho mượn người ngoài. Nói cách khác, hắn muốn bắt được hư huyền đồ, cơ hồ là chuyện không thể nào. Trực tiếp tới cửa đòi, người khác không khả năng sẽ cho. Mà cứng rắn đoạt, ở hư huyền tông trên địa bàn, Diệp thần không có nắm chắc tất thắng. Đang lo lắng lúc đó, Diệp thần nghe được sau lưng có tiếng bước chân dồn dập đến gần, quay đầu vừa thấy, chỉ gặp hai người mặc ăn mặc tuần tra cường giả, khí thế hung hăng ép tới gần, kêu lên, đứng lại. Diệp thần nhất thời cảnh giác. Muốn đến là mình khắp nơi hỏi thăm tin tức, đưa tới hư huyền tông chú ý. Ngươi là vùng khác tới chứ? Vậy hai cái tuần tra cường giả, một trước một sau cắt đứt diệp thần đường đi, nghiêm nghị hỏi. Lớn người đi trên đường, ánh mắt nhất thời đồng loạt họp lại. Diệp thần sắc mặt trầm xuống, tim muốn động thủ nói, có thể sẽ chuyện xấu, liền nói tại hạ Hoang Trần, là vùng khác tới võ giả, nghe hư huyền tông đại danh, muốn đến đầu dựa vào. Vậy hai cái tuần tra cường giả, nhìn nhau, gặp Diệp thần khí độ bất phàm, nên cũng không dám khinh thị, nói, ngươi nếu là vùng khác tới, đi phủ thành chủ ghi danh đi, có thể hay không bái nhập hư huyền tông, còn muốn xem ngươi tạo hóa. Diệp thần trong đầu nghĩ vậy phủ thành chủ, cũng là dựa vào hư huyền tông mà sáng lập, đi thử vận khí một chút, có lẽ có bắt được hư huyền đồ cơ hội, liền gật đầu nói, được. Lập tức, Diệp thần đi theo vậy hai cái tuần tra người, đi tới phủ thành chủ. Phủ thành chủ, xây ở yêu vương thành khu vực phồn hoa nhất, phủ đệ 10 phần khí phái. Diệp thần bước vào phủ thành chủ bên trong, đối diện liền thấy một tòa hình rồng pho tượng. Vậy hình rồng pho tượng, lại là đệ nhất thiên lý, bầu trời long vương hình dáng. Ở pho tượng trước, còn có chút hương khói cúng tế dấu vết. Diệp thần thấy bầu trời long vương pho tượng, thậm chí còn có người cúng tế, không khỏi lấy làm kinh hãi. Ông! Lúc này, Diệp thần cùng ngày trước không long vương pho tượng, sinh ra đồng tình, một hồi chấn động. Chính xác mà nói, cùng pho tượng sinh ra cộng minh, không phải Diệp thần, mà là huyết long. Bầu trời này long vương pho tượng, chịu đựng tế tự không biết đã bao nhiêu năm, đã sớm tích lũy đại lượng tín ngưỡng niệm lực, đại lượng công đức. Diệp thần vừa tiến đến, pho tượng trên ẩn chứa tín ngưỡng công đức, toàn bộ hướng huyết long hội tụ đi. Huyết long là đệ tam đại thiên lý. Những thứ này công đức tín ngưỡng, trong sâu thẳm, chính là do nó thừa kế. Công đức thừa kế, đưa tới đồng tình dị tượng, ông tác hưởng, khí lưu kịch liệt xoay tròn, nhất thời để cho được vậy hai cái tuần tra người, còn có phủ thành chủ các vệ binh, lộ ra khiếp sợ thần sắc. Tất cả mọi người ánh mắt, rối rít nhìn về Diệp thần, trợn mắt hốc mồm. Đệ nhất thiên lý tín ngưỡng công đức, làm sao bị thằng nhóc này thừa kế? Thằng nhóc này là ai? Chẳng lẽ cùng thiên lý có liên quan? Thiên lý tới báo thù.
Rất nhiều kinh nghi tiếng nghị luận vang lên, còn có ngược lại hút khí lạnh thanh âm, rất nhiều vệ binh rút binh khí ra, đề phòng. Tại chỗ bầu không khí, nhất thời đổi được có chút hươm tuốt vỏ, nỏ dương dây. Tất cả chớ động. Ngay tại lúc này, một đạo tràn đầy uy nghiêm khẽ kêu tiếng, từ bên trong phủ đệ truyền ra. Chỉ gặp một người mặc màu trắng quần áo, tư thái cô gái tuyệt mỹ, ở mấy cái thị vệ vây quanh, lớn bước ra ngoài. Tại chỗ các vệ binh, rối rít cung kính thi lễ, kêu lên, bái kiến thành chủ đại nhân. Diệp Thần sửng sốt một chút, hắn nghe qua tin tức, Yêu Vương thành thành chủ, tên là Mộ Dung Phi Tuyết, là Hư Huyền Tông chân truyền nữ đệ tử, quyền thế vô cùng hừng hực. Cái này cô gái đồ trắng, muốn đến chính là Mộ Dung Phi Tuyết. Mộ Dung Phi Tuyết nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần, cảm nhận được vậy cổ đặc thù đồng tình, nàng khẽ cau mày đứng lên, hướng về phía Diệp Thần nói, ngươi cùng ta đi vào. Đương thời giây phút, Diệp Thần cũng chỉ có thể gặp đi bộ bước, trầm mặc không nói lời nào, đi theo Mộ Dung Phi Tuyết, tiến vào phủ đệ bên trong. Mộ Dung Phi Tuyết mang Diệp Thần, đi tới hậu hoa viên bên trong, bình lui cỡ đó, cũng bày ra từng đạo ngăn cách tiếng thở phù lục. Làm xong hết thảy các thứ này, nàng mới ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thần, dung giọng nói, ngươi. Ngươi là trong truyền thuyết luân hồi chi chủ sao? Nàng mới vừa ở trước mặt người ngoài, ung dung hoa quý, vô cùng tôn vinh, nhưng giờ phút này đối mặt Diệp Thần, nhưng là giọng nói run rẩy, cả người run rẩy. Diệp Thần sửng sốt một tí, không nghĩ tới mình thân phận, lại bị đối phương đoán được. Hắn trầm giọng nói, Mộ Dung thành chủ, ngươi làm sao nhận ra ta? Mộ Dung Phi Tuyết vành mắt lại hơi đỏ lên, nói, ngươi quả nhiên chính là luân hồi chi chủ. Dừng một chút, lại nói, không cần kêu ta thành chủ, kêu tên ta liền có thể, ta Mộ Dung gia tộc, mấy đời đều là luân hồi tín đồ. Diệp Thần nghe được Mộ Dung Phi Tuyết giọng, chân thành thành khẩn, trong lòng nhất thời thư giãn một chút. Không nghĩ tới ở chỗ này, lại có thể cũng có ta tín đồ. Diệp Thần nói, Mộ Dung Phi Tuyết nói, luân hồi chi chủ, đệ tam đại thiên lý, huyết long chí tôn, chính là ngươi tọa hạ chiến sủng chứ. Diệp Thần gật đầu một cái, nói, huyết long, đi ra đi. Hắn tiếng nói rơi xuống, huyết long bay vút lên ra, cũng là có chút hiếu kỳ nhìn Mộ Dung Phi Tuyết. Mộ Dung Phi Tuyết cung phụng luân hồi, Diệp Thần trên mình phát sinh qua rất nhiều chuyện, muốn đến nàng cũng có thể bắt được thiên cơ, biết huyết long là Diệp Thần chiến sủng. Mộ Dung cô nương, ta có rất nhiều nghi vấn. Diệp Thần chỉnh đốn trước lời nói, cũng không biết kể từ đâu. Yêu Vương thành lai lịch, Hư Huyền Tông lai lịch, hắn cũng muốn biết. Mộ Dung Phi Tuyết cũng có thể nhìn ra Diệp Thần nghi ngờ, nói, luân hồi chi chủ, ta cùng ngươi từ từ nói. Mời Diệp Thần đi tới hậu hoa viên trong đình, hai người phân chủ khách ngồi xuống. Mộ Dung Phi Tuyết cho Diệp Thần rót một ly trà, nói, luân hồi chi chủ, mời dùng trà. Diệp Thần gật đầu một cái, nói ta kêu Diệp Thần, trực tiếp kêu tên ta đi, không cần như thế khách khí. Cầm ly trà lên, nhẹ nhàng hạp một cái. Mộ Dung Phi Tuyết một hồi kích động, tựa hồ có chút thụ sủng nhược kinh hình dáng, nói, ừ. Lá, Diệp đại ca, người ngày xưa chém ra trăm đạo khí tượng, vậy truyền tới ta phá hư vực bên trong tới, ta rất là ngưỡng mộ, ngày hôm nay có thể thấy ngươi chân nhân, ta. Ta thật cao hứng, gò má bao lên liền kích động đỏ ửng. Nơi nào có nửa điểm thành chủ ung dung uy nghiêm tư thái. Diệp Thần cười khổ một tí, nói chém ra trăm đạo, vậy không việc gì, tu luyện tương lai, vẫn là phải xem cơ duyên tạo hóa. Dừng một chút, Diệp Thần chính là nghiêm nghị hỏi, ngươi vì sao phải tế tự đệ nhất thiên lý? Thiên đầu vạn tự, Diệp Thần quyết định từ vậy đệ nhất thiên lý pho tượng hỏi tới. Mộ Dung Phi Tuyết lấy lại bình tĩnh, sau đó thấp giọng nói, bởi vì... ta Mộ Dung gia muốn tha tội. Tha tội. Diệp Thần sửng sốt một chút, câu trả lời này, lại lớn lớn hơn ư hắn ý liêu. Mộ Dung Phi Tuyết chăn thủ nhẹ một chút, nói, ừ, ta Mộ Dung gia tộc, tàn sát qua rất nhiều ngày lý tín đồ, tội nghiệt quá sâu. Gia tộc lão tổ dự cảm đến, tương lai thiên lý, sẽ do luân hồi chi chủ dưới quyền thừa kế, cho nên chế tạo pho tượng kia, dùng để tha tội. Diệp Thần khẽ cau mày. Nói các ngươi không phải phá hư vực dân bản địa chứ? Phá hư vực dân bản địa, là đệ nhất thiên lý một tay tạo ra, nhưng ở Mộ Dung Phi Tuyết trên mình, Diệp Thần không cảm giác được chút nào dân bản địa dấu vết. Mộ Dung Phi Tuyết có chút áy náy nói, không phải. Chúng ta đến từ vạn yêu giới, ở cực kỳ lâu trước kia,
hạ xuống đến phá hư vực, cơ hồ đem thiên lý chế xanh dân bản địa, toàn bộ tàn sát hầu như không còn, tội nghiệt sâu nặng. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, ly trà trong tay bóp vỡ, nói các ngươi quả nhiên đến từ vạn yêu giới. Nói là ta tín đồ, nhưng thật ra là muốn tự tay mai táng ta. Vạn yêu giới, luân hồi sáu giới một trong, cũng là vì mai táng luân hồi mà sống. Mộ Dung Phi Tuyết đích gia tộc, đến từ vạn yêu giới, nhất thời để cho Diệp Thần cảm thấy vô cùng cảnh giác, trong tròng mắt thoáng qua sát khí. Mộ Dung Phi Tuyết tu vi, chỉ là thiên huyền cảnh hậu kỳ, chỉ cần Diệp Thần nguyện ý, một đầu ngón tay, liền có thể nghiền chết nàng. Cảm nhận được Diệp Thần ý định giết người, Mộ Dung Phi Tuyết hoảng hồn, nói, không phải, không phải, Diệp đại ca, ta thích ngươi, sùng bái ngươi, làm sao bỏ được tổn thương ngươi. Ta Mộ Dung gia tộc, đời 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 đều là luân hồi tín đồ, điểm này là sẽ không thay đổi. Diệp Thần cau mày sâu hơn, nói như vậy, các ngươi là vi phạm chí cao cổ thần ý chí, cự tuyệt cùng luân hồi là địch, ngược lại tín ngưỡng ta. Mộ Dung Phi Tuyết nói, Diệp đại ca, nhưng trừ chúng ta Mộ Dung gia tộc bên ngoài, còn có một cái Trịnh gia, bọn họ là tuân theo mai táng luân hồi tín niệm, ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Ta Mộ Dung gia tộc, và bọn họ Trịnh gia, liên hiệp hợp thành Hư Huyền Tông, năm đó cơ hồ giết sạch dân bản địa, thành công thống trị phá hư vực. Diệp Thần nghe đến chỗ này, tim thình thịch nhảy lên. Lúc đầu Hư Huyền Tông, chính là do Mộ Dung gia tộc và Trịnh gia, liên hiệp thành lập mà thành. Nói như vậy, Mộ Dung gia tộc là Hư Huyền Tông trọng yếu tồn tại, hắn nói không chừng có thể dựa vào Mộ Dung Phi Tuyết, thành công bắt được Hư Huyền Đồ. Nghe nói các ngươi Hư Huyền Tông, có một kiện kêu Hư Huyền Đồ pháp bảo, ta muốn mượn tới xem, có thể không? Diệp Thần hỏi. Mộ Dung Phi Tuyết lấy làm kinh hãi, nói, Diệp đại ca, người muốn mượn Hư Huyền Đồ. Tại sao? Đó là chuyên môn dùng để phong ấn tà ác ma thần pháp bảo, năm đó ta Mộ Dung gia lão tổ, còn đã từng thiếu chút nữa phong ấn không thời không hai đại yêu tổ. Diệp Thần nội tâm chấn động, theo bản năng nói, thiên yêu huyền yêu. Mộ Dung Phi Tuyết nói, Diệp đại ca, người thật là thần thông quảng đại, ta Hư Huyền Tông bí mật, người lại có thể cũng biết. Năm đó, vạn yêu giới nhận được tin tức, nói không lúc nào không có hai vị yêu tổ, phân biệt kêu trời yêu và huyền yêu, hạ xuống đến phá hư vực, thần vũ trụ phái chúng ta Hư Huyền Tông, đi qua bắt trấn áp. Nếu như có thể trấn áp thiên yêu huyền yêu, đó chính là thiên đại công lao, ta Hư Huyền Tông đủ để ở vạn yêu giới quật khởi, đạt được thần vũ trụ ban phúc. Diệp Thần nghe đến chỗ này, trong đầu nghĩ vậy vạn yêu giới, hẳn là có rất nhiều tông môn san sát, nhưng cùng những thế giới khác như nhau, thần vũ trụ cũng thuộc về tuyệt đối nắm giữ địa vị. Vạn yêu giới thần vũ trụ, muốn trấn áp thiên yêu huyền yêu, Hư Huyền Tông năm đó hạ xuống phá hư vực, chính là phụng mệnh làm việc, muốn bắt tóm vậy hai đại yêu tổ. Mộ Dung Phi Tuyết nói tiếp, năm đó ta Mộ Dung gia lão tổ, luân phiên trực Hư Huyền Tông tông chủ, bày thiên la địa võng, áp chế bọn họ thực lực, thiếu chút nữa thì có thể bắt được thiên yêu huyền yêu, đáng tiếc cuối cùng bị bọn họ chạy mất, ta Mộ Dung gia và Trịnh gia, cũng không dám hồi vạn yêu giới gặp mặt thần vũ trụ, sợ trách phạt, liền ở phá hư vực bên trong đặt chân. Diệp Thần rõ ràng tới đây, nói cho nên các ngươi giết sạch dân bản địa, chính là vì thống trị cái thế giới này. Mộ Dung Phi Tuyết gò má đỏ lên, không lời chống đỡ. Diệp Thần khoát tay một cái nói, không sao, giết hại tranh đấu, mạnh hiếp yếu, là vĩnh hằng không đổi quy luật. Diệp Thần cũng không trách tội cái gì, bởi vì cái thế giới này, vốn chính là người thắng làm vua, người thua thực trần. Mạnh hiếp yếu, vĩnh viễn là điên tấn công không phá quy luật. Dừng một chút, Diệp Thần lại hỏi, chỗ tòa này yêu vương thành, chính là các ngươi Hư Huyền Tông, tuân theo vạn yêu giới ý chí sáng lập. Mộ Dung Phi Tuyết nói, đúng vậy, vạn yêu giới tu luyện yêu đạo bí pháp, năm đó thần vũ trụ muốn bắt tóm thiên yêu huyền yêu, cũng là vì lớn mạnh yêu đạo. Nhưng, thiên yêu huyền yêu, cái này hai vị yêu tổ, thực lực quá mạnh mẽ, năm đó hạ xuống thế giới hiện thật, coi như rơi vào cực đoan yếu ớt trạng thái, cũng không phải chúng ta có thể đối phó. Diệp Thần gật đầu một cái, thiên yêu huyền yêu mạnh mẽ, hắn tự nhiên biết. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh thiên yêu huyền yêu, chỉ sợ vậy vạn yêu giới thần vũ trụ hạ xuống, vậy xa xa không phải địch thủ. Cái này phiến thiên lý thánh nơi phế tích, cũng là các ngươi phong ấn chứ. Diệp Thần bàn tay vung lên, khói mù dâng lên, hiển hóa ra thiên lý thánh nơi, vậy phiến ốc đảo phế tích hình ảnh,
ra ra hắn liền bị khốn ở bên trong. Mộ Dung Phi Tuyết thấy vậy ốc đảo phế thích, thân thể mềm mại cũng là khẽ run lên, nói năm đó thiên yêu huyền yêu dưới quyền, có không ít người hình quái vật làm loạn, vì bảo vệ phá hư vực an toàn, ta hư huyền tông liền đem bọn họ phong ấn ở bên trong, vậy phong ấn, chỉ có dùng hư huyền đồ mới có thể giải khai. Nói tới chỗ này, Mộ Dung Phi Tuyết mơ hồ đoán được cái gì, bộ dạng sợ hãi nói, Diệp đại ca, người muốn mượn hư huyền đồ, chính là vì giải khai bên kia phong ấn. Nàng chỉ lấy là Diệp thần giải khai phong ấn, là phải đem những cái kia quái vật hình người, toàn bộ thả ra ngoài. Diệp thần trầm giọng nói, ra ra ta bị kẹt ở bên kia, ta cần giải cứu hắn. Mộ Dung Phi Tuyết nửa tin nửa ngờ, nói, thì ra là như vậy. Diệp thần nói, Mộ Dung cô nương, ngươi nếu là hư huyền tông đệ tử chân truyền, có thể có biện pháp mượn được hư huyền đồ. Diệp thần chỉ muốn mau sớm bắt được hư huyền đồ, giải khai phong ấn, đem ra ra khoác cứu ra. Hơn nữa, phong ấn giải khai sau đó, nói không chừng có thể tìm được ngoài ra một nửa vô hồng kiếm gãy. Mộ Dung Phi Tuyết mày liễu hơi cao lại, nói, hư huyền đồ này cùng pháp bảo, trừ tông chủ ra, chỉ có ghế thủ lãnh đệ tử chân truyền, mới có tư cách học hỏi. Trước kia hư huyền tông ghế thủ lãnh chân truyền, là đệ đệ ta Mộ Dung Vô Ngôn. Nhưng ở gần đây, đệ đệ ta bị Trịnh gia đại thiếu gia đánh bại, đan điền bể tan tành, lâm vào là phế nhân. À, hắn hiện tại mất đi ghế thủ lãnh chân truyền địa vị, nếu không, kêu đệ đệ ta hỗ trợ, có lẽ có thể mượn được hư huyền đồ. Diệp thần nghe được Mộ Dung Phi Tuyết mà nói, trong lòng động một cái, mơ hồ tới giữa, đánh hơi được phá cuộc mùi vị. Cái đó Mộ Dung Vô Ngôn, rất có thể chính là phá cuộc mấu chốt. Đệ đệ ngươi ở nơi nào? Diệp thần hỏi. Mộ Dung Phi Tuyết nói, Diệp đại ca, ngươi có thể cứu vãn đệ đệ ta sao? Truyền thuyết luân hồi đạo pháp, tạo hóa cao nhất, đệ đệ ta lâm vào là phế nhân sau đó, cả ngày sa sút, có lẽ chỉ có ngươi có thể cứu vãn hắn. Diệp thần nói, ngươi trước mang ta đi gặp hắn một chút. Hắn cảm nhận được liền phá cuộc hơi thở, hiện tại chỉ muốn đi trước xem vậy Mộ Dung Vô Ngôn. Mộ Dung Phi Tuyết gật đầu một cái, thần sắc hơi có vẻ ảm đạm, liền đứng dậy mang Diệp thần, xuyên qua từng cái hành lang dài, cuối cùng đi tới một tòa hoang vu sân nhỏ. Sân nhỏ bên trong, chỉ có một cái ông già, ở mình tự đánh với mình cờ. Vậy ông già thân hình gầy gò, ánh mắt đục ngầu, hơi thở chán trường, Diệp thần và Mộ Dung Phi Tuyết vào, hắn cũng không có động tĩnh. Mộ Dung Phi Tuyết buồn bã kêu lên, đệ đệ. Diệp thần lấy làm kinh hãi, nói cái cụ già này, chính là đệ đệ ngươi. Mộ Dung Phi Tuyết chán nản nói, đúng vậy, hắn. Hắn bị Trịnh gia đại thiếu gia đánh bại, đan điền bể tan tành sau đó, đạo tâm mài mòn, từ một cái phong độ nhanh nhẹn công tử trẻ tuổi, suy già dặn bộ dáng này. Vậy ông già nghe được Mộ Dung Phi Tuyết mà nói, quay đầu trợn mắt nhìn nàng một mắt, tức giận nói, lăn ra ngoài, không nên tới quấy rầy ta đánh cờ. Mộ Dung Phi Tuyết rơi lệ, hướng Diệp thần nói, thật ra thì đệ đệ ta ban đầu tu vi, là vô lượng cảnh một tầng thiên, tiên quân cảnh giới đại viên mãn, thiên phú hơn người, thần thông siêu tuyệt, vậy Trịnh gia đại thiếu gia Trịnh Thiếu Hoàng, vậy không phải là địch thủ của hắn. Chỉ là, vậy Trịnh Thiếu Hoàng hèn hạ vô sỉ, âm thầm mượn hắn Trịnh gia trưởng lão pháp lực, nếu không đệ đệ ta quả quyết không sẽ bị thua. Diệp thần nghe đến chỗ này, khẽ gật đầu. Tiên quân đại viên mãn, này cùng cảnh giới, có thể nói là tương đương không tầm thường, cũng khó trách ngày xưa Mộ Dung Vô Ngôn, có thể đảm nhiệm hư huyền tông ghế thủ lãnh đệ tử chân truyền. Vậy ông già ảm đạm yên lặng, vừa tựa hồ bị gợi lên chuyện thương tâm, nói, người ở trước mặt người ngoài, la lý giải dòng chút gì. Mộ Dung Phi Tuyết vội vàng nói, đệ đệ, Diệp đại ca không là người ngoài, hắn. Hắn chính là luân hồi chi chủ. Vậy ông già ngẩn ngơ, kinh ngạc nhìn Diệp thần nói, ngươi. Ngươi là luân hồi chi chủ. Hắn cẩn thận cảm ứng dưới, quả nhiên từ Diệp thần trên mình, cảm nhận được liền minh mông luân hồi quy luật chập chờn, thân thể nhất thời một hồi run rẩy. Mộ Dung gia đời đời, thờ phượng sùng bái luân hồi, hắn cũng không ngoại lệ. Thấy trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, lại có thể xuất hiện ở trước mặt mình, vậy ông già tình khó khăn kiềm chế, cả người không ngừng run rẩy run, con cờ trong tay bót đích một tiếng, rớt xuống đất. Diệp thần nhìn vậy ông già, nói, Mộ Dung Vô Ngôn, như ta có thể giúp ngươi tu bổ đan điền, khôi phục cảnh giới, ngươi nhưng có lòng tin, lần nữa đoạt lại ghế thủ lãnh chân truyền vị trí. Ghế thủ lãnh đệ tử chân truyền,
có tư cách học hỏi Hư Huyền Đồ. Diệp Thần nghĩ thầm, nếu như Mộ Dung Vô Ngôn có thể lần nữa đảm nhiệm ghế thủ lãnh chân truyền, hắn là có thể bắt được Hư Huyền Đồ. Hư Huyền Đồ nếu có thể tới tay, phá vỡ phong ấn, giải cứu Gia Gia, thậm chí tìm được Vô Hồng kiếm gãy, đều là dễ như trở bàn tay. Mộ Dung Vô Ngôn nghe Diệp Thần lời nói, nhưng là cười khổ một hồi, nói, đan điền ta bể tan tành, cả người mất hết tu vi, coi như đan điền chữa trị, cả người tu vi cũng không về được. Diệp Thần nói, cái này ngược lại chưa chắc, như ta có thể giúp ngươi khôi phục tu vi đâu. Lời nói này nói ra, Mộ Dung Phi Tuyết và Mộ Dung Vô Ngôn, đều là kinh hãi, không dám tin tưởng. Mộ Dung Phi Tuyết tại chỗ liền cho Diệp Thần quỳ xuống, nói, Diệp đại ca, như ngươi có thể giúp đệ đệ ta khôi phục tu vi, ta cuộc đời này làm nô tỳ, tùy ý ngươi sai khiến. Mộ Dung Vô Ngôn cũng là giọng nói run rẩy, nói ta tột cùng nhất tu vi, là tiên quân đại viên mãn, coi như là ta Mộ Dung gia lão tổ sống lại, cũng không khả năng để cho ta khôi phục, luân hồi chi chủ, ngươi như thế nào có thể làm được. Hắn gặp Diệp Thần cả người võ đạo gông xiềng chém hết, khí độ bất phàm, nhưng cuối cùng chỉ có trăm gia cảnh bốn tầng thiên tu vi, muốn khôi phục hắn tiên quân đại viên mãn thực lực, vậy đơn giản là thiên hoang nói nguyên đêm. Diệp Thần cười nói, ngươi chỉ phải đáp ứng ta một cái điều kiện, ta lập tức giúp ngươi khôi phục tu vi. Mộ Dung Vô Ngôn nói, cái gì điều kiện? Diệp Thần nói, ngươi lần nữa đoạt được ghế thủ lãnh chân truyền ngôi sau đó, cầm Hư Huyền Đồ cho ta mượn dùng nửa giờ, hẳn là đủ rồi. Mộ Dung Vô Ngôn khẽ cau mày, Hư Huyền Đồ là Hư Huyền Tông trọng bảo, hắn không tư cách bên ngoài cho mượn đi, nhưng Diệp Thần chỉ là mượn dùng nửa giờ, miễn cưỡng cũng có thể làm việc. Được, ta đáp ứng ngươi. Mộ Dung Vô Ngôn khẽ cắn răng, đáp ứng, hắn ngược lại muốn xem, Diệp Thần muốn dùng thủ đoạn gì, giúp hắn khôi phục tu vi. Rất tốt, sảng khoái, ta cái này thì vì ngươi khôi phục tu vi. Diệp Thần cười một tí, bước ra một bước, sử dụng Nguyện Vọng Thiên Tinh. Nguyện Vọng Thiên Tinh trôi lơ lửng ở trên trời, toát ra lóa mắt sáng chói ánh sáng rực rỡ, hào hùng tín ngưỡng niệm lực ở chấn động. Ta cầu nguyện. Trụ quang nghịch chuyển, thời gian chạy ngược. Diệp Thần phát ra thật lớn ngâm sướng, mượn Nguyện Vọng Thiên Tinh, thi triển ra Hồng Hoang Tám Cấm bên trong bí thuật, Trụ Quang Thần Quyết. Cửa này Trụ Quang Thần Quyết, có thể nghịch chuyển thời gian, vô cùng lợi hại. Diệp Thần vừa thi triển ra, nhất thời liền gặp trong hư không, hiện ra một màn kỳ dị cảnh tượng, đồng hồ cát chảy, bóng mặt trời hư ảnh, qua lại xen lẫn mà qua. Một đạo màu trắng bạc thánh khiết trùm tia sáng, bao phủ ở Mộ Dung Vô Ngôn. Ở đó thánh khiết cột ánh sáng bao phủ hạ, Mộ Dung Vô Ngôn trên mình thời gian pháp tắc, bị nghịch chuyển trong nháy mắt. Thân thể của hắn trạng thái, từ đan điền bể tan tành, mất hết tu vi già yếu hình dáng, khôi phục rất nhanh đến tiên quân đại viên mãn, trẻ tuổi tinh thần hình dáng. Hắn tóc trắng, biến thành tóc đen, nếp nhăn hoàn toàn biến mất, mạnh mẽ tiên quân hơi thở, bộc phát ra. Làm được hư không khí lưu xoay tròn, gào thét gầm thét, trên trời lưu vân bay động, đặc biệt nguy nga. Thấy một màn này, Mộ Dung Phi Tuyết hoàn toàn sợ ngây người. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể vận dụng nghịch chuyển thời gian thủ đoạn, rất miễn cưỡng đem em trai nàng trạng thái, kéo hồi lúc ban đầu tột cùng nhất hình dáng. Mộ Dung Vô Ngôn cũng là sợ ngây người, hắn cảm thấy mình khôi phục trẻ tuổi, đan điền cũng sẽ không hư hại. Cả người tu vi toàn bộ trở về, thần thái sáng láng. Đợi được ánh sáng trắng tản đi, Mộ Dung Vô Ngôn hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, cả người đều run rẩy, tựa hồ không dám tin tưởng mình ánh mắt. Tốt lắm, người tu vi đã khôi phục. Diệp Thần cười một tiếng, gương mặt nhưng là trắng bệch, một hơi có chút không thở nổi, ho khan một tiếng. Trụ quang thần quyết, cửa này hồng hoang cấm thuật, đối thân thể tiêu hao quá lớn. Diệp Thần cả người linh khí. Cơ hồ là ngay tức thì bị rút sạch, hiện tại cảm thấy 10 phần yếu ớt. Mộ Dung Vô Ngôn không phải người bình thường, hắn là tiên quân đại viên mãn cường giả, muốn nghịch chuyển trên người hắn thời gian pháp tắc, tự nhiên không phải chuyện dễ. Diệp Thần vận dụng trụ quang thần quyết, giá phải trả cũng là cực kỳ to lớn. Diệp đại ca, Mộ Dung Phi Tuyết lật đật đi tới trước, đỡ ở Diệp Thần. Luân hồi chi chủ, ta cái mạng này, là tài sản của ngươi. Mộ Dung Vô Ngôn tu vi khôi phục, lại là kích động vạn phần, tại chỗ cho Diệp Thần quỳ xuống, cung kính dập đầu. Diệp Thần gật đầu một cái, thoáng lấy lại bình tĩnh, nói, vậy Hư Huyền Đồ ta vội vã muốn,
người mau sớm đoạt lại ghế thủ lãnh chân truyền vị trí, đem hư huyền đồ cho ta mượn. Tuy nói Gia Gia bị kẹt ở trên trời Lý Thánh nơi phế tích bên kia, tạm thời không gặp nguy hiểm, nhưng thời gian chỉ hoãn đi xuống, tóm lại để cho Diệp Thần bất an. Hắn chỉ muốn mau sớm bắt được hư huyền đồ, phá vỡ phong ấn, đem Gia Gia giải cứu ra, lại đi tìm Vô Hồng kiếm gãy. Mộ Dung Vô Ngôn nắm quyền một cái, ý chí chiến đấu sôi sục nói, Luân hồi chi chủ, ta ngày mai liền hướng Trịnh Thiếu Hoàng phát động khiêu chiến, ta sẽ lần nữa đoạt lại ta có đồ. Diệp Thần gật đầu một cái, vung tay lên, một món sắt thép khí mang, bắn vào Mộ Dung Vô Ngôn trong cơ thể, nói ta đem Thiết Vương tọa cho ngươi mượn, có thể bảo tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Mộ Dung Vô Ngôn thân thể chấn động một cái, nhất thời cảm thấy mình trong cơ thể, nhiều hơn một kiện pháp bảo, đó lại là trong truyền thuyết Thiết Vương tọa. Đa tạ luân hồi chi chủ. Mộ Dung Vô Ngôn kích động vạn phần, có Thiết Vương tọa mà nói, ngày mai khiêu chiến quyết đấu, hắn liền có lòng tin hơn, cũng không sợ Trịnh Thiếu Hoàng dùng lừa gạt. Diệp Thần gật đầu một cái, thương nghị đã định, liền chờ ngày mai quyết đấu bắt đầu. Đêm đó, Diệp Thần ở tại bên trong phủ thành chủ. Hắn từ Mộ Dung Phi Tuyết hai tỷ đệ trong miệng, biết Hư Huyền Tông nhiều tin tức hơn. Hư Huyền Tông ghế thủ lãnh đệ tử chân truyền, địa vị cao quý, chứ có thể học hỏi Hư Huyền Đồ bên ngoài, còn có tư cách đi tham gia Thái Thượng Công Đức Chiến. Vậy chính là vì cướp đoạt Thái Thượng Công Đức Chiến danh ngạch, cho nên Trịnh gia đại thiếu Trịnh Thiếu Hoàng, mới biết không tiếc giá phải trả, cùng Mộ Dung Vô Ngôn tranh đấu. Ngày mai khiêu chiến, nếu như có thể thắng được nói, Diệp Thần có thể bắt được Hư Huyền Đồ, Mộ Dung Vô Ngôn cũng có thể được danh ngạch, có thể nói lưỡng toàn kỳ mỹ. Mộ Dung Vô Ngôn tu vi khôi phục, lần nữa bước vào tiên quân đại viên mãn, tin tức này, cũng là nhanh chóng từ bên trong phủ thành chủ lưu truyền đi, để cho được toàn bộ Yêu Vương Thành, còn có Hư Huyền Tông, đều là hoàn toàn chấn động. Nhưng, cũng không có ai biết, sau lưng nắm giữ đây hết thảy người, thật ra thì chính là Diệp Thần. Hư Huyền Tông Sơn Môn, một tòa linh khí hòa hợp trên ngọn núi. Một người thanh niên nam tử, ở một cái ông lão dưới sự chỉ điểm, ở dưới thác nước luyện kiếm. Bọn họ nhận được người làm đưa tới tình báo, nhất thời cả kinh thất sắc. Mộ Dung Vô Ngôn, hắn tu vi lại có thể khôi phục, làm sao có thể? Chàng thanh niên trán toát mồ hôi lạnh, hắn chính là Trịnh gia đại thiếu Trịnh Thiếu Hoàng, tu vi tiên quân cao cấp, so với Mộ Dung Vô Ngôn kém một nước. Trưởng lão, vậy phải làm sao bây giờ? Trịnh Thiếu Hoàng nhìn vậy ông già, giọng nói hơi run rẩy. Hắn tu vi yếu hơn Mộ Dung Vô Ngôn, trước đó khiêu chiến, có thể thắng được, hoàn toàn là gia tộc trưởng lão, ở sau lưng âm thầm trợ giúp. Vậy ông già chính là Trịnh gia trưởng lão, Trịnh Chí. Hắn thấy Trịnh Thiếu Hoàng như vậy kinh hoàng hình dáng, nhướng mày một cái, nói, hoàng cái gì, ngươi nhưng mà ghế thủ lãnh đệ tử chân truyền, một cái bại tướng dưới tay, ngươi còn sợ. Trịnh Thiếu Hoàng mồ hôi lạnh nhễ nhại, nói, nhưng mà, Trịnh Chí hừ một tiếng, chắp hai tay sau lưng, nói, bất quá, cái này Mộ Dung Vô Ngôn, lại có thể khôi phục tu vi, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trịnh Thiếu Hoàng vội la lên, trưởng lão, tên kia tu vi khôi phục, hắn khẳng định sẽ muốn đoạt lại ghế thủ lãnh ngôi, người mau nghĩ một chút biện pháp à. Trước đây hắn có thể chiến thắng Mộ Dung Vô Ngôn, là âm thầm mượn Trịnh Chí lực lượng. Nhưng cái này vậy mánh khóe, cuối cùng không thấy được ánh sáng. Nếu như tái chiến, hắn còn đùa bỡn âm mưu thủ đoạn nói, rất có thể sẽ bị Mộ Dung gia nhìn ra đầu mối, bắt được cái chuôi. Mà muốn đường đường tránh tránh quyết chiến, hắn không có chiến thắng Mộ Dung Vô Ngôn chắc chắn. Trịnh Chí trầm ngâm một hồi, tạm thời tới giữa, cũng không nghĩ ra thích đáng biện pháp. Hắn vậy suy tính không tới, Mộ Dung Vô Ngôn là làm sao khôi phục tu vi. Vừa lúc đó, chợt nghe trong hư không, truyền ra một giọng nói. Biện pháp là có, chỉ cần giết chết luân hồi chi chủ là được rồi. Hư không vặn vẹo, một đạo thân ảnh nổi lên. Đó là một người mặc xanh đen pháp bào nam tử, mũi ưng, hai tròng mắt như chó sói chuẩn, mặt mũi lạnh lùng, thần sắc âm hãn, ở hắn pháp bào vạt áo trên, bên trái in một cái khô lâu hình vẽ, bên phải in một đóa ngọn lửa màu tím đồ đằng. Trịnh Thiếu Hoàng và Trịnh Chí. Thấy cái này mũi ưng nam tử xuất hiện, thần sắc đều là nghiêm túc, hơi khom người thi lễ một cái, kêu lên, gặp qua Long Hào đại nhân. Trịnh Chí ngừng lại một chút, nói, Long Hào đại nhân, người mới vừa rồi nhắc tới luân hồi chi chủ, chẳng lẽ nói,
Mộ Dung Vô Ngôn có thể khôi phục tu vi, lại có thể cùng luân hồi có liên quan. Vậy Mũi Ưng lạnh lùng nói, ta bắt được thiên cơ, luân hồi chi chủ đã hạ xuống phá hư vực, cũng chính là hắn ra tay, thay Mộ Dung Vô Ngôn khôi phục tu vi. Cái gì? Trịnh Thiếu Hoàng, Trịnh Chí hai người nghe, đều là kinh ngạc thất sắc, tuyệt đối không nghĩ tới chuyện này sau lưng, lại có thể cùng luân hồi chi chủ có liên quan. Trịnh Chí cũng là hơi toát ra mồ hôi lạnh, nói, luân hồi thần thông, lại có thể cường hãn như vậy, có thể khôi phục tiên quân đại viên mãn tu vi, thật là không tưởng tượng nổi. Long Hào đại nhân, người chính là Man Hoang Thánh Điện cường giả, cũng là Tử Hoàng Tiên Cung hộ pháp, xin người hãy xuất thủ tương trợ. Cái này Mũi Ưng nam tử, tên hắn kêu Long Hào, họ tương đối hơi đặc biệt. Hắn họ thứ hai, đệ nhị Long Hào, cái danh hiệu này, ở Thái Thượng Thế Giới danh tiếng không hiện. Nhưng, hắn có một cái biểu muội, nhưng là thanh danh hiển hách. Biểu muội hắn kêu đệ nhị Yêu Cơ. Đệ nhị Long Hào cùng đệ nhị Yêu Cơ, cũng xuất từ Quỷ Vương giới, đến từ thống nhất cái gia tộc. Mượn biểu muội bóng mát che chở, đệ nhị Long Hào cũng được công tiến vào Tử Hoàng Tiên Cung, cũng gánh nhâm hộ pháp chức vị, địa vị cao quý hết sức. Hư Huyền Tông Thái Thượng Công Đức Chiến thiệp mời, chính là hắn đưa tới. Hắn đã thu Trịnh ra hậu lễ, Trịnh Thiếu Hoàng có thể làm được ghế thủ lãnh đệ tử chân truyền, hắn vậy âm thầm ra một phần lực. Đệ nhị Long Hào cười hắc hắc, nói ta có thể ra tay, vì các người giết chết luân hồi chi chủ và Mộ Dung Vô Ngôn. Nghe nói như vậy, Trịnh Thiếu Hoàng cùng Trịnh Chí đều là sắc mặt thay đổi. Trịnh Chí sắc mặt trầm xuống, nói, luân hồi chi chủ khí vận thâm hậu, chỉ sợ không dễ dàng giết chết. Đệ nhị Long Hào cười nói, Diệp thần vậy tiểu tử, thay Mộ Dung Vô Ngôn khôi phục tu vi, tự thân rơi vào yếu ớt, hơn nữa thiên nữ trọng thương ngủ say, cũng cho hắn đả kích nặng nề, hôm nay chính là giết chết hắn lớn thời cơ tốt, còn như Mộ Dung Vô Ngôn, các người sợ đắc tội Mộ Dung gia, không dám hạ tử thủ, vậy do ta tới làm dùm đi. Trịnh Chí đại hỉ, lại là một hồi nghi ngờ, nói, đa tạ Long Hào đại nhân tương trợ. Nhưng, người đại ân đại đức, ta Trịnh gia chỉ sợ khó khăn để báo đáp. Đệ nhị Long Hào cười nói, các người muốn báo đáp ta, vậy đơn giản, giải khai Thiên Lý Thánh nơi bên kia phong ấn, đem chôn trong lòng đất Vô Hồng kiếm gãy moi ra. Vậy Vô Hồng thần kiếm, là Hồng Quân lão tổ đã dùng qua binh khí, rất chân quý, chỉ cần các người thanh kiếm moi ra cho ta, cái gì ân tình đều có thể báo đáp. Hắn nguyện ý mạo hiểm trợ giúp Trịnh gia, chính là vì vậy một nửa Vô Hồng kiếm gãy. Trịnh Thiếu Hoàng cùng Trịnh Chí nhìn nhau, nhưng là ngưng trọng. Trịnh Chí nói, năm đó Thiên Yêu Huyền Yêu, mang ra ngoài không chẳng trách vật, đều tụ tập ở Thiên Lý Thánh nơi phế tích bên kia, muốn đào ra Vô Hồng kiếm gãy, nhất định phải cầm những quái vật kia, toàn bộ tiêu diệt, cái này có thể không phải là đơn giản sự việc. Thật ra thì, Hư Huyền Tông thống trị phá hư vực nhiều năm, phá hư vực có thiên tài địa bảo gì, cơ duyên cất giấu vật quý giá, bọn họ đã sớm điều tra rõ ràng. Vô Hồng kiếm gãy rơi xuống, bọn họ tự nhiên vậy tra được. Chỉ là, vậy Vô Hồng kiếm gãy chung quanh, chi chít, toàn bộ là đến từ không không thời không quái vật, muốn đoạt kiếm, trước hết quét sạch quái vật, giá quá lớn. Cho dù là Hư Huyền Tông, cũng không dám mạo hiểm quét sạch, chỉ là lợi dụng Hư Huyền Đồ, đem những quái vật kia phong ấn. Đệ nhị Long Hào lạnh lùng nói, nếu là đơn giản, ta còn dùng kêu các ngươi. Chính các ngươi chọn, tiêu diệt quái vật, hoặc là tự mình đối mặt luân hồi chi chủ. Nghe nói như vậy, Trịnh Thiếu Hoàng và Trịnh Chí, thân thể đều là run run một tí. Luân hồi uy danh, bọn họ như sấm bên tai, thật sự là không dám nhìn thẳng. Coi như những cái kia không chẳng trách vật đáng sợ nữa, vậy tuyệt đối không có luân hồi đáng sợ. Trịnh Chí cẩn thận cân nhắc một phen, cuối cùng cắn răng nói, được, Long Hào đại nhân, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta đối phó Mộ Dung gia và luân hồi chi chủ, chúng ta Trịnh gia, nhất định không tiếc bất cứ giá nào, vì ngươi cướp lấy Vô Hồng kiếm gãy. Đệ nhị Long Hào cười nói, rất tốt, các ngươi Trịnh gia rất thức thời vụ, Trịnh Thiếu Hoàng, ta cho ngươi thêm một tấm phủ chiếu, có thể triệu hoán ta Man Hoang thần điện thần khí Quỷ Vương đỉnh trợ trận, như ta chu diệt luân hồi thất bại, ngươi đối mặt Mộ Dung gia khiêu chiến, dựa vào phù này chiếu, chỉ ít có thể bất bại. Trong lúc nói chuyện, đệ nhị Long Hào móc ra một tấm quỷ khí dày đặc phù chiếu, giao cho Trịnh Thiếu Hoàng. Hắn tuy có tìm chu diệt luân hồi, nhưng cũng biết luân hồi cường hãn, cũng không có khinh địch khinh thường, hiện tại lưu lại phù chiếu, là lưu cái hậu thủ.
chỉ cần Trịnh Thiếu Hoàng bất bại, hắn chỗ tốt cũng sẽ không thiếu. Đa tạ Long Hào đại nhân. Trịnh Thiếu Hoàng nhận lấy phủ chiếu, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Đệ nhị Long Hào gật đầu một cái, bóng người sau đó dần dần không nhìn thấy ở trong hư không. Màn đêm buông xuống, phủ thành chủ. Diệp Thần ở trong gian phòng, ngồi xếp bằng, yên lặng điều tức, đỉnh đầu lơ lửng một khối tinh thiên thủy kính, chiếu sáng uẩn dưỡng tự thân, khôi phục ban ngày thi triển trụ quang thần quyết, tạo thành nguyên khí tổn thương. Thằng nhóc, cẩn thận một chút, tựa hồ có người muốn tới đánh lén ngươi. Vừa lúc đó, Diệp Thần nghe được luân hồi mộ địa bên trong, truyền ra Tử Hoàn Đại Đế thanh âm. Tiền bối, ngươi nói gì sao? Diệp Thần sửng sốt một tí, lập tức cảnh giác tới đây, cẩn thận cảm ứng. Trong sâu thẳm, Diệp Thần quả nhiên bắt được một món đặc biệt mịt mờ sát khí. Trán hắn hơi toát mồ hôi lạnh, lấy hắn hôm nay trạng thái suy yếu, đối mặt địch nhân tập sát, nhưng mà khó giải quyết rất. Ta tới bảo vệ ngươi đi. Tử Hoàn Đại Đế nói. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần trong bụng một hồi cảm kích. Không cần đa tạ, ngươi mau sớm cứu ra ta chân thân, để cho ta thân hồn hợp nhất, ta liền đủ hài lòng. Tử Hoàn Đại Đế nói, hiện tại hắn chỉ là thần hồn trạng thái, chân thân lại bị nhốt, thân hồn không thể hợp nhất, đạo pháp thủy chung là không cách nào viên mãn. Diệp Thần trịnh trọng gật đầu, sau đó luân hồi mộ địa bên trong, có một chút năng lượng, lặng yên không tiếng động bơm vào đến hắn trong kinh mạch, mơ hồ cùng hắn giữa eo treo thiên địa hồ đồng tình. Diệp Thần toàn thân, đều là toát ra từng luồng khói mù, thân thể như ẩn như hiện. Vừa lúc đó, hư không tan vỡ, suy đích một tiếng, một cái máu rầm rề tay quỷ, từ trong hư không phá giết ra, hung hăng hướng Diệp Thần tim bắt. Cái này một tí đột nhiên tập sát, đặc biệt âm hiểm, nếu như không phải là có Tử Hoàn Đại Đế nhắc nhở, Diệp Thần khó mà phát hiện. Đây là, quỷ vương giới, man hoang thánh điện thủ đoạn. Diệp Thần thấy gào thét mà đến tay quỷ, trong lòng ở nháy mắt tới giữa, thoáng qua vô số ý niệm, lập tức liền bắt được quỷ vương giới hơi thở. Người đánh lén đến từ quỷ vương giới, xuất thân man hoang thánh điện. Cái này một cái tay quỷ, hung hăng xuyên thủng Diệp Thần tim, nhưng lại không có một chút máu tươi chảy ra. Diệp Thần thân thể, thật giống như ở trong một cái chớp mắt này, hoàn toàn sương mù hóa, chính là một đoàn khinh yên sương mù, cái gì công kích cũng không có tác dụng. Trong hư không, truyền ra một đạo kinh ngạc ngạc nhiên thanh âm. Tử Hoàn Đại Đế khống chế Diệp Thần thân thể, hì hì cười lạnh một tiếng, nói, lúc đầu chỉ là vô lượng cảnh tầng 7, tiên tổ cấp nhân vật. Cái này tu vi tuy không tệ, nhưng muốn chu diệt luân hồi, người còn chưa đủ tư cách. Tử Hoàn Đại Đế giọng sát khí bại lộ, thúc giục thiên địa hồ, từng luồng khói mù từ trong hồ lô phun ra. Hạ một sát, Diệp Thần thân thể, và người đánh lén thân thể, đều bị hồ lô hút vào. Diệp Thần đi tới tiên hồ thế giới, chỉ gặp người đánh lén ngay tại trước mặt hắn, người mặc xanh đen pháp bào, áo choàng một bên in Tử Hoàng Tiên Cung lửa tím đồ đằng, bên kia in man hoang thánh điện khô lâu đồ đằng. Ngươi là Tử Hoàng Tiên Cung người, cùng yêu cơ cô nương thống nhất cái gia tộc. Diệp Thần nhìn từ trên xuống dưới người đánh lén, nhất thời bắt được hết sức quen thuộc hơi thở, lại có thể cùng đệ nhị yêu cơ có liên quan. Diệp Thần sau lưng ánh sáng tím nhô lên, Tử Hoàn Đại Đế thân thể nổi lên, như nhìn xuống con kiến hôi, quan sát vậy người đánh lén, nói, hắn là đệ nhị yêu cơ biểu ca, kêu đệ nhị Long Hào, dựa vào nhà mình biểu muội che chở, bước vào Tử Hoàng Tiên Cung, lên làm hộ pháp, thật là bản lãnh sao. Diệp Thần con ngươi co giúp một cái, gắt gao nhìn chằm chằm đệ nhị Long Hào. Lúc đầu cái này đệ nhị Long Hào, lại là đệ nhị yêu cơ biểu ca, khó trách có thể tìm được mình. Phải biết, Diệp Thần che giấu hơi thở, coi như là vạn khư thần điện, cũng chưa chắc có thể phong tỏa tung tích của hắn. Nhưng, đệ nhị Long Hào nhưng là tinh chuẩn đánh lén, muốn đến là bởi vì là Diệp Thần trên mình, có đệ nhị yêu cơ lưu lại mùi, bị đối phương bắt được. Suy suy suy. Lúc này, tiên hồ thế giới các nơi, tiên hồ tông cường giả, từ bốn phương tám hướng chạy tới, vây quanh vòng tròn đệ nhị Long Hào, gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây. Đệ nhị Long Hào nhìn chung quanh chi chít người đám người, còn có Tử Hoàn Đại Đế vậy hào hùng bóng người, hắn sắc mặt nhất thời thay đổi. Luân hồi chi chủ, cái này, đây chính là ngươi lá bài tẩy. Đệ nhị Long Hào ngũ quan vặn vẹo, hắn tập sát Diệp Thần, tuy biết cũng có hung hiểm, nhưng nào nghĩ tới Diệp Thần sau lưng,
lại có ngay ngắn một cái tông môn chống đỡ. Vậy Tử Hoàn Đại Đế, lại là Tử Hoàng Thiên Cung ngày xưa cường giả, thậm chí là Hồng Quân Lão Tổ Sư Huynh. Tuy nói bàn về đỉnh cấp tu vi, Tử Hoàn Đại Đế tuyệt đối không thể cùng Hồng Quân Lão Tổ so sánh, nhưng dẫu sao cũng là cổ thánh hiền, vậy cổ hào hùng uy thế, đủ để làm người ta nghẹt thở. Tại sao phải đánh lén ta? Diệp Thần nhìn chằm chằm Đệ Nhị Long Hào, lạnh lùng nói. Đệ Nhị Long Hào mắt gặp Tử Hoàn Đại Đế chấn giữ, chung quanh cường giả san sát, biết mình là đá tấm sắt, tối nay hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Ta sai rồi, thật xin lỗi, ngươi thả ta đem ta biểu muội gả cho ngươi. Đệ Nhị Long Hào phản ứng mau lẹ, lập tức cúi đầu nhận sai, cũng biểu thị chịu đem Đệ Nhị Yêu Cơ gả cho Diệp Thần. Diệp Thần nghe nói như vậy, không nhịn được phá lên cười, nói, người biểu muội đã sớm là người ta, còn cần phải ngươi tới giải dòng. Người đâu, đem hắn bắt lại. Diệp Thần vung tay lên, cũng không nói nhảm, trực tiếp hét ra lệnh đi xuống, muốn bắt Đệ Nhị Long Hào. Tiên Hồ Tông trên dưới các cường giả, ầm ầm kêu gào, toàn cho dù là ùn ùn kéo đến vậy, hướng Đệ Nhị Long Hào lướt đi. Đệ Nhị Long Hào mắt gặp mạo hiểm, thân thể run rẩy, cắn bể đầu ngón tay. Bước ra một món máu tươi, quát lên. Tiên tổ pháp lột xác, bỏ chạy. Một màn kinh người xuất hiện, chỉ gặp Đệ Nhị Long Hào thân thể, lại có thể thật giống như kim thiền thoát xác, con chăn lột ra vậy, để lại một cái trống rỗng, chân thân bừng bừng ngất trời, đột phá tiên hồ thế giới, xa xa chạy trốn chạy đi. Ồ, tiên tổ pháp lột xác, không nghĩ tới tên này, lại có thể luyện thành ta Tử Hoàng Thiên Cung tuyệt kỹ. Tử Hoàn Đại Đế thấy Đệ Nhị Long Hào bỏ chạy, chỉ để lại một cái tiên tổ thân xác, cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Tiên tổ pháp lột xác. Diệp Thần cau mày hỏi. Tử Hoàn Đại Đế gật đầu một cái, nói tiên tổ pháp lột xác, là Tử Hoàng Thiên Cung một môn tuyệt kỹ, ít nhất phải có tiên tổ cảnh tu vi, mới có thể thi triển, hơn nữa, cả đời chỉ có thể sử dụng một lần. Cái này tiên tổ pháp lột xác, là một môn tuyệt đỉnh chạy thoát thân pháp môn, như kim thiền thoát xác. Gặp gỡ cường địch vây khốn lúc đó, liền có thể bóc chấu ra, trốn bay lên trời, nhưng giá phải trả to lớn, sau này tu vi đạo pháp, là khó mà lại đột phá. Diệp Thần bừng tỉnh hiểu ra, lại nhìn Đệ Nhị Long Hào lưu lại tiên tổ pháp lột xác, chỉ cảm thấy từng trận linh khí nồng nặc. Tử Hoàn Đại Đế cười nói, tiên tổ pháp lột xác, linh khí tương đương dày đặc, người cắn nuốt đi, đối người tu vi rất có ích lợi. Diệp Thần trong lòng vui mừng, nói, được. Lập tức, Diệp Thần sử dụng nhân đồ thánh bôi, trực tiếp đem Đệ Nhị Long Hào tiên tổ pháp lột xác, chiếm đoạt đến thánh bôi bên trong đi, sau đó hấp thu hết. Thoáng chốc tới giữa, Diệp Thần giống như ăn một cái đại bổ phẩm, cả người khí huyết dồi dào. Hắn thân thể, thi triển trụ quang thần quyết, vốn là hết sức yếu ớt. Nhưng giờ khắc này, cắn nuốt Đệ Nhị Long Hào tiên tổ pháp lột xác, nguyên khí ngay tức thì khôi phục như cũ, thậm chí liền tu vi cũng mơ hồ đột phá. Chỉ thiếu chút xíu nữa, liền có thể đột phá đến trăm gia cảnh năm tầng thiên. Mà ở chiếm đoạt Đệ Nhị Long Hào tiên tổ pháp lột xác sau đó, Diệp Thần vậy bắt được rất nhiều ngày cơ hội. Đệ Nhị Long Hào cùng Trịnh gia giao dịch, hắn ngay tức thì rõ ràng, căn nguyên gì đều biết. Lúc đầu cái này Đệ Nhị Long Hào, cùng Trịnh gia chật vật cấu kết, hắn thậm chí muốn cướp lấy Vô Hồng kiếm gãy. Diệp Thần cảnh giác, hắn nhất quan tâm Vô Hồng kiếm gãy. Đệ Nhị Long Hào thân phận, không phải chuyện đùa, dẫu sao là Tử Hoàng Thiên Cung hộ pháp. Hắn cũng muốn cướp đoạt Vô Hồng kiếm gãy mà nói, sự việc thì trở nên được có chút khó giải quyết. Thật may, Diệp Thần vẫn là chiếm hết ưu thế. Dẫu sao, Thiên Lý Thánh nơi phế tích bên kia, tất cả không chẳng trách Phật, toàn bộ là ngày xưa Thiên Yêu Huyền Yêu dưới quyền, hôm nay toàn bộ thần phục Diệp Thần. Đệ Nhị Long Hào muốn đào kiếm, cần trước quét sạch quái vật. Nhưng Diệp Thần không cần, bởi vì những quái vật kia, toàn bộ là người hắn. Vô Hồng kiếm gãy, nhất định phải mau sớm bắt vào tay, nếu không, Tử Hoàng Thiên Cung nhúng tay vào, sự việc thì phiền toái. Diệp Thần cau mày suy nghĩ, Tử Hoàng Thiên Cung tồn tại, vô cùng là thần bí. Nếu như Tử Hoàng Thiên Cung nhúng tay, cục diện cũng không dễ xử lý. Phải mau sớm cướp lấy Vô Hồng kiếm gãy. Diệp Thần trong lòng chỉ có ý nghĩ này. Một đêm yên lặng. Đến được ngày thứ hai, Diệp Thần và Mộ Dung Phi Tuyết, Mộ Dung Vô Ngôn hai tỷ đệ, mang phủ thành chủ rất nhiều tinh nhuệ, ào ào hướng Hư Huyền Tông lên đường. Bọn họ ngày hôm nay, chính là muốn khiêu chiến Trịnh Thiếu Hoàng,
tranh thủ ghế thủ lãnh đệ tử chân truyền vị trí. Mộ Dung Phi Tuyết và Mộ Dung Vô Ngôn hai tỷ đệ, thấy Diệp Thần chỉ là nghỉ ngơi một đêm, hơi thở cũng đã khôi phục đỉnh cấp, thậm chí tu vi có đột phá dấu hiệu, không khỏi được kinh ngạc khen ngợi, lại là sùng bái bội phục. Bọn họ nhưng là không biết, tối hôm qua Diệp Thần gặp phải nguy hiểm. Nếu như không phải là Diệp Thần giải quyết hết đệ nhị Long Hào, chỉ sợ bọn họ hai tỷ đệ, đều phải bị đệ nhị Long Hào giết chết. Đoàn người ào ào, đi tới Hư Huyền Tông. Hư Huyền Tông Sơn Môn, đã sớm một phiến xôn xao. Còn có trong thành các võ giả, nhận được tin tức, vậy rối rít chạy tới, muốn thấy quyết chiến. Đệ tử Mộ Dung Vô Ngôn, muốn khiêu chiến ghế thủ lãnh chân truyền, xin Trịnh gia thiếu gia Trịnh thiếu hoàng đi ra gặp nhau. Mộ Dung Vô Ngôn đi tới Hư Huyền Tông dưới chân núi, cao giọng kêu to, trong thanh âm khí dư thừa, vang vọng có lực. Toàn bộ Hư Huyền Tông, đều là hoàn toàn chấn động. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, Mộ Dung Vô Ngôn thực lực cường hãn, tu vi đúng là hoàn toàn khôi phục. Diệp Thần đứng ở Mộ Dung Vô Ngôn sau lưng, ngụy trang thành phủ thành chủ tùy tùng, im lặng chờ đợi. Chỉ gặp Hư Huyền Tông Sơn Môn trên, từng đạo thần quang bắn ra, hạ xuống. Một người cầm đầu, chính là Trịnh Thiếu Hoàng. Trịnh gia trưởng lão Trịnh Chí, đứng ở Trịnh Thiếu Hoàng bên người. Diệp Thần một mắt tới giữa, liền nhận ra cái này hai người. Bởi vì, hắn cắn nuốt đệ nhị Long Hào tiên tổ pháp lột xác, vậy hấp thu đối phương rất nhiều trí nhớ. Trịnh Thiếu Hoàng ở vô số ánh mắt nhìn soi mói, miễn cưỡng giữ chấn định cùng uy nghiêm, nói, Mộ Dung Vô Ngôn, người muốn khiêu chiến ta. Mộ Dung Vô Ngôn nói, xin Trịnh Thiếu ra dạy bảo. Trịnh Thiếu Hoàng trong lòng rét một cái, gặp Mộ Dung Vô Ngôn ý chí chiến đấu sôi sục, hơi thở khoáng đạt hình dáng, cũng biết tối hôm qua đệ nhị Long Hào tập sát hành động, hoàn toàn thất bại. Ta muốn là Thái Thượng Công Đức Chiến chuẩn bị, không thời gian cùng ngươi tranh đấu. Người muốn khiêu chiến ta, đẳng công đức chiến kết thúc nói sau. Trịnh Thiếu Hoàng cố tự chấn định, tìm một cái cớ, đẩy nhờ nói. Mộ Dung Vô Ngôn vui vẻ cười to, cũng không che giấu, nói Trịnh Thiếu Hoàng, ngươi là sợ liền ta sao? Ngươi như vậy rụt rè e sợ, ngược lại không như đầu hàng nhận thua, nhường ra ghế thủ lãnh chân truyền vị trí. Nghe được Mộ Dung Vô Ngôn mà nói, toàn trường Hư Huyền Tông đệ tử, còn có Yêu Vương thành các võ giả. Đều là rối loạn, xì xào bàn tán. Lúc này, bầu trời tầng mây bên trong, kim quang đại tác, một cái râu tóc bạc trắng ông già, bóng người nổi lên, chính là Hư Huyền Tông Tông Chủ, Trịnh Không. Thấy Tông Chủ hiện thân, toàn trường Hư Huyền Tông các đệ tử, hoảng vội vàng hành lễ hỏi thăm sức khỏe. Trịnh Không gật đầu một cái, nói Thiếu Hoàng, không nói, các ngươi quyết đấu một chàng, người nào thắng, người đó chính là tương lai ghế thủ lãnh đệ tử chân truyền. Đại biểu ta Hư Huyền Tông, đi tham gia Thái Thượng Công Đức Chiến. Hư Huyền Tông Tông Chủ, là luân phiên trực chế, do Mộ Dung gia và Trịnh gia gia chủ, thay phiên đảm nhiệm. Hôm nay Hư Huyền Tông Tông Chủ, đến phiên Trịnh gia đảm nhiệm. Nhưng, Trịnh Không cũng không có tận lực thiên vị gia tộc mình, mà là từ đại cuộc lên đường. Dẫu sao tương lai Thái Thượng Công Đức Chiến, vô cùng trọng yếu, nhất định phải phái tinh nhuệ nhất đệ tử, mới có thủ thắng cơ hội. Nếu là có thể ở Thái Thượng Công Đức Chiến bên trong, đoạt được hạng, nói không chừng có trở lại Vạn Yêu Giới cơ hội. Đây là Trịnh Không tâm nguyện. Nghe được Tông Chủ đều nói như vậy, Trịnh Thiếu Hoàng trong lòng tuy sợ hãi, nhưng vậy không thể làm gì, chỉ có thể kêu, đáp ứng. Nghe được hắn đáp ứng khiêu chiến, toàn trường mọi người, lại là một hồi xôn xao, bầu không khí hưng phấn nhiệt liệt lên. Trịnh Không bóp mấy cái pháp quyết, ở trên trời bên trong. Cắt kim loại không khí cùng không gian quy luật, chế tạo ra một cái bầu trời lôi đài, nói các ngươi lên tới đi, ta cũng muốn xem, các ngươi hai cái, người nào mới thật sự là thiên tài cường giả. Trịnh Thiếu Hoàng cùng Mộ Dung Vô Ngôn, chắp tay thi lễ một cái, sau đó đồng loạt bay đến bầu trời lôi đài bên trong, xa xa rằng co. Bắt đầu đi, Trịnh Không quát một tiếng làm, rằng co hai người, đột nhiên như sấm vậy, hung hăng đụng vào nhau. Hai người này chiến đấu, Diệp Thần cũng không thế nào đặt ở bên trong mắt. Bởi vì, lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, chém ngang tiên quân, như trời kiếm chém cỏ, cực kỳ cường hãn. Vô luận là Trịnh Thiếu Hoàng, vẫn là Mộ Dung Vô Ngôn, cũng chỉ là tiên quân cường giả, còn không vào được Diệp Thần pháp nhãn. Nếu như Diệp Thần nguyện ý, hắn liều chết xung phong đi lên, một cái tát liền có thể đem hai người đập chết.
Cho nên hai người này chiến đấu, Diệp Thần không hề xem chút, hắn chỉ mong đợi kết quả. Chỉ cần Mộ Dung Vô Ngôn thắng, hắn là có thể mượn được hư huyền đồ, giải khai Thiên Lý Thánh nơi bên kia phong ấn. Trên bầu trời lôi đài, hai vị tiên quân cường giả, kịch liệt đấu giết, gió nổi mây vần, sấm sét bạo rơi, bề ngoài thanh thế nhìn như, mười phần hung mãnh. Chiến đấu chỉ kéo dài một nén hương thời gian, liền mơ hồ muốn phân ra thắng bại. Mộ Dung Vô Ngôn tu vi, là tiên quân đại viên mãn. Mà Trịnh Thiếu Hoàng tu vi, là tiên quân cao cấp, rõ ràng yếu đi một nước. Kịch chiến dưới, Trịnh Thiếu Hoàng đã lộ vẻ mệt mỏi, Mộ Dung Vô Ngôn chính là thế như trẻ tre, thắng lợi đang ở trước mắt. Quỷ Vương Đỉnh, cho ta trấn áp. Nguy cấp bên trong, Trịnh Thiếu Hoàng khẽ cắn răng, sử dụng một tấm quỷ khí dày đặc phù chiếu. Ô! Phù chiếu cháy, vô cùng quỷ khí phun ra, trong hư không, nhất thời xuất hiện một cái pháp bảo hư ảnh. Đó là một tôn to lớn đỉnh. Toàn thân đen nhánh, phía trên chạm trổ giữ tợn khô lâu hình vẽ, vô biên vô tận quỷ khí không ngừng trào đáng, lại có quỷ khóc sói chu thanh âm truyền tới. Diệp Thần chỉ nhìn một cái, liền nhận ra, đó chính là quỷ vương giới man hoang thánh điện chí bảo, quỷ vương đỉnh. Cái này quỷ vương đỉnh, có luyện hóa thiên địa, chiếm đoạt càn khôn mạnh mẽ hiệu quả, vô cùng cường hãn. Diệp Thần sớm biết Trịnh Thiếu Hoàng trong tay, có quỷ vương đỉnh phù chiếu, có thể tạm thời mượn dùng quỷ vương đỉnh lực lượng. Nhưng, hắn hiện tại chính mắt nhìn thấy quỷ vương đỉnh, vẫn là cảm thấy có chút rung động. Ở quỷ vương trên đỉnh mặt, nạm một hạt châu, đó chính là vô vô thần khí phệ hồn châu. Phệ hồn châu có 4 khối mảnh vỡ, Vạn Khư chiếm một khối, Diệp Thần chiếm một khối, mà ở quỷ vương giới man hoang thánh điện bên trong, cũng có một khối. Quỷ vương đỉnh hơi thở, mãnh liệt như vậy hung hãn, chính là bởi vì có phệ hồn châu khảm nạm. Ở thân đỉnh bên trên, hiện đầy tất cả loại huyền diệu trận pháp, những trận pháp này, đem phệ hồn châu năng lượng, toàn bộ đổi thành quỷ khí, vô cùng mãnh liệt. Trịnh Thiếu Hoàng thúc giục quỷ vương đỉnh, hướng Mộ Dung Vô Ngôn trấn áp đi. Một chùm oanh quỷ khí, điên cuồng từ thân đỉnh bên trong bộc phát ra, hóa thành vô số âm hồn quỷ quái, ùn ùn kéo đến chào hướng Mộ Dung Vô Ngôn. Phải đem hắn sống sờ sờ cắn nuốt hết. Mộ Dung Vô Ngôn kia gặp qua hung mãnh như vậy pháp bảo, lập tức ngốc tại chỗ. Diệp Thần trầm giọng truyền âm đi qua, nói, dùng ta cho ngươi thiết phương tỏa. Mộ Dung Vô Ngôn ở trong mộng mới tỉnh, lập tức lui về phía sau một bước, cả người linh khí hội tụ, quát lên. Thiết phương tỏa, hạ xuống đi. Một món sắt thép vậy lạnh lùng hơi thở, như hắc chiều vậy, từ Mộ Dung Vô Ngôn trong cơ thể bạo dũng ra. Vừa rơi xuống đến bầu trời lôi đài trên, lập tức hóa thành một tôn to lớn nguy nga ngai vàng. Đó chính là Diệp Thần cho mượn pháp bảo của hắn, Thiết Vương Tọa. Thiết Vương Tọa vừa ra, ùn ùn kéo đến sắt thép hơi thở, chính là mãnh liệt tràn ra đi. Vốn là có chút hư ảo bầu trời lôi đài, ngay tức thì thành sắt thép thật thể. Vậy tất cả âm hồn quỷ quái, gặp phải sắt thép hơi thở ăn mòn, vậy lập tức thiết hóa thành một cái xấu xí pho tượng. Mênh mông như nước thủy triều sắt thép đợt khí, dễ như bỡn vậy, hướng phía trước gào thét đi. Trịnh Thiếu Hoàng quỷ vương đỉnh, ở thiết phương tỏa hơi thở ăn mòn, cũng có lâm vào là sắt vụn dấu hiệu. Quỷ vương này đỉnh, cuối cùng không phải bản thể, chỉ có thể coi như là một đạo hình chiếu, là hắn ngắn ngủi mượn dùng lực lượng. Mà Diệp Thần cho mượn Mộ Dung Vô Ngôn thiết phương tỏa, có thể là chân thực tồn tại. Chính là quỷ vương đỉnh hình chiếu. Hoàn toàn không cách nào chống lại thiết vương tọa uy nghiêm. Chanh! Sốt cuộc, quỷ vương kia đỉnh hình chiếu, hoàn toàn bị sắt thép hơi thở ăn mòn hết, hoàn toàn lâm vào là sắt vụn, rớt xuống đất. Cái gì? Trịnh Thiếu Hoàng kinh hãi, vô cùng sợ hãi lui về phía sau. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Dung Vô Ngôn, hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Trong truyền thuyết thiết vương tọa, lại có thể ở Mộ Dung Vô Ngôn trong tay. Toàn trường các người vây xem, cũng là hoàn toàn rối loạn. Thiết phương tọa, truyền thuyết đó là luân hồi chi chủ pháp bảo hà. Trong truyền thuyết thiết phương tọa, làm sao sẽ rơi vào Mộ Dung Vô Ngôn trong tay? Chẳng lẽ hắn giết chết luân hồi chi chủ? Vẫn là, luân hồi chi chủ trong bóng tối trợ giúp hắn. Vô số tiếng nghị luận vang lên. Không chỉ là thông thường người vây xem, hư huyền tông tất cả trưởng lão, còn có tông chủ Trịnh Không, đều là hoàn toàn chấn động. Ai vậy không nghĩ tới, Mộ Dung Vô Ngôn lại có thể lấy ra thiết phương tọa.
Trịnh Thiếu Hoàng, người thua. Mộ Dung Vô Ngôn thúc giục Thiết Vương tọa, mình mông sắt thép hơi thở, ùn ùn kéo đến càn quét. Trịnh Thiếu Hoàng thân thể, ngay tức thì liền cứng lên, nửa người dưới thiết hóa, nhúc nhích không được. Chỉ cần Mộ Dung Vô Ngôn nguyện ý, hắn lập tức có thể đem Trịnh Thiếu Hoàng hoàn toàn thiết hóa, tiêu diệt đối phương. Cái này Thiết Vương tọa kinh khủng uy lực, liền Mộ Dung Vô Ngôn mình cũng khiếp sợ, toàn trường người lại là kinh hãi vạn phần. Thiết Vương tọa ở Mộ Dung Vô Ngôn trong tay, uy lực đều lợi hại như vậy, nếu là do trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, tự tay thúc dục, vậy sẽ đáng sợ đến cái gì bước. Mộ Dung thiếu gia, ta nhận thua, cầu ngươi thả ta. Trịnh Thiếu Hoàng hoàn toàn luống cuống, nửa người dưới nhúc nhích không được, hai tay liền liền hướng Mộ Dung Vô Ngôn chắp tay, e sợ cho mình sẽ bị giết hết. Trịnh gia trưởng lão Trịnh Chí Thần sắc trầm xuống, quát lên, Mộ Dung Vô Ngôn, cái này Thiết Vương tọa ngươi từ đâu tới? Chẳng lẽ ngươi lại cùng Luân Hồi Chi Chủ cấu kết? Ngươi có biết hay không, Luân Hồi Chi Chủ là ta Hư Huyền Tông đại địch. Mộ Dung Vô Ngôn hừ một tiếng, tín ngưỡng nhưng là đặc biệt kiên định, nói, Luân Hồi Chi Chủ, chỉ là các ngươi Trịnh gia kẻ địch thôi, chúng ta Mộ Dung gia, nhưng mà Luân Hồi tín đồ. Lời nói này rơi xuống, Hư Huyền Tông bên trong, thuộc về Mộ Dung gia các đệ tử, đều là hoan hô kêu gào, là Mộ Dung Vô Ngôn ủng hộ. Tông chủ Trịnh không ánh mắt ngưng trọng, bàn tay đè một cái, nói, không nên ồn ào. Nghe được tông chủ lên tiếng, mọi người nhất thời an tĩnh lại. Trịnh không nói tiếp, tín ngưỡng tranh, tại thực tế vô ích, bất kể là thờ phượng cổ thần chủ, vẫn là luân hồi chi chủ, chúng ta cuối cùng vẫn là phải dựa vào chính mình tu luyện. Trịnh không là cái rất thực tế người, cũng không ý là tín ngưỡng tranh chấp. Đã từng hắn vậy rất thờ phượng cổ thần chủ, nhưng nghĩ tới cổ thần chủ, thật ra thì chính là Vũ Hoàng cổ đế. Mà Vũ Hoàng cổ đế tính cách, nổi danh cay nghiệt thiếu tình cảm, làm người mười phần tàn nhẫn độc, Trịnh không tín ngưỡng ý niệm, liền hoàn toàn lạnh. Lần này thấy Mộ Dung Vô Ngôn, mượn luân hồi chi chủ pháp bảo, Trịnh không vậy không truy cứu, chỉ là từ từ nói, hôm nay ghế thủ lãnh chân truyền tranh, nếu Trịnh Thiếu Hoàng đã nhận thua, nhưng người thắng là thuộc về Mộ Dung gia Mộ Dung Vô Ngôn. Dừng một chút, hắn nhìn về phía Mộ Dung Vô Ngôn nói, không nói, đem người đại biểu ta Hư Huyền Tông. Đi tham gia Thái Thượng Công Đức Chiến, cũng đừng để cho ta thất vọng. Mộ Dung Vô Ngôn nội tâm kích động, chắp tay nói, mời tông chủ đại nhân yên tâm, đệ tử nhất định đem hết toàn lực. Trịnh không vui vẻ yên tâm gật đầu một cái. Nếu thân là Trịnh gia gia chủ, Hư Huyền Tông tông chủ Trịnh không, cũng đứng ở Mộ Dung Vô Ngôn bên này, vậy những người ở chỗ này, vậy không có gì đáng nói. Trịnh gia các đệ tử, chỉ có thể như đưa đám tiếp nhận cái kết quả này. Người Mộ Dung ra cửa, chính là nhảy cẫng hoan hô, hưng phấn không chạng. Chỉ có Trịnh gia trưởng lão Trịnh Chí, mặt âm trầm, rất là không vui. Đánh trận kết thúc, Mộ Dung Vô Ngôn cũng không có quên Diệp Thần giao phó, chắp tay hướng Trịnh không nói, tông chủ đại nhân, ta muốn học hỏi Hư Huyền Đồ, hiểu võ đạo, xin ân chuẩn. Trịnh không gật đầu một cái, nói, đúng, người đi học hỏi chính là, nhưng vẫn quy củ cũ, người không thể đem Hư Huyền Đồ mang đi. Chỉ có thể ở kỳ chân trong động phủ hội. Mộ Dung Vô Ngôn nói, Hắn không giấu vết, nhìn xem Diệp Thần, nháy mắt. Diệp Thần tim đập đứng lên, nếu là có thể thuận lợi bắt được Hư Huyền Đồ, hắn liền có thể cứu ra ra đi ra. Mộ Dung Vô Ngôn từ biệt đám người, một mình đi kỳ chân động phủ. Kỳ chân động phủ, danh như ý nghĩa, chính là siêu tầm kỳ chân dị bảo địa phương. Cái động phủ này, cũng là Hư Huyền Tông nơi quan trọng. Mộ Dung Vô Ngôn tự nhiên không thể nghênh ngang, mang Diệp Thần đi vào, nhưng hắn tâm lý khác có kế sách, sải bước hướng kỳ chân động phủ đi tới. Canh giữ ở kỳ chân động cửa phủ các trưởng lão, sớm nhận được tông chủ Trịnh không pháp dụ, lúc này cung kính nghiêng người, để cho Mộ Dung Vô Ngôn đi vào. Mộ Dung Vô Ngôn sải bước vào động phủ, lập tức gọi ra Thiết Vương tọa, cách không hướng Diệp Thần truyền thì thầm, Diệp đại ca, người đến đây đi. Diệp Thần xen lẫn trong Hư Huyền Tông trong đám người, đang cùng Mộ Dung Phi Tuyết cùng Mộ Dung gia các tộc nhân, chúc mừng Mộ Dung Vô Ngôn quật khởi, bắt được Mộ Dung Vô Ngôn ý niệm sau đó, hắn lập tức đi qua một bên chỗ không người, biến dạng hư không, trực tiếp chạy tới kỳ chân động phủ. Kỳ chân động phủ phòng thủ xâm nghiêm, nếu như là tầm thường phá hư thủ đoạn, tất nhiên sẽ đưa tới Hư Huyền Tông chú ý. Nhưng, Thiết Vương tọa liền bày đặt ở trong động phủ mặt, có Thiết Vương tọa dẫn dắt. Diệp Thần lắc người một cái,
sẽ mặc thoi hư không, xuất hiện ở Thiết Vương tọa phía trên, hoàn toàn không có đưa tới người bất kỳ chú ý. Diệp đại ca, Mộ Dung Vô Ngôn thấy Diệp thần tới, ngạc nhiên mừng rỡ kêu một tiếng. Diệp thần gật đầu một cái, đem Thiết Vương tọa thu hồi, ngắm nhìn bốn phía. Cái này Kỳ Chân động phủ, nơi cất giữ thiên tài địa bảo, khá là phong phú, rực rỡ muôn màu. Dĩ nhiên, những thứ này thiên tài địa bảo, cũng không thể nhập Diệp thần mắt. Hắn có Cựu Nhật bảo tàng, siêu tầm quá phong phú, giống vậy Kỳ Chân, hoàn toàn nhìn không thuận mắt. Duy nhất có thể hấp dẫn Diệp thần ánh mắt, chính là treo trên vách tường một bức họa. Đó là một bức tranh sơn thủy, trong tranh sơn thủy, khói mù vần quanh, vậy từng luồng sương mù, lại là lưu động, đặc biệt kỳ diệu. Ngắm nhìn trong tranh sơn thủy thời điểm, Diệp thần đạo tâm, lại có thể mơ hồ tiến vào một cổ cảnh giới kỳ diệu, tựa hồ có cái gì lĩnh ngộ vậy. Đây chính là hư huyền đồ sao, quả nhiên là huyền diệu thần bí. Diệp thần đứng ở bức họa kia trước, thấp giọng nói. Đúng vậy, Diệp đại ca, đây chính là hư huyền đồ, trong tranh sơn thủy, truyền thuyết là một vị thái cổ đại năng nơi vẽ, vô cùng ảo diệu, có thể phong ấn thần ma, vậy hàm chứa hào hùng đạo uẩn, có thể để cho nhân đạo tìm hiểu ra, có thiên đại chỗ tốt. Mộ Dung Vô Ngôn giải thích, nói đến hư huyền đồ thời điểm, hắn trong giọng nói mang một cổ tự hào. Cái này hư huyền đồ, là hư huyền tông chí bảo, diệu pháp vô cùng, hắn đúng là cũng có tự hào tư cách. Diệp thần cẩn thận ngắm nhìn, liền bắt được sâu hơn huyền cơ. Cái này bức hư huyền đồ, hội họa sử dụng mực, lại có thể mang một chút thiên ma tinh biển hơi thở. Thiên ma tinh biển, là bốn lớn cao nhất thần khí một trong, ma thần tộc chí bảo. Hội họa hư huyền đồ sử dụng mực, chính là dùng thiên ma tinh biển nước biển, đặc chế mà thành. Diệp thần cảm thấy được một màn này, cũng là thầm kinh hãi. Khó trách năm đó hư huyền tông, bằng vào một bức hư huyền đồ, liền dám mạo hiểm hiểm đi bắt thiên yêu huyền yêu. Thiên yêu huyền yêu, cũng đã từng bị phong ấn ở thiên ma tinh trong biển. Cái này bức hư huyền đồ, đang cùng thiên ma tinh biển có liên quan, một khi bao phủ xuống, yếu ớt dưới thiên yêu huyền yêu, cũng có bị phong ấn nguy hiểm. Thiên lý thánh nơi bên kia phong ấn, chính là lấy hư huyền đồ bố trí. Cho nên quỷ bí khó lường, huyền diệu khó giải thích, liền Diệp thần cũng phá giải không được, ra ra hắn bị kẹt ở bên trong, vậy không ra được. Hay à! Diệp thần đem hư huyền đồ hái xuống, một hồi khen ngợi. Cái này bức hư huyền đồ, đích xác là vô cùng tuyệt diệu, bí ẩn vô cùng. Mộ Dung Vô Ngôn thấy Diệp thần tháo xuống đồ quyển, nhưng là một hồi kinh hãi run sợ, nói, Diệp đại ca, người mượn dùng hư huyền đồ có thể, nhưng chỉ có thể mượn dùng nửa giờ. Nếu là thời gian càng kéo dài, ta không có biện pháp vì ngươi che giấu. Trong vòng nửa canh giờ, ngươi phải đem đồ quyển trả lại. Diệp thần gật đầu nói, được, ta biết, nửa giờ, vậy là đủ rồi. Nói xong, Diệp thần thu hồi hư huyền đồ, rồi sau đó thúc giục hư bia lực lượng, rời đi cái này Kỳ Chân động phủ. Hư bia có thể ung dung phá vỡ hư không, không bị người phát hiện. Diệp thần lặng yên không tiếng động rời đi. Kỳ Chân ngoài động phủ thủ vệ trưởng lão cửa, không có người nào phát hiện khác thường. Mộ Dung Vô Ngôn ở lại trong động phủ, lo lắng đề phòng chờ đợi. Lúc này, Trịnh gia trưởng lão Trịnh Chí, nhưng là mang mấy cái hộ pháp, sải bước đi tới Kỳ Chân động phủ ra. Trịnh trưởng lão, ngươi làm sao tới? Thủ vệ các trưởng lão, thấy Trịnh Chí tới, có chút bất ngờ. Trịnh Chí sắc mặt âm trầm, nói ta đi vào xem. Thủ vệ trưởng lão cửa ngạc nhiên, nói, nhưng mà, Mộ Dung thiếu gia còn ở bên trong. Trịnh Chí hừ một tiếng, nói, hắn ở bên trong, sợ không phải và người ngoài cấu kết, trộm đi ta hư huyền tông trọng bảo. Cũng không lo thủ vệ các trưởng lão ngăn trở, lập tức dẫn người vào tới trong động phủ mặt. Mộ Dung Vô Ngôn đang trong động phủ, nghe phía bên ngoài xảo xảo nháo nháo, sau đó liền thấy Trịnh Chí dẫn người đi vào, sắc mặt lập tức trắng bệch, nói, Trịnh trưởng lão. Trịnh Chí ánh mắt quét nhìn một vòng, thấy hư huyền đồ không thấy, gương mặt nhất thời vắng lặng. Rất nhiều thủ vệ trưởng lão cửa, vậy đi theo tiến vào động phủ. Sau đó, bọn họ vậy ngây dại. Bởi vì, trong động phủ nhất pháp bảo trọng yếu, hư huyền đồ không thấy. Mộ Dung Vô Ngôn, hư huyền đồ ở nơi nào? Trịnh Chí quát hỏi nói. Mộ Dung Vô Ngôn yên lặng, cũng không biết giải thích như thế nào. Trịnh Chí lãnh khốc nói, ngươi và Luân Hồi Chi Chủ cấu kết, ngươi mượn dùng hắn Thiết Vương tọa,
sau đó liền để cho hắn nuốt lấy hư huyền đồ, có phải hay không? Mộ Dung Vô Ngôn nhất thời nóng nảy, cả giận nói, Trịnh Chí, ngươi không nên ngậm máu phun người, Diệp đại ca chỉ là mượn dùng hư huyền đồ, cũng không ý nuốt lấy, hắn kỳ chân pháp bảo thì có nhiều, làm sao sẽ mơ ước chúng ta hư huyền tông đồ. Chỉ cần lại qua nửa giờ, hắn liền sẽ đem đồ quyển trả lại. Lời nói này rơi xuống, Trịnh Chí sau khi nghe vui vẻ cười to, phía sau thủ vệ trưởng lão cửa, cũng là sợ ngây người. Mộ Dung Vô Ngôn như thế nói, ngang hàng là thừa nhận, hư huyền đồ đúng là rơi vào luân hồi chi chủ trong tay. Đây chính là hư huyền tông chân quý nhất pháp bảo à. Trọng đại như vậy biến cố, nhất thời kích động thiên cơ, mưa gió phun trào. Tông chủ Trịnh không vậy cảm nhận được biến cố, như một vòng mặt trời gay gắt vậy, phá hư hạ xuống, ngắm nhìn bốn phía, thấy hư huyền đồ mất, không khỏi được sắc mặt trầm xuống, nói. Không nói, luân hồi chi chủ cầm đi hư huyền đồ, hắn bây giờ ở đâu? Mộ Dung Vô Ngôn không muốn bại lộ Diệp Thần tung tích, nói tông chủ, luân hồi chi chủ không có ác ý, hắn rất nhanh liền sẽ đem hư huyền đồ trả lại, đệ tử có thể dùng sinh mạng bảo đảm. Như hư huyền đồ thật mất, đệ tử nguyện ý tiếp nhận hết thảy trừng phạt. Trịnh Chí hừ một tiếng, nói, hư huyền đồ là bổn môn trọng bảo, không thể do ngươi ẩu tả, nói mau, luân hồi chi chủ trộm đi hư huyền đồ, chạy đi nơi nào. Mộ Dung Vô Ngôn cắn chặt hàm răng, từ đầu đến cuối không nói. Hắn biết nếu như nói, hư huyền tông ồ ạt điều động, đoạt lại hư huyền đồ, vậy Diệp Thần kế hoạch liền rơi vào khoảng không. Chí ít, hắn muốn là Diệp Thần chỉ hoãn chút thời gian, để cho Diệp Thần hoàn thành hắn kế hoạch. Lúc này Diệp Thần, tay cầm hư huyền đồ, lăng không hạ xuống Thiên Lý Thánh nơi phế tích. Xuyên thấu qua hư huyền đồ, hắn mơ hồ tới giữa, đã bắt được hư huyền tông bên kia thay đổi. Xem ra Mộ Dung Vô Ngôn bại lộ, ta nhanh hơn điểm. Diệp Thần nghĩ thầm, đi tới ốc đảo bên cạnh. Thánh nơi trong phế tích không chẳng trách Phật, rối rít tới đây bái kiến Diệp Thần, chỉ là có phong ấn hạn chế, bọn họ chạy không thoát tới, bị một tầng vô hình bình phong che chở ngăn trở ở. Cháu trai, người bắt được hư huyền đồ. Diệp Tà Thần thấy Diệp Thần trở về, hỏi. Ra ra, lấy được rồi. Diệp Thần bắt trong tay một cái đồ quyển, thanh âm hơi có vẻ trước vẻ kích động, nói. Diệp Tà Thần đại hỉ, nói, rất tốt, ta cũng xác định vô hồng kiếm gãy vị trí, nhưng bởi vì phong ấn tồn tại, không lấy ra được, chỉ muốn cởi bỏ phong ấn, chúng ta có thể đạt được ngoài ra một nửa vô hồng kiếm gãy. Diệp Thần nghe vậy, ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần. Nếu như vô hồng thần kiếm khôi phục nguyên vẹn, ra ra hắn liền có thể hiểu không không, mượn dùng tương lai người tu vi. Đến lúc đó, ra ra hắn thực lực, tất nhiên là đột nhiên tăng mạnh, đối kháng vạn khư liền có hy vọng. Ra ra, ta lập tức giải khai phong ấn. Diệp Thần mở ra hư huyền đồ, thoáng chốc tới giữa, liền cảm thấy bản vẽ này cuốn, cùng nơi này phong ấn, sinh ra một chút đặc thù đồng tình. Phá! Diệp Thần một tiếng khẽ quát, linh khí bơm vào nhập hư huyền đồ bên trong. Rào! Hư huyền đồ toát ra năm màu hào quang, từng đạo linh quang như nước chảy tràn ngập ra, tràn vào ốc đảo bên trong. Ốc đảo bên trong, vậy từng đạo phong ấn phủ văn, nhất thời như dưới ánh mặt trời tuyết động vậy, nhanh chóng hòa tan tiêu tán. Theo phong ấn tiêu tán, vậy bao phủ ở toàn bộ ốc đảo vô hình bình phong che chở, cũng là hoàn toàn tản đi. Hết thảy áp chế, đều biến mất. Trong sâu thẳm, Diệp Thần cảm nhận được ốc đảo bên trong, truyền tới đặc biệt kiếm khí bén nhọn chập chờn. Đó chính là vô hồng thần kiếm kiếm khí. Phong ấn giải trừ, ngoài ra một nửa vô hồng kiếm gãy hơi thở, càng rõ ràng hơn. Vậy tất cả không chẳng trách Phật, hơi thở cũng là bạo tăng, thân thể rắc rắc sát vang dội, từng luồng hắc khí lăn trào, hóa thành màu đen trọng giáp, bao trùm ở bọn họ trên mình. Lực lượng, trở về. Rất nhiều không chẳng trách Phật, trong cổ họng phát ra giọng khàn khàn, có thể nghe ra bọn họ ngạc nhiên mừng rỡ. Vạn cổ tới nay, bọn họ một mực bị phong ấn áp chế, lực lượng lớn đại suy yếu. Nhưng giờ phút này, theo phong ấn giải trừ, bọn họ lực lượng cũng là khôi phục trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Tôn chủ, đa tạ, ngươi là chúng ta phụ thân. Rất nhiều không chẳng trách Phật, quỳ xuống Diệp Thần trước mặt. Bọn họ lực lượng khôi phục, ngay cả nói chuyện cũng chót lọt nhiều, đối Diệp Thần quỳ bái, thậm chí gọi là phụ thân. Diệp Thần có chút sở khóc sở cười, sau đó trầm ngâm một tí, nói, từ nay về sau, các ngươi liền đi theo ta
ta cho các ngươi dạy cái gọi, liền kêu ma giáp vệ đi. Những thứ này không chẳng trách vật, toàn bộ là hình người, giống như là tất cả sát hại máy móc, năm đó đi theo ở trên trời yêu huyền yêu dưới quyền, vô cùng mạnh mẽ. Diệp thần cũng có chiêu mộ ý, liền cho bọn họ nổi tiếng là ma giáp vệ. Rất nhiều không chẳng trách vật, không, phải nói là ma giáp vệ cửa, cung kính lĩnh mệnh, đón nhận tiếng xưng hô này, vậy nguyện ý thể chết theo Diệp thần. Ốc đảo bên trong ma giáp vệ, tổng cộng có 500 đầu, đây là một cổ đặc biệt kinh khủng thế lực, nếu như toàn bộ bùng nổ, liều chết đánh giết nói, đủ để vẫn diệt vô lượng cảnh bên trong hậu kỳ cường giả. Thiên yêu huyền yêu, đây là các ngươi trong sâu thẳm, để lại cho ta lễ vật sao? Diệp thần tâm thần có chút hoảng hốt, lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa, rồi sau đó vận dụng thiết phương tọa lực lượng, để cho một đám ma giáp vệ khôi giáp cùng thân thể, đổi được còn cứng rắn hơn, tăng lên bọn họ thực lực. Cháu trai, chúc mừng ngươi, thu phục như thế nhiều ma giáp vệ, chúng ta thế lực, lại lớn tăng nhiều vào. Diệp tà thần sải bước đi tới, cùng Diệp thần bốn tay nắm nhau, đều là mừng rỡ. Diệp thần nói, ra ra, người bị kẹt nhiều ngày như vậy, không có sao chứ. Diệp tà thần nói, không có sao, có ma giáp vệ chiếu cố, ra ra rất tốt. Những thứ này ma giáp vệ, vốn là chỉ biết giết hại quái vật, đối Diệp tà thần tạo thành uy hiếp nghiêm trọng. Nhưng, ma giáp vệ quy thuận Diệp thần sau đó, uy hiếp chính là hoàn toàn giải trừ, Diệp tà thần cũng không có bị tổn thương chút nào. Nên cầm vô hồng kiếm gãy moi ra. Diệp tà thần ngưng trọng nói, ánh mắt nhìn về ốc đảo chỗ sâu, nơi đó mơ hồ có một món huyết khí, ngất trời dâng lên. Diệp thần gật đầu một cái, không cần ra ra nói, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, vô hồng kiếm gãy vậy cường hãn hơi thở. Lập tức, Diệp thần và Diệp tà thần, hai người sải bước đi đến ốc đảo chỗ sâu. Trước mắt, cùng một tia huyết khí, lượn lờ bay lên, tản mát ra sát khí nồng nặc chập chờn, mơ hồ cùng Diệp thần đồng tình. Chính xác mà nói, là cùng Diệp thần trong cơ thể, vậy một nửa vô hồng kiếm gãy đồng tình. Diệp thần sử dụng mình có một nửa kiếm, cộng minh khí tượng càng nồng nặc, hắn một nửa kiếm vậy toát ra huyết quang. Năm đó Hồng Quân lão tổ, không biết dùng thanh kiếm này, từng giết bao nhiêu người. Cho nên, vô hồng kiếm gãy bên trong, ẩn chứa máu tươi, đặc biệt nồng nặc, khí huyết sát nghiệp, làm người ta nghẹt thở. Diệp thần cũng không khỏi được hít sâu một hơi, mắt nhìn phía trước ngất trời huyết khí. Không nghi ngờ chút nào, ngoài ra một nửa kiếm, liền tại dưới lòng đất. Diệp thần và Diệp tà thần nhìn nhau, hai người ăn ý gật đầu một cái, đồng thời một chưởng đánh ra, hung hăng đánh phía vậy phiến đất đai. Phịch! Chưởng phong kích động, ốc đảo mặt đất nhất thời nứt ra, vô cùng tia máu cùng kiếm khí, gào thét vang dội, từ dưới lòng đất bạo dũng ra, ngay tức thì đem thiên địa cũng nhiễm đỏ. Suy! Một cắt đứt kiếm, tựa như bị cái gì cảm cho đòi vậy. Từ lòng đất bên trong phá giết ra, bay lên trời. Đó chính là ngoài ra một nửa vô hồng kiếm gãy. Ở đó một nửa vô hồng kiếm gãy trên, nhưng còn quấn từng tầng một không thể danh trạng quỷ bí hơi thở. Những thứ này hơi thở, hội tụ thành một đầu mãnh thú vậy hư ảnh. Lại có thể sản sinh ra lệ hồn. Diệp tà thần phát ra gọi, vậy mãnh thú vậy hư ảnh, chính là vậy vô hồng kiếm gãy lệ hồn. Vậy một nửa vô hồng kiếm gãy, chôn trong lòng đất. Không biết nhiều ít kỷ nguyên, lại là sản sinh ra lệ khí, cũng tích lũy thành lệ hồn. Muốn nhận phục vậy vô hồng kiếm gãy mà nói, trước hết đem lệ hồn chém chết. Chính là lệ hồn, trảm thiên cửu kiếm, phá cho ta. Diệp thần ánh mắt lẫm liệt, vung tay lên, hư không linh khí nổ, hóa thành mười mấy đạo phi kiếm, nổ ra trảm thiên cửu kiếm ác liệt uy thế, hung hăng hướng vậy đạo lệ hồn chém tới. Vậy lệ hồn cảm nhận được liền vẫn diệt nguy hiểm. Phát ra trầm thấp gầm thét, hồn thân thể động một cái, lại là tràn ra không không hơi thở, hóa thành một cái vòng bảo vệ, muốn ngăn trở Diệp thần phi kiếm. Chôn lòng đất vạn cổ kỷ nguyên, cái này đạo lệ hồn, hiển nhiên vậy hấp thu một chút không không năng lượng, thậm chí năng lượng đó bên trong, thấm ra thiên ma tinh biển hơi thở. Nhưng, Diệp thần trảm thiên cửu kiếm, cực kỳ cường thế, hoàn toàn không thấy tất cả phòng ngự. Suy, Diệp thần phi kiếm chém đánh tiếp. Vậy lệ hồn bảo vệ che chở, ngay tức thì bị chảm phá. Lệ hồn phát ra nhất trận tiếng kêu thê lương thảm thiết, bảo vệ che chở bể nát, nó lệ hồn thân thể, cũng là ngay tức thì tan thành mây khói, hoàn toàn không ngăn được Diệp thần kiếm thế.
Lệ hồn vẫn diệt, từng tia không không hơi thở lưu tán ra, còn có thiên ma tinh biển hơi thở, vậy nhanh chóng tán loạn hết. Diệp Thần trong sâu thẳm, nhưng xuyên thấu qua vậy một chút thiên ma tinh biển hơi thở, bắt được một màn thiên cơ hình ảnh. Một màn hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ hình ảnh. Hắn ở trong hình mặt, thấy được thiên ma tinh biển. Hắn thấy được một người phụ nữ, bị kẹt ở thiên ma tinh trong biển, cô độc quyền giúp ở trong góc. Nữ nhân kia là Tôn Di. Một màn này hình ảnh, một cái nhìn thoáng qua, chớp mắt rồi biến mất. Diệp Thần đầu một tiếng nổ, nhưng ngay tức thì nổ, một phiến chỗ trống. Tôn Di. Nàng bị kẹt ở thiên ma tinh biển. Cái này, điều này sao có thể? Ta nhất định là hoa mắt, nhất định là ảo giác. Diệp Thần trợn mắt hốc mồm, cả người run rẩy. Tôn Di không thể nào ở không không lúc nào không, cũng không khả năng sẽ bị khốn tại thiên ma tinh biển. Đây tuyệt đối là hắn nhìn lầm rồi. Đây tuyệt đối là ảo giác. Nhưng, thật sự là ảo giác sao? Vậy cô độc co giúp bóng người, là như vậy quen thuộc, Diệp Thần sẽ không nhìn lầm. Tuy chỉ là một cái nhìn thoáng qua, nhưng hắn có thể khẳng định, đó chính là Tôn Di. Chính là cái đó ở Hoa Hạ, cho hắn cao nhất ôn nhu cùng quyến luyến Tôn Di. Cháu trai, thế nào? Diệp Tà Thần thấy Diệp Thần thần sắc khác thường, chỉ lấy là hắn chém chết lệ hồn sau đó, gặp cắn trả. Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc nói, không. Không có sao, ra ra, ta không có sao. Không không lúc nào không cao như vậy xa, Tôn Di làm sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ đó, đây là tuyệt không khả năng sự việc. Diệp Thần chỉ hy vọng mình nhìn lầm rồi. Đang ngay hoảng hốt, Diệp Thần bỗng nhiên cảm thấy lòng bàn tay đau nhói. Chỉ gặp hắn có một nửa kiếm, rời tay bay ra, thậm chí cắt tổn thương bàn tay hắn, cùng ngoài ra một nửa kiếm gãy, hợp lại dung hợp với nhau. Hai cắt đứt kiếm như có linh tính vậy, bắt đầu lần nữa tụ hợp, cuối cùng hóa thành một cái hoàn chỉnh trường kiếm. Đó chính là hoàn chỉnh vô hồng thần kiếm. Vô hồng thần kiếm khôi phục nguyên vẹn, thoáng chốc tới giữa, thì có ngàn vạn điều màu máu hồng mang, từ trên thân kiếm nhô lên đi ra, phóng lên cao, thông suốt thiên địa hoàn vũ, đặc biệt nguy nga. Diệp Thần ngước nhìn vậy vô hồng thần kiếm, chỉ cảm thấy một cổ đáng sợ kiếm khí chập chờn, sát phạt cực đoan ác liệt, lại hàm chứa tầng tầng cổ xưa ma khí. Vậy là tới từ không không thời không ma khí. Cái này cầm vô hồng thần kiếm, đúc kiếm sử dụng chủ yếu vật liệu, chính là ngày xưa nguyên thủy ma chủ hài cốt. Cho nên, vô hồng thần kiếm ẩn chứa không không cách nào thì, tương đương mãnh liệt, để cho người nhìn một cái, thì có cảm giác hít thở không thông. Diệp Thần nhìn chằm chằm vậy vô hồng thần kiếm, muốn dựa vào phía trên không không cách nào thì, lại nghịch đẩy thiên ma tinh biển hình ảnh, đi xem Tôn Di rốt cuộc có phải hay không ở bên trong. Nhưng tiếc là, vô hồng thần kiếm phía trên hơi thở, cũng không thể để cho hắn dòm ngó thấy thiên ma tinh biển. Diệp Tà Thần mị mắt thấy vậy vô hồng thần kiếm, cười nói, rất tốt, vô hồng thần kiếm khôi phục nguyên vẹn, chỉ cần ta luyện hóa kiếm này, là được hiểu không không, đột nhiên tăng mạnh. Diệp Tà Thần bàn tay hư không một chảo, một cổ kính lực thả ra, liền đem vô hồng thần kiếm nắm trong tay. Vô hồng thần kiếm tia máu nổ tung, một hồi chấn động kịch liệt. Nhưng cũng không cách nào thoát khỏi Diệp Tà Thần chấp trường. Diệp Thần trong lòng suy nghĩ Tôn Di, vẫn là có chút hoảng hốt xuất thần, không nói gì. Diệp Tà Thần nói, đi thôi, cháu trai, chúng ta đi thiên ngoại thiên, đó là cái ngộ đạo địa phương tốt. Diệp Tà Thần nắm chặt vô hồng thần kiếm, liền muốn mang Diệp Thần rời đi. Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, gật đầu một cái, liền đem 500 đầu ma giáp vệ, toàn bộ thu nhập thiên địa hồ bên trong đi. Lại nói, ra ra, ta trước phải hồi hư huyền tông một chuyến, trả lại hư huyền đồ. Diệp Thần tay cầm hư huyền đồ, pháp bảo này tuy chân quý, nhưng hắn cũng không có nuốt lấy ý, không muốn liên lụy Mộ Dung gia. Nhưng mà lúc này, bầu trời một hồi sấm sét chấn động, yêu dị ánh sáng bắn ra bốn phía. Chỉ gặp từng đạo bóng người, xé trời tới, xuất hiện ở chân trời trong mây, lại là hư huyền tông người. Tông chủ Trịnh Không. Trưởng lão Trịnh Chí, còn có Trịnh Thiếu Hoàng, Mộ Dung Vô Ngôn, rất nhiều hơn thủ vệ trưởng lão, cũng hạ xuống, xâm nghiêm hơi thở tràn ngập, ý định giết người dọn ra. Diệp Thần chung quanh không gian, nhất thời bị phong tỏa. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Vô Ngôn, chỉ gặp người sau trán phủ đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt tái mét,
ngũ quan phơi bày quỷ dị vặn vẹo, tựa hồ là gặp siêu hồn các loại thuật pháp. Diệp Thần trong lòng bừng tỉnh, biết Mộ Dung Vô Ngôn là bại lộ, còn bị cưỡng ép siêu hồn. Cuối cùng Hư Huyền Tông dựa vào cái này đầu mối, trực tiếp đuổi theo tới. Luân hồi chi chủ, cho ta một cái giải thích. Tông chủ Trịnh không nhìn chằm chằm Diệp Thần, giọng nói lạnh lùng nói. Hư Huyền Tông tất cả trưởng lão các cường giả, cũng là phòng bị nhìn Diệp Thần. Bọn họ là lần đầu tiên thấy trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, tâm thần đều là cảnh giác. Tuy nói Diệp Thần mặt ngoài tu vi, chỉ có trăm gia cảnh bốn tầng thiên, thế nhưng cổ gông xiềng chém hết hơi thở, đủ để cho mỗi một người kiêng kỵ. Không có gì hay giải thích, các ngươi muốn chiến mà nói, vậy thì đánh đi. Diệp Thần cũng không nói nhảm, tâm niệm vừa động, thiên địa hồ ma khí nhô lên, mới vừa bị hắn nhận được trong hồ lô đi ma giáp vệ, lại toàn bộ bị phóng thích ra ngoài. 500 đầu ma giáp vệ, phát ra gào trầm thấp, đằng đằng sát khí, như tất cả vô tình sát hại máy móc vậy, nhanh chóng đem Trịnh Không các người vây lại. Sắc sắc, sắc sắc, sắc sắc. Rồi sau đó, tất cả ma giáp vệ trong tay, sắt thép hơi thở hội tụ, ngưng hóa ra một cái cầm lạnh lùng binh khí, đao kiếm mũi nhọn chiếu rọi, làm người ta nghẹt thở. Diệp Thần rất rõ ràng thế giới này quy luật, chính là cường giả vi tôn, mạnh hiếp yếu. Giải thích là vô dụng, ngược lại không như trực tiếp lấy ra mình thực lực. 500 đầu ma giáp vệ, cộng thêm Diệp Thần cái này luân hồi chi chủ, còn có Diệp Tà Thần cái này vô lượng cảnh hậu kỳ cường giả, đủ để cho người rung động. Trịnh Không, Trịnh Chí, Trịnh Thiếu Hoàng các người, cảm nhận được Diệp Thần vậy chiến ý mãnh liệt, đều là chấn động. Ngươi lại có thể thu phục những quái vật này. Trịnh Không nhìn vậy tất cả ma giáp vệ, sắc mặt nhất thời đổi được khá làm khó xem. Những thứ này ma giáp vệ, toàn bộ là đến từ không không thời không quái vật, ngày xưa đi theo thiên yêu huyền yêu chinh chiến, 10 phần cường hãn. Cho dù là Hư Huyền Tông, vạn cổ tới nay, cũng không dám trêu chọc, lại không dám mạo hiểm quét sạch, chỉ có thể lợi dụng hư huyền đồ, đem bọn họ phong ấn. Cũng chính là bởi vì những quái vật này tồn tại, Hư Huyền Tông không cách nào khai thác vô hồng thần kiếm. Nhưng giờ phút này, những thứ này kinh khủng quái vật, toàn bộ quy thuận Diệp Thần, thậm chí chôn tại dưới lòng đất vô hồng thần kiếm, cũng rơi vào Diệp Thần trong tay. Còn đánh nữa không? Diệp Thần thanh âm lãnh đạm nói. Trịnh Không sắc mặt trầm xuống, nhất thời do dự. Trưởng lão Trịnh Chí nhưng là tức giận, nói, luân hồi chi chủ, nơi này là ta Hư Huyền Tông địa bàn, còn chưa tới phiên ngươi cản rỡ. Tiếng nói rơi xuống, Trịnh Chí thân thể bão táp ra, một trưởng như trời long đất lở, hung hăng hướng Diệp Thần đánh đi. Hắn trưởng thế bên trong, còn hàm chứa phá hư vực địa mạch oai. Hư Huyền Tông thống trị phá hư vực, ở chỗ này, bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mắt xem Trịnh Chí một trưởng gào thét tới, Diệp Thần nhưng là không có động tĩnh. Một bên Diệp Tà Thần, hắc cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên huy động vô hồng thần kiếm, một kiếm chém chết tới, nói các ngươi Hư Huyền Tông, bất quá là vạn yêu giới dưới quyền một cái tay sai, lại coi là cái gì. Kiếm mang nổ tung, máu hồng phá không, vô cùng bén kiếm thế, hung hăng chém về phía Trịnh Chí. Trịnh Chí lấy làm kinh hãi, chỉ cảm thấy Diệp Tà Thần kiếm khí ác liệt. Đơn giản là thế như trẻ tre, dễ như bỡn. Hắn tâm lý muốn, vô hồng thần kiếm mũi nhọn, lại có thể cường hãn đến như vậy bước. Cho dù hắn có phá hư vực địa mạch ưu thế, nhưng đối mặt Diệp Tà Thần một kiếm, cũng là hoàn toàn không đỡ được. Suy, Diệp Tà Thần một kiếm phá giết, dễ như bỡn, phá hư Trịnh Chí trưởng thế, thậm chí đem người sau hộ thể linh khí, cũng là hoàn toàn đánh xuyên. Trịnh Chí đầu vai trúng kiếm, máu tươi văng tung tóe. Chật vật mới ngã xuống đất. Chung quanh ma giáp vệ cửa, như điên ma vậy, chen nhau lên, đao kiếm đều xuất hiện, mũi nhọn nhắm ngay Trịnh Chí thân thể, chỉ cùng Diệp Thần ra lệnh một tiếng, thì phải đem hắn bầm thây vạn đoạn. Luân hồi chi chủ, chậm đã. Tông chủ Trịnh Không thân thể chấn động, vội vàng quát lên nói, hắn nào nghĩ tới Trịnh Chí nhất hợp tới giữa, liền thua trận. Bây giờ quyền chủ động, hoàn toàn rơi xuống Diệp Thần trên tay. Diệp Thần nhìn xem Trịnh Chí, lại nhìn xem Trịnh Không, thần sắc vẫn là lãnh đạm, nói, ngươi chẳng muốn lại đánh, ta có thể đem hư huyền đồ trả cho các ngươi, lại cho các ngươi triệu đan dược thành tựu bồi thường, nhưng, ta muốn mang đi người Mộ Dung ra. Diệp Thần lại nhìn xem Mộ Dung Vô Ngôn, sự việc đi tới bước này, Mộ Dung ra lại ở lại Hư Huyền Tông, tất nhiên sẽ bị nhằm vào. Cho nên,
Diệp Thần muốn mang đi người Mộ Dung gia, dẫu sao bọn họ là luân hồi tín đồ, cũng không thể để cho bọn họ chịu ủy khuất. Trịnh Không sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lóe lên, cẩn thận suy nghĩ cân nhắc một phen, cuối cùng gật đầu nói, có thể, nhưng, ngươi muốn thề, từ nay về sau, không thể lại bước vào phá hư vực nửa bước, sau này ta Hư Huyền Tông, cùng ngươi luân hồi chi chủ, liền làm cho tới bây giờ không gặp qua. Thấy được luân hồi trận doanh uy thế, Trịnh Không và tất cả trưởng lão cửa, đều biết dựa vào Hư Huyền Tông thực lực, tuyệt không khả năng mai táng luân hồi, ngược lại không như vạch rõ giới tuyến, sau này nước giếng không phạm nước sông. Có thể. Diệp Thần gật đầu một cái, rất sảng khoái đáp ứng, vung tay lên, ma giáp vệ buông ra Trịnh Chí. Rồi sau đó, Diệp Thần trả lại Hư Huyền đồ, lấy thêm ra triệu đan dược, thành tựu bồi thường. Trịnh Không một tiếng thở dài, mặt đầy xấu hổ, tuy lần nữa lấy lại Hư Huyền đồ, còn chiếm được đại lượng đan dược bồi thường, nhưng hắn biết, Hư Huyền Tông đời này, cũng không thể lại đuổi kịp luân hồi bước chân. Diệp đại ca. Mộ Dung Vô Ngôn kinh ngạc nhìn Diệp Thần, vốn cho là sẽ có một tràng gió tanh mưa máu, nhưng không nghĩ tới Diệp Thần dứt khoát như vậy, liền giải quyết tất cả. Diệp Thần cười một tiếng, nói từ đây các ngươi Mộ Dung gia, liền đi theo ta đi. Mộ Dung Vô Ngôn phục hồi tinh thần lại, có vẻ kích động, nói ưm. Sự việc đến chỗ này giải quyết, lập tức, Diệp Thần cùng Mộ Dung Vô Ngôn, trở lại Yêu Vương Thành. Người Mộ Dung ra cửa, nghe được thay đổi sau đó, một phiến xôn xao. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, lại có thể hạ xuống đến phá hư vực, còn ung dung áp chế Hư Huyền Tông. Rất nhiều Mộ Dung gia tộc nhân, đều là phấn chấn, cuối cùng có 80% tộc nhân, nguyện ý đi theo Diệp Thần. Còn có 20% tộc nhân, lựa chọn ở lại Hư Huyền Tông. Bọn họ có các loại các dạng băn khoăn, có thể là tín ngưỡng không đủ kiên định, có thể là sợ Vạn Khư uy nghiêm, có thể là sợ sau lưng Vạn Yêu giới trả thù. Nhưng nguyên nhân như thế nào, Diệp Thần cũng không có tế cứu. Phá hư vực nhân quả câu chuyện, đến chỗ này hoàn toàn kết thúc. Diệp Thần đem Mộ Dung Phi Tuyết, Mộ Dung Vô Ngôn hai tỷ đệ, còn có Mộ Dung gia các tộc nhân, toàn bộ thu xếp đến Thiên Địa Hồ bên trong đi. Hắn tự nhiên sẽ giữ đúng cam kết, sau này sẽ không lại bước vào phá hư vực nửa bước. Dù sao, Vô Hồng Thần Kiếm đã tới tay, Diệp Thần là hài lòng. Diệp Thần cùng Diệp Tà Thần, rời đi phá hư vực, đi ở trong hư không. Ra ra, tiếp theo, người nói muốn đi chỗ nào tới? Diệp Thần hỏi. Thiên Ngoại Thiên. Diệp Tà Thần nói. Diệp Thần khẽ cau mày nói, Thiên Ngoại Thiên. Diệp Tà Thần tay cầm Vô Hồng Thần Kiếm, nhẹ khẽ gật đầu, nói, ừ, Thiên Ngoại Thiên, là vắt ngang ở thế giới hiện thật, cùng không không lúc nào không tới giữa một phiến khu vực đặc biệt, đó là một cái ngộ đạo địa phương tốt, cũng là tất cả vô lượng cảnh cường giả, phải địa phương muốn đi. Trong lúc nói chuyện, Diệp Tà Thần biến dạng hư không, xé ra một cái lỗ hổng, cháu trai, chúng ta đi Thiên Ngoại Thiên đi một chuyến, ta cần ở bên kia luyện hóa Vô Hồng Thần Kiếm, ngươi cũng đi cảm thụ một chút, Thiên Ngoại Thiên đặc thù quy luật. Diệp Tà Thần mang Diệp Thần, xuyên qua vậy không gian lỗ hổng, trực tiếp đi Thiên Ngoại Thiên thế giới. Diệp Thần hoảng hốt xuất thần, cái kế tiếp ngay tức thì, đã tới một phiến địa phương xa lạ. Đây là một phiến vũ trụ mênh mông hư không, một mắt không thấy được cuối, lộ ra hư không thê lương, thậm chí là tĩnh mịch hơi thở. Ở nơi này phiến vũ trụ trong hư không, nổi lơ lửng trăm triệu tỷ vạn viên tinh cầu. Những thứ này tinh cầu, cũng lấy bất quy tắc quỹ tích, chậm rãi chuyển động. Vậy mà nói, thế giới hiện thật vũ trụ, tinh cầu quỹ tích vận hành, là có quy luật có thể theo. Nhưng, cái này phiến vũ trụ bên trong tinh cầu, vận chuyển không có quy luật chút nào, phơi bày ra một loại hỗn loạn tư thái. Nơi này chính là Thiên Ngoại Thiên sao? Diệp Thần có chút đờ đẫn, hắn vậy nhìn thấu cái này phiến vũ trụ tinh cầu vận hành, không có quy luật chút nào có thể nói, thế giới hiện thật quy luật, ở chỗ này tựa hồ mất đi tác dụng. Thậm chí, Diệp Thần còn cảm nhận được từng tia không không hơi thở chập chờn, mảnh thế giới này không bất lực tính, đặc biệt dày đặc, so ngoại giới bất kỳ địa phương đều phải dày đặc. Không sai, nơi này chính là Thiên Ngoại Thiên, là thực tế bầu trời bên ngoài thế giới, là gần gũi nhất không không lúc chỗ trống. Diệp Tà Thần tròng mắt híp lại, khóe miệng mang nụ cười, nói tiếp. Vô lượng cảnh tầng thứ ba, được gọi là Thiên Ngoại Phi Tiên, muốn trở thành là Thiên Ngoại Phi Tiên mà nói, nhất định phải ở Thiên Ngoại Thiên tu luyện qua.
Diệp Thần mờ mịt nói, thiên ngoại phi tiên. Vô lượng cảnh tầng 9, tầng thứ nhất là tiên quân, tầng thứ hai là đại la kim tiên, tầng thứ ba kêu thiên ngoại phi tiên, Diệp Thần là biết. Chỉ là, hắn vẫn là lần đầu tiên biết, lúc đầu muốn trở thành là thiên ngoại phi tiên, nhất định phải ở thiên ngoại thiên tu luyện qua. Diệp Tà Thần nói, thiên ngoại thiên quy luật hỗn loạn, thậm chí hàm chứa đại lượng không không thời không năng lượng ba động, chỉ có ở chỗ này tu luyện cảm ngộ, khám phá thực tế cùng hỗn loạn quy luật, phương nhưng chân chính làm đạo tâm sáng rực, siêu thoát vật ngoại, thành là chân chính phi tiên, thiên ngoại phi tiên. Diệp Thần nghe ra ra xiển thích, nội tâm hơi rung động. Thiên ngoại phi tiên, chỉ là vô lượng cảnh tầng thứ ba, giống như này thần bí ảo diệu, nếu là phía sau cảnh giới, thật là sẽ có thần kỳ dường nào cùng thâm ảo. Diệp Thần bộc phát cảm nhận được, tu luyện khó khăn. Diệp Tà Thần nói, vạn cổ tới nay, có rất nhiều vô lượng cảnh đại la kim tiên, ở chỗ này cảm ngộ, cũng tiếc nuối thất bại, không những không có thể trở thành phi tiên, thậm chí bi thảm chết, từ đầu đến cuối không làm được siêu thoát. Diệp Thần ra đầu hơi tê dại, nói, ra ra, vậy ngươi mang đến ta nơi này làm gì, ta tu vi còn chưa tới hiểu phi tiên bước chứ. Diệp Tà Thần cười hắc hắc cười, nói, cháu trai, ngươi nhưng mà luân hồi chi chủ, ta coi trọng ngươi, trước thời hạn để cho ngươi tới đây bên trong ngộ đạo, đối ngươi vô cùng hữu ích. Diệp Thần rợn cả tóc gáy, nói ta cảm thấy, vẫn là sớm điểm. Diệp Tà Thần khoát khoát tay, nói, không còn sớm, hi hi, mấy cái tháng sau, Thái Thượng Công Đức Chiến liền muốn bắt đầu, ngươi phải mau sớm tăng lên thực lực, mới có chinh chiến tư cách. Nói xong, Diệp Tà Thần mang Diệp Thần, qua lại hư không, đi tới thiên ngoại thiên vũ trụ chỗ sâu. Ở chỗ này, Diệp Thần thấy được một cái tinh cầu, linh khí hòa hợp, vậy hào hùng linh khí, thậm chí hình thành từng cái thanh long, quanh quẩn ở trên tinh cầu, khá là nguy nga. Diệp Tà Thần nói, chỗ này kêu bàn long tinh, là lần trước Thái Thượng Công Đức chiến trường, ngươi liền ở chỗ này tu luyện ngộ đạo đi. Hắn mang Diệp Thần, hạ xuống bàn long tinh thượng mặt. Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, chỉ gặp đầy đất tan hoang, thiên địa sơn hà, rừng rậm mặt đất, đều là một phiến bể tan tành, bầu trời vậy thật nhiều kẽ hở, quy luật rối loạn, nhưng linh khí nhưng đặc biệt đậm đà thâm hậu, làm người ta hít thở một cái, liền giác tâm thần sảng khoái. Nơi này là trước kia Thái Thượng Công Đức chiến trường. Diệp Thần tròng mắt híp lại, đánh giá bốn phương bể tan tành phế tích. Đúng vậy, chỗ này đã bị Tử Hoàng Tiên Cung vứt bỏ, là một mảnh phế tích. Linh khí tuy dư thừa, nhưng thiên địa quy luật, so với bên ngoài muốn hỗn loạn rất nhiều, người ở chỗ này ngộ đạo, một khi thành công, lợi nhuận lớn hơn. Diệp Tà Thần cười nói. Nếu là thất bại thì sao? Diệp Thần cười khổ một tí. Diệp Tà Thần cười mở cười một tiếng, vỗ vỗ Diệp Thần đầu vai, nói, cháu trai, ta coi trọng ngươi, tóm lại, ngươi thật tốt tu luyện ngộ đạo chính là, ta đi trước chỗ khác, luyện hóa cái này vô hồng thần kiếm. Chúng ta 7 ngày sau tạm biệt hợp. Diệp Thần gật đầu nói, được. Diệp Tà Thần lại ngưng trọng nói, người ở chỗ này, không muốn qua loa đi đi lại lại, tính tâm ngộ đạo là được, nơi này dẫu sao là trước kia công đức chiến trường, có thể sẽ có lưu lại nguy hiểm. Diệp Thần nói, Diệp Tà Thần nói, vậy chúng ta 7 ngày sau gặp lại. Nói xong xoay người rời đi, đi nơi khác luyện hóa vô hồng thần kiếm. Diệp Thần tính hạ tâm lai. Liền muốn tu luyện ngộ đạo, bỗng nhiên cảm thấy luân hồi mộ địa dị động, Tử Hoàn đại đế bóng người, lại có thể phiêu hiện ra. Bàn long tinh sao, chỗ này, thật đúng là hoài niệm sao. Tử Hoàn đại đế nhìn bàn long tinh thượng sơn thủy náo nhiệt, già nua trong tròng mắt, mang mãi mãi tưởng nhớ. Diệp Thần nói, tiền bối, người trước kia cũng đã tới chỗ này. Tử Hoàn đại đế nhẹ khẽ gật đầu, nói, ta và Hồng Quân cũng đã tới, cái này bàn long tinh. Đã từng cũng là lần thứ nhất Thái Thượng Công Đức chiến trường. Diệp Thần nghe đến chỗ này, một hồi kinh ngạc. Xem ra cái này bàn long tinh, thật đúng là đặc thù, không chỉ là lần trước công đức chiến trường, thậm chí là lần đầu chiến trường. Tử Hoàn đại đế nói, năm đó, ta và Hồng Quân, đều là giang hồ tán tu, bị mời tham gia Thái Thượng Công Đức chiến, hắn lấy được rồi hạng nhất, ta miễn cưỡng bắt được trước 10. Sau đó, ta và hắn đều bị Đạo Đức Thiên Tôn mời chào, ta tuổi to dài, thành sư huynh của hắn. Nói tới chỗ này, Tử Hoàn đại đế hơi dừng lại một chút, lộ ra một chút tự diễu, còn có ngưỡng mộ, sùng kính vân. Vân thần sắc, nói tiếp nhưng, ta người sư huynh này, là tuyệt đối không thể so sánh với hắn.
Hồng Quân là thiên tài chân chính, ta cùng hắn so sánh, đó là kém được xa. Diệp Thần nói, tiền bối, người sáng lập Tiên Hồ Tông, cũng là hoang cổ thánh hiền, một đời đại tông sư. Tử Hoàn Đại Đế cười khoát khoát tay, nói ta thành tựu, cùng Hồng Quân so sánh, không đáng giá để ra, ở nơi này đất tốt hảo cảm ngộ đi, nơi này chắc có năm đó Hồng Quân lưu lại chiến ý, đối ngươi đạo tâm tăng thêm cực lớn. Diệp Thần nói, Lập tức, Diệp Thần ngồi xếp bằng xuống, hít sâu một hơi, bóp một cái thủ quyết, nhắm mắt tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn vận chuyển luân hồi huyết mạch, hấp thu chung quanh thiên địa linh khí, cũng yên lặng cảm ngộ nơi đây quy luật. Từng luồng thiên địa linh khí, như nước chảy hội tụ nhập Diệp Thần trong kinh mạch, để cho hắn đan điền, cũng là ấm nóng lên, cảnh giới tu vi mơ hồ đột phá. Nhưng, cùng linh khí thuận lợi hấp thu so sánh, phép tắc cảm ngộ, liền gian khó hơn nhiều. Gia Gia nói không sai, thiên ngoại thiên quy luật, quả nhiên vô cùng hỗn loạn. Diệp Thần ngưng thần cảm ngộ dưới, liền cảm thấy từng đạo quy luật mảnh vỡ, giống như đốt đến đỏ bừng lạc thiết vậy, thật sâu bắn vào hắn trong thức hải. Để cho hắn toàn bộ thức hải, đều là kịch liệt lửa đốt đau, đầu biến dạng vậy đau đớn. Những thứ này quy luật mảnh vỡ, hỗn loạn không chịu nổi, hơn nữa lại cùng thế giới hiện thật có chút khác biệt, muốn cảm ngộ, dĩ nhiên là vô cùng khó khăn. Tinh không quan tưởng pháp. Khốn đốn bên trong, Diệp Thần mở ra tinh không quan tưởng pháp, ở trong thức hải tích chữ muốn tinh không. Hắn thức hải, tựa như biến thành một phiến tinh không mênh mông, vậy rất nhiều ác liệt, hỗn loạn. Mãnh liệt quy luật mảnh vỡ, rơi xuống đến hắn tinh không trong thức hải, tung tóe nổi sóng hoa, nhưng cũng không có lại đối hắn tạo thành tổn thương. Bởi vì hắn thức hải, chính là tinh không, mênh mông vô tận, có thể bao dung hết thảy. Như vậy quan tưởng tinh không, cảm ngộ quy luật bí ẩn, Diệp Thần kéo dài 300 năm thời gian. Nhưng, bởi vì bên người hắn thời gian pháp tắc, chậm chạp dòng nước chảy, cho nên thực tế bên trong, trên thực tế mới qua 3 ngày. Vù vù. Audio điện tử Võ Tấn Bền. 3 ngày cảm ngộ, 300 năm trôi qua, để cho được Diệp Thần đạo tâm, cũng là hiểu rõ rất nhiều. Hắn cảnh giới hạn chế, nhất thời vỡ vụn đột phá, tu vi từ trăm ra cảnh 4 tầng thiên, thuận lợi đột phá đến 5 tầng thiên. Rất tốt, rốt cuộc đột phá. Diệp Thần nội tâm ngạc nhiên mừng rỡ, tu vi lại đột phá một tầng, hắn cả người xương cốt, cũng phát ra đùng đùng thanh âm. Lực lượng tăng gấp đôi. Vào giờ phút này, lấy Diệp Thần thực lực, không còn là đối kháng tiên quân đơn giản như vậy, coi như đối mặt Đại La Kim Tiên, hắn cũng có năng lực đối kháng. Nhưng, nếu như đối mặt Thiên Ngoại Phi Tiên, hắn sẽ rất khó. Thiên Ngoại Phi Tiên, là vô lượng cảnh tầng thứ 3. Cái này cảnh giới tầng 1, cũng là vô lượng cảnh một cái to lớn ranh giới. Tất cả Thiên Ngoại Phi Tiên cường giả, đều ở đây thiên ngoại thiên tu luyện qua, đạo tâm hiểu ra, khám phá thực tế cùng hỗn loạn quy luật, siêu nhiên vật ngoại, vô cùng mạnh mẽ. Hiện tại Diệp Thần tổng hợp sức chiến đấu, mượn lá bài tẩy và đại năng có lẽ có thể chém chết lớn bình thường La Kim Tiên, nhưng đối mặt yếu nhất thiên ngoại phi tiên, vậy tất nhiên khó giải quyết. Bất quá, hôm nay mới có thể có như vậy thực lực, Diệp Thần đã là vạn phần ngạc nhiên mừng rỡ. Dựa theo cái tốc độ này tu luyện tiếp, cùng mình bước vào thiên huyền cảnh, thành là chân chính thiên quân, nói không chừng có đối kháng vũ hoàng cổ đế tư cách. Thằng nhóc, chúc mừng ngươi đột phá. Tử Hoàn Đại Đế trôi lơ lửng ở Diệp Thần bên người, thấy Diệp Thần đột phá, hắn cũng là vui vẻ yên tâm cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Diệp Thần mở mắt ra, trong mắt có màu vàng sấm sét vậy ánh sáng bắn ra, khí thế ác liệt. Tử Hoàn Đại Đế nói, cảm ngộ đến Hồng Quân lưu lại chiến ý liền sao. Diệp Thần nghe đến lời này, chân mày nhưng là khẽ nhíu, nói, không có. Trong quá khứ 3 ngày thời gian bên trong, hắn tuy cẩn thận ngộ đạo, nhưng trừ hỗn loạn quy luật bên ngoài, cũng không có bắt được đặc thù gì hơi thở, càng không có cảm nhận được Hồng Quân lưu lại chiến ý. Tử Hoàn Đại Đế một hồi nghi ngờ, nói, Hồng Quân chứng đạo không không, thành cường đại nhất ngoại thần, hắn đã từng lưu lại chiến ý, hẳn là vĩnh hằng bất diệt mới là, ngươi lại có thể không cảm giác được. Dừng một chút, Tử Hoàn Đại Đế nhìn về bàn long thế giới chỗ sâu, nói chúng ta đi phía trước xem, có lẽ sẽ có thu hoạch. Diệp Thần trần chờ một tí, Gia Gia hắn nói qua, kêu hắn không muốn qua loa đi lại lại, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, có Tử Hoàn Đại Đế bảo vệ, sẽ không có nguy hiểm gì. Lập tức, Diệp Thần gật đầu một cái, liền ngự gió đi về trước phương bay đi.
Cái này phiến bản long thế giới, thiên địa sơn hà đều là bể tan tành, Diệp Thần ngự gió bay đi ở trên vùng đất, từng cái một may như mạng nhện vậy phân bố, xuyên thấu qua những đất kia may, có thể thấy lòng đất vực sâu, có chút là một phiến đen nhánh, có chút hiển hiện ra lòng đất nham thạch nóng chảy nóng rực khí tượng. Hống! Đang bay đi tới giữa, sâu trong lòng đất, bỗng nhiên có một đạo trầm thấp tiếng thú gào truyền ra. Ngừng! Tử Hoàn Đại Đế lập tức kêu ngừng Diệp Thần. Diệp Thần dừng lại hạ bước chân, không cần Tử Hoàn Đại Đế nhắc nhở, hắn cũng nghe được. Cái này dưới lòng đất mặt, có cổ quái. Diệp Thần cau mày cúi đầu vừa thấy, xuyên thấu qua khe hở, có thể thấy dưới lòng đất là một phiến bóng tối vực sâu. Nhưng cẩn thận quan sát, là có thể ở hắc ám thâm uyên bên trong, thấy một ít đặc biệt kiến trúc luân hồi, thật giống như có một cái cung điện dưới đất, núp ở cái này phiến thế giới lòng đất. Đi xuống xem, ta tựa hồ đánh hơi được một chút bảo tàng mùi vị, ha ha, nên sẽ không đa bảo thiên quân lão già kia, cầm bảo tàng chôn ở phía dưới chứ. Tử Hoàn Đại Đế nở nụ cười lạnh, ánh mắt lướt qua một chút dùng mình. Bảo tàng, đa bảo thiên quân. Diệp Thần sửng sốt một tí. Mau đi xuống đi, cẩn thận một chút, có lẽ sẽ có cấm chế ngăn trở. Tử Hoàn Đại Đế nói. Diệp Thần gật đầu một cái, xem ra dưới lòng đất mặt, có thể thật vẫn có động thiên khác. Hắn lúc này dọc theo kẽ hở, phi hàng đi xuống, trong tay xách luân hồi thiên kiếm, cẩn thận đề phòng. Bay xuống đến thế giới lòng đất, Diệp Thần quả nhiên liền thấy, nơi này có một tòa khổng lồ dưới đất cung khuyết, hết sức thổ mộc thịnh, đặc biệt nguy nga. Tại địa cung ra, mơ hồ có một tầng cấm chế bảo vệ. Hống! Lại là một đạo trầm thấp tiếng thú gào, từ địa cung chỗ sâu truyền tới. Diệp Thần khẽ cau mày, xem ra cái này địa cung bên trong, có thể ẩn núp cường đại gì hung thú. Nhưng, hắn hiện tại tu vi mới vừa đột phá, kỹ cao người lớn gan, ngược lại cũng không sợ hãi, lúc này huy động luân hồi thiên kiếm, chảm thiên cửu kiếm bùng nổ, suy đích một tiếng, liền đem địa cung cấm chế, hung hăng chảm phá. Giao! Địa cung cấm chế vừa vỡ mở, từng cổ một ánh sáng, mang thiên hà thủy thải, từ trong hư không phun ra, đem toàn bộ địa cung thế giới cũng chiếu sáng. Diệp Thần nhìn chăm chăm vừa thấy, nhất thời kinh hãi. Ở vô tận tiên quang chiếu rọi xuống, vậy từng ngọn cung khuyết, lóng lánh dịu dàng chói lọi. Mỗi một tòa cung điện, lại có thể đều là dùng cực phẩm linh thạch chế tạo mà thành, chi phí cực kỳ đắt tiền. Diệp Thần bước vào địa cung bên trong, chỉ thấy được hai bên lối đi, để từng ngọn pho tượng, cũng là dùng đặc thù linh thạch chế tạo. Từng ngọn trong đại điện mặt, môn hộ mở ra, bên trong chất đầy tất cả loại thiên tài địa bảo, kỳ hoa dị thảo, mùi thơm xông vào mũi. Tốt phong phú bảo tàng. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, ánh mắt quét qua, liền thấy rất nhiều tinh quáng ngọc thạch, trên cùng vàng bạc, tất cả loại cổ xưa dược liệu, quy luật kết tinh vân. Vân. Nói riêng về bảo tàng phong phú trình độ, cũng gần bằng với cựu Nhật bảo tàng, chỉ là không có thần thông bí tịch siêu tầm, cũng không có binh khí pháp bảo, toàn bộ là tất cả loại chân quý vật liệu. Ha ha, quả nhiên là đa bảo thiên quân bảo tàng, đây có thể tiện nghi ngươi. Tử Hoàn Đại Đế trôi lơ lửng ở Diệp Thần phía sau, nhìn bầy la liệt bảo tàng vật liệu, không khỏi được cười lên. Đa bảo thiên quân, hắn là người nào? Diệp Thần bước vào một tòa cung điện bên trong, thuận tay cầm lên một ít chân quý dược liệu, hỏi. Nơi này cất giữ dược liệu, vô cùng phong phú, có chút thậm chí có đối kháng không không đặc thù hiệu quả. Diệp Thần nghĩ thầm, nếu như đem những dược liệu này, luyện chế thành đan dược, đủ để chậm tách ra thiên nữ thương thế. Bất quá, thời khắc này nhâm thiên nữ, do đệ nhị yêu cơ chiếu cố, tạm thời không nguy hiểm đến tánh mạng, cũng không cần Diệp Thần đi luyện đan. Diệp Thần chỉ là kinh ngạc, vậy đa bảo thiên quân, rốt cuộc là lai lịch gì, lại có như thế phong phú siêu tầm. Tử Hoàn Đại Đế trong mắt lướt qua một chút căm ghét cùng hận ý, thanh âm vậy lạnh lùng xuống, nói, đa bảo thiên quân, chính là tà phái lãnh tụ. Tà phái lãnh tụ, Diệp Thần càng cảm thấy ngạc nhiên. Tử Hoàn Đại Đế gật đầu một cái, nói, ở Tử Hoàng Thiên Cung bên trong, phân chia chính phái và tà phái, là trưởng giáo đại nhân đặc biệt an bài. Trưởng giáo đại nhân nói, thiên địa có âm dương, muốn duy trì thế giới hiện thật trật tự, tránh tà đều không có thể thiếu. Nếu như thiên hạ tới giữa, người người đều là chính nghĩa, không có tà ác cùng bóng mờ tồn tại, vậy thế giới thì sẽ là một cái đầm nước đọng. Cái gọi là, sống ở gian nan khổ cực, chết tại an vui, không có tà phái tồn tại,
cũng chưa có gian nan khổ cực, thế giới hiện thật sẽ ở an vui bên trong điêu mất. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, nói, đây là đạo đức thiên tôn lời bàn. Thật đúng là, thâm ảo huyền bí, phát người sâu tình. Người người đều là chính nghĩa, không có tà ác bóng mờ, thế giới liền sẽ biến thành một cái đầm nước đọng, không có tà ác, cũng chưa có tranh đấu, hết thảy cũng sẽ mất đi sức sống, đi về phía điêu mất. Lần này lời bàn, bỏ mặc chính xác đúng sai, nhưng như thần trung mộ cổ vậy, rung động tâm linh của người ta. Diệp Thần lại là cảm thấy, vị kia Tử Hoàng Tiên Cung trưởng giáo, đạo đức thiên tôn thần bí cùng vĩ đại. Tử Hoàn Đại Đế hì hì cười nhạt một tí, nói trưởng giáo đại nhân hoặc giả là đối, thế nhưng Đa Bảo Thiên Quân, dẫu sao là tà phái lãnh tụ, năm đó đốt giết cướp bóc, ăn thịt người uống máu, không chuyện ác nào không làm, ta cũng từng bị hắn khi dễ chèn ép. Diệp Thần nghe được Tử Hoàn Đại Đế giọng bên trong, tràn đầy phẫn uất oán giận, muốn đến năm đó ở Tử Hoàng Thiên Cung, hắn cùng vậy Đa Bảo Thiên Quân, vậy nháo được tương đương không vui mau. Tiền bối, người năm đó là chính phái. Vậy Hồng Quân lão tổ đâu? Diệp Thần hỏi. Tử Hoàn Đại Đế nói, ta năm đó đích xác gia nhập chính phái, cùng Đa Bảo Thiên Quân cầm đầu tà phái, thể đấu tranh, hai bên mâu thuẫn máu tươi cực sâu. Hồng Quân mà nói, hắn cũng không là chính phái, cũng không phải tà phái, hắn có đạo lý của hắn là độc nhất vô nhị tồn tại, có thể nói là thiên cổ không bình thường, vạn cổ dị số. Hắn nói chỉ cần trực diện nội tâm, tránh tà cũng không là vấn đề. Đáng tiếc ta đạo hạnh quá thấp, là không thể hiểu được. Diệp Thần gật đầu một cái, cũng nhớ tới liền Hồng Quân lão tổ qua lại. Đã từng, Hồng Quân lão tổ muốn lấy giết chứng đạo, không biết tàn sát nhiều ít sinh linh, thậm chí cuối cùng đúc tạo ra được nhân đồ thánh bôi, hắn tuyệt đối không thể nói là chính phái hiền lành. Nhưng, Hồng Quân lão tổ cũng không tà ác, hắn giết người chỉ là vì chứng đạo, hắn cuối cùng cũng có thể trực diện mình nội tâm. Hồng Quân lão tổ nói, đó là người thường không thể hiểu được. Tử Hoàn Đại Đế không cách nào hiểu, Diệp Thần cũng không thể hiểu. Diệp Thần chỉ lĩnh ngộ mấy chữ, đó chính là trực diện nội tâm, không nên hối hận. Hắn ban đầu có thể chặt đứt tim gông xiềng, cũng cùng Hồng Quân đạo hữu quan. Tử Hoàn Đại Đế chỉ bốn phía bảo tàng, nói, vậy Đa Bảo Thiên Quân, thích nhất, chính là giết người bắt cóc, thu thập bảo bối, hắn nơi cất giữ kỳ chân dị bảo, số lượng vô cùng nhiều. Không nghĩ tới chỗ này, cũng có hắn bảo tàng, người toàn bộ nuốt đi, hì hì, cũng coi là thay trời hành đạo. Diệp Thần nghe được Tử Hoàn Đại Đế mà nói, vậy không do dự, càng không khách khí, trực tiếp bàn tay một quyển, đem địa cung bảo tàng bên trong, toàn bộ cuốn đến thiên địa của mình hồ bên trong đi. Hống! Nhưng mà, lúc này, địa cung chỗ sâu, lại có động trời tiếng thú gào vang lên. Chỉ gặp một đầu cự thú viễn cổ, hình như chó sói. Mặt xanh răng nanh, cả người ma khí ngất trời, phá hư xé trời tới, bén móng vuốt, hướng Diệp Thần ám sát đi. Chú ý, là thủ hộ bảo tàng viễn cổ hung thú, kêu cửu u ngao. Tử Hoàn Đại Đế lui về phía sau một bước, đồng thời cảnh cáo Diệp Thần. Cửu u ngao. Diệp Thần đánh giá trước mắt cự thú, hô hấp vậy hơi cảm thấy liền nghẹt thở. Đầu này cửu u ngao, khí thế tương đương hung mãnh, thậm chí có một cổ đặc thù mà chiến ý mãnh liệt. Là Hồng Quân chiến ý. Lúc đầu Hồng Quân lão tổ lưu lại chiến ý, đều bị đầu này cửu u ngao hấp thu hết. Diệp Thần nhếch mép, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Đầu này cửu u ngao, hấp thu Hồng Quân lão tổ chiến ý, uy thế cực kỳ hung mãnh, thực lực nhất định là vượt qua thiên ngoại phi tiên. Lấy Diệp Thần thời khắc này chiến lực, đối mặt này cùng hung thú, tự nhiên cũng là tương đương nguy hiểm. Dùng nhân đồ thánh bôi, có thể áp chế xúc sinh này. Tử Hoàn Đại Đế nhắc nhở, trôi lơ lửng ở Diệp Thần phía sau, là Diệp Thần áp trận, nhưng cũng không có tùy tiện ra tay. Hắn tu vi 10 phần cường hãn, nếu như tùy tiện xuất thủ, rất có thể sẽ đưa tới tầng thứ cao hơn lực lượng chú ý. Diệp Thần nghe được Tử Hoàn Đại Đế mà nói, đổ là phản ứng nhanh chóng tới đây, lập tức sử dụng nhân đồ thánh bôi. Rào! Nhân đồ thánh bôi vừa ra, màu máu sát khí chính là bạo dũng ra, ngay tức thì hóa thành một cái sát trận. Đem vậy cửu u ngao bao phủ ở nhân đồ thánh bôi cùng sát trận dưới ảnh hưởng, đầu kia cửu u ngao bất an sủa kêu lên, thân thể hơi phát run, trong cơ thể Hồng Quân chiến ý cũng là suy yếu xuống. Diệp Thần nhân đồ thánh bôi chính là Hồng Quân lão tổ tự tay đúc, trong đó ẩn chứa ý niệm vừa vặn có thể áp chế cửu u ngao. Theo cửu u ngao chiến ý
bị áp chế xuống, Diệp Thần rõ ràng cảm thấy, đối phương khí thế thật to suy yếu, không có mới vừa rồi như vậy hung mãnh. Tốt cơ hội. Diệp Thần ánh mắt đột nhiên ác liệt, huy động luân hồi thiên kiếm, một kiếm mãnh chém ra. Kiếm 6, Thánh Vương Phách Giả. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, trực tiếp sử xuất Trảm Thiên Cửu kiếm kiếm thứ 6, kiếm khí bừng bừng, như cổ xưa Thánh Vương hạ xuống, nếu như Phách Giả uy áp thiên địa, hung hăng hướng vậy Cửu U Ngao chém tới. Ngao. Cửu U Ngao tức giận, cả người ma khí bùng nổ, hội tụ ở nó móng vuốt trên. Nó một móng mãnh liệt giết ra, ma khí lăn lăn, yêu dị phù văn lóng lánh, trực diện Diệp Thần kiếm thế. Suy rồi. Diệp Thần một kiếm chém tới, như thế như trẻ che vậy, một kiếm liền đem Cửu U Ngao móng vuốt hoàn toàn chặt đứt, máu tươi văng tung tóe. Cửu U Ngao phát ra kêu thê lương thảm thiết, nó chiến ý cùng khí thế, bị nhân đồ thánh bôi áp chế, giờ phút này hoàn toàn không phải Diệp Thần địch thủ. Diệp Thần chỉ là một kiếm, liền đem nó chém thành trọng thương. Thiết Vương tọa, cho ta thiết hóa. Diệp Thần thừa thắng truy kích, tay trái một chưởng đánh ra, trong cơ thể Thiết Vương tọa hơi thở bộc phát ra, lòng bàn tay nổ lên một cổ hắc triều vậy đợt khí, phịch đích một tiếng, hung hăng đánh vào Cửu U Ngao trên thân thể. Rắc rắc sát. Cửu U Ngao cả người xương cốt nổ tung, rồi sau đó nguyên cái thân thể, đều bị thiết hóa. Ngay chớp mắt, mới vừa còn vô cùng hung ác Cửu U Ngao, ở Diệp Thần Thiết Vương tọa hơi thở ăn mòn, biến thành một cái lạnh như băng sắt thép pho tượng, hoàn toàn mất đi sức sống. Diệp Thần vung tay lên, vậy sắt thép pho tượng liền nổ tung mở ra, hóa thành đầy đất mạt vụn. Ô! Một món kim quang, từ nổ tung sắt thép pho tượng bên trong, bay ra. Kim quang lóng lánh, mơ hồ tới giữa, có thể thấy Hồng Quân lão tổ bóng người. Diệp Thần trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ, đây chính là Hồng Quân lão tổ, năm xưa tham gia Thái Thượng Công Đức Chiến, lưu lại chiến đấu ý niệm. Thu! Diệp Thần tay một chảo, kim quang kia bắn vào trong cơ thể hắn, ngay tức thì bị hắn hấp thu luyện hóa hết. Ông ông ông! Theo Hồng Quân chiến ý luyện hóa, Diệp Thần thức hải cũng là chấn động đứng lên, một phiến sôi trào. Hắn mơ hồ tới giữa, thấy được Hồng Quân lão tổ năm đó, ở Thái Thượng Công Đức Chiến bên trong, khắp nơi sát phạt chinh chiến tình cảnh. Không biết lại có bao nhiêu người, không thiếu hung thú, không thiếu tà ác tồn tại, chết ở Hồng Quân lão tổ dưới kiếm. Lúc còn trẻ Hồng Quân lão tổ, liền hiện ra một bộ người tàn sát thần cường hãn hình dáng, tuyệt không phải hôm nay tiên phong đạo cốt vậy hiền hòa hình tượng. Cảm nhận được Hồng Quân lão tổ năm đó giết hại, Diệp Thần đạo tâm cũng là rung động, mơ hồ có chút hiểu ra. Hắn lăng tiêu võ ý, ở vào giờ phút này, tiến hơn một bước, chiến ý ngất trời. Hắn Trảm Thiên Cửu kiếm, lại đột phá một tầng, thành công lĩnh ngộ kiếm thứ 7, tạo hóa thiên hạ. Còn có Đại Hoang Không Kinh, vậy ở giờ khắc này đột phá, cũng đạt tới tầng thứ 7 cảnh giới, Đại Hoang Không Giới. Hay, hay, hay. Diệp Thần đại hỉ, cái này một món Hồng Quân chiến ý, mang cho hắn lột xác, đơn giản là nghịch thiên. Tử Hoàn Đại Đế hí mắt cười một tiếng, lại nói, thằng nhóc, chỗ tốt thu được xong hết rồi, chúng ta đi nhanh đi, nếu không cùng Đa Bảo Thiên Quân giết tới, ngươi còn muốn chạy cũng chạy không thoát hả? Vậy Đa Bảo Thiên Quân, thành tựu tà phái lãnh tụ, âm hiểm ngạt rất độc, người võ tổ sư tôn, hôm nay bị kẹt ở không không lúc nào không, cũng là hắn hãm hại. Diệp Thần nghe đến chỗ này, trong lòng rét một cái, nói tiền bối, ngươi nói gì sao, võ tổ sư tôn bị kẹt, cũng là Đa Bảo Thiên Quân hãm hại. Tử Hoàn Đại Đế nói, không sai, năm đó Hồng Quân lão tổ phi thăng, nhưng võ tổ còn ở lại thế giới hiện thật, hắn tuy có phi thăng tư cách, nhưng hắn chẳng muốn bước vào không không. Diệp Thần gật đầu một cái, đúng là như vậy. Hắn cũng biết năm đó bí ẩn, Hồng Quân lão tổ theo đuổi cao nhất đỉnh cấp, chứng đạo phi thăng tiến vào không không thế giới. Nhưng, võ tổ nhưng cảm thấy, mảnh thế giới kia, thái hư không, quá hỗn loạn, ngược lại không như ở lại thế giới hiện thật, chân đạp mặt đất cho thỏa đáng. Cho nên, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, võ tổ sẽ một mực hùng bá thế giới hiện thật, cho đến vĩnh viễn. Nhưng hết lần này tới lần khác, bất ngờ liền xảy ra. Hôm nay võ tổ, bị kẹt ở không không lúc nào không bên trong, cũng không biết đã bao nhiêu năm. Bây giờ nghe Tử Hoàn Đại Đế mà nói, võ tổ bị kẹt, tựa hồ cùng Đa Bảo Thiên Quân có liên quan. Diệp Thần tinh thần cũng là căng thẳng lên, võ tổ đợi hắn cực tốt, nếu như có người muốn bẫy hại võ tổ, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
chỉ nghe Tử Hoàn Đại Đế nói tiếp, vậy Đa Bảo Thiên Quân, mắt gặp võ tổ hùng phách thiên hạ, tâm sanh đố kỵ, hắn cố ý gieo rắc tin nhảm, nói Hồng Quân ở không không lúc nào không bên trong, gặp gỡ tai họa ngập đầu, tánh mạng đe dọa. Võ tổ tuy cùng Hồng Quân quyết liệt, nhưng từ đầu đến cuối cố nhớ tình xưa, cuối cùng vẫn là mạo hiểm tiến vào không không lúc nào không. Đa Bảo Thiên Quân lại sát phí khổ tâm, đem võ tổ bước vào không không thời không tin tức, truyền cho một ít thần bí cổ xưa tồn tại, cuối cùng đưa đến võ tổ vừa vào không không, lập tức bị vô số cường giả đuổi giết, cuối cùng gặp thảm khốn tù, đến ngày hôm nay đều không thể thoát khốn. Diệp Thần nghe đến chỗ này, nổi cơn giận dữ, nói, vậy Đa Bảo Thiên Quân, không khỏi quá ghê tởm. Hắn tại sao phải làm như vậy? Tử Hoàn Đại Đế hì hì cười nhạt, nói, không tại sao, hắn chính là gặp không được người khác tốt, hắn chính là đơn thuần muốn hại người, coi như mình cái gì lợi ích cũng không có được. Hắn từng nói qua, hắn lớn nhất nguyện vọng, chính là nhìn cái thế giới này cháy. Diệp Thần nghe đến chỗ này, trong bụng lại là phẫn uất. Đa Bảo Thiên Quân, chính là hãm hại võ tổ đầu sỏ. Từ góc độ nào đó mà nói, người này lòng dạ, thậm chí so với Vũ Hoàng Cổ Đế, còn muốn cay độc được hơn. Chí ít, Vũ Hoàng Cổ Đế hại người, là vì tự thân lợi ích. Nhưng, Đa Bảo Thiên Quân hại người, hoàn toàn là tổn người bất lợi mấy. Hắn hãm hại võ tổ, một chút lợi nhuận không có, thậm chí tự thân truyền tình báo, âm thầm bố trí, còn phải bỏ ra giá cực lớn. Nhưng, hắn hết lần này tới lần khác chính là làm như vậy, liền là muốn hại chết võ tổ. Diệp Thần thần sắc trầm xuống, vung tay lên, kinh khí bùng nổ, đem phía trước từng ngọn cung điện, cũng hoàn toàn phá hủy. Lúc này, Tử Hoàng Tiên Cung Sơn Môn phía sau, một tòa âm u trong động phủ. Tử Hoàng Tiên Cung Sơn Môn, phân phía trước phía sau. Phía trước Sơn Môn, là tiên khí nhô lên, Thụy Hà đầy trời tiên cảnh khí tượng. Nhưng hậu phương Sơn Môn, thì như Xâm La luyện ngục, là một phiến mở tối thế giới, khắp nơi tràn ngập ma khí. Nơi này là tà phái chỗ ở. Tử Hoàng Tiên Cung phân chia tránh tà hai phái, đây đều là đạo đức thiên tôn an bài, ngoại giới rất ít có người biết được. Giờ phút này, ở tà phái Sơn Môn, nhất âm u trong động phủ, một người mặc hoàng kim áo choàng ông già, mắt say sông sông, ngồi xếp bằng ở một chồng hoàng kim cùng linh thạch xếp thành trên núi nhỏ. Các loại thiên tài địa bảo, chân mỏ linh thạch, chất đầy toàn bộ động phủ, ánh sáng lóng lánh. Thật nhiều trần thân người đẹp, hộ pháp cường giả, ở trong động phủ mặt, hầu hạ vậy ông già. Ông già tu vi hơi thở cường hãn, đã sắp đến gần tiên đế, hắn chính là trong truyền thuyết Đa Bảo Thiên Quân. A, à, có người động ta bảo tàng. Hoàng kim cùng linh thạch chất đống núi chồng lên, Đa Bảo Thiên Quân mở mắt. Vậy cổ say khướt tư thái, nhất thời biến mất. Thay vào đó, là cực hạn lãnh khốc cùng xâm nghiêm. Chẳng lẽ là cực diệt cung đám khốn kiếp kia, muốn người cứu ra ngoài? Đa Bảo Thiên Quân giọng lạnh lẽo, kêu lên, Long Hào. Một cái hộ pháp cường giả bước ra khỏi hàng, chắp tay kêu lên, Tà Tôn Đại Nhân. Đa Bảo Thiên Quân là tà phái lãnh tụ, lại bị gọi là Tà Tôn. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, hắn nhất định có thể nhận ra, cái này bước ra khỏi hàng hộ pháp cường giả. Chính là đệ nhị Long Hào. Đa Bảo Thiên Quân nói, người đi bàn Long Tinh xem, hi hi, không biết là cái gì con mèo, con chó, động ta bảo tàng, rất có thể là cực diệt cung những phế vật kia. Đệ nhị Long Hào nói, thuộc hạ lập tức đi điều tra. Đa Bảo Thiên Quân sử dụng một thanh kiếm, nói cẩn thận một chút, ta kiếm ngươi cầm đi, có thể bảo tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Thanh kiếm này sáng bóng lóng lánh. Tràn đầy hào hùng thẩm phán thần uy, chính là trong truyền thuyết vô vô thần khí, thẩm phán chi kiếm. Thái thượng 36 đạo lý mặt, Thái thượng thiên sử nói, chính là từ thẩm phán chi kiếm bên trong truyền lưu ra. Thanh kiếm này, có thẩm phán thiên hạ, trấn áp hoàn vũ oai, vô cùng lợi hại. Đệ nhị Long Hào con người hơi co lại, trong đầu nghĩ Đa Bảo Thiên Quân, lại có thể lấy ra thẩm phán chi kiếm, muốn đến bàn Long Tinh bên kia kẻ địch, thực lực không phải chuyện đùa. Lập tức hắn không dám khinh thường, cung kính tiếp thẩm phán chi kiếm. Đa Bảo Thiên Quân tròng mắt híp lại hỏi, đúng rồi, Long Hào, người biểu muội đệ nhị yêu cơ, lúc nào quyết định gia nhập phái đừng. Người có thể muốn khuyên nhiều khuyên nàng, nhất định phải gia nhập ta tả phái. Chính phái bên kia, cũng là một đám ngụy quân tử, ngày nhàm chán rất, người biểu muội thích kích thích, vậy tốt nhất chính là gia nhập ta tả phái trận doanh,
Nói đến đệ nhị yêu cơ thời điểm, Đa Bảo Thiên Quân trong mắt, tràn đầy thèm thuồng cùng dâm tà thần sắc. Đệ nhị yêu cơ, nhưng mà quỷ vương giới lớn thứ nhất người đẹp, diễm danh bốn bá, hắn cũng là khát vọng rất. Đệ nhị Long Hào trong lòng thầm mắng, lão sắc quỷ này. Ta biểu muội thanh thuần động lòng người, ta cũng hận không được một thân dung nhan, còn đến phiên ngươi tới chấm mút. Ngoài mặt suy trì cung kính, nói, ta tôn đại nhân mời yên tâm, ta nhất định sẽ nhiều hơn khuyên. Đa Bảo Thiên Quân hài lòng gật đầu một cái, nói, ừ, đi đi, cực diệt khung những cái kia mảnh vụn có thể có động tác, người đi bàn long tinh, đem bọn họ toàn bộ giết, ta trùng trùng có thưởng. Đệ nhị Long Hào trong lòng vui mừng, nói, ưm. Lúc này mang thẩm phán chi kiếm, xoay người rời đi. Hắn trước đây ở phá hư vực bên trong, muốn tập sát Diệp Thần, kết quả thất bại, thậm chí vứt bỏ tiên tổ pháp lột xác, nguyên khí hao tổn to lớn. Muốn khôi phục nói, chỉ có dựa vào Đa Bảo Thiên Quân ban phúc. Nhưng Đa Bảo Thiên Quân người này, âm hiểm độc ác, tâm tư ngoan lệ, muốn cầu hắn ban cho, đó là khó hơn lên trời. Hắn dù cho có ngàn vạn bảo tàng, đều sẽ không ban thưởng cho dưới quyền một chút nào. Lúc này đạt được Đa Bảo Thiên Quân cam kết, chỉ muốn giải quyết bàn long tinh bên kia biến cố, thì có ban thưởng, đệ nhị Long Hào dĩ nhiên là vô cùng mừng rỡ. Bàn long tinh, địa cung bên trong. Diệp Thần phá hủy đại lượng địa cung kiến trúc, ra một cái khí, tâm tình thoải mái nhiều, liền chuẩn bị cùng Tử Hoàn Đại Đế rời đi. Chợt vào lúc này, Diệp Thần lại nghe được địa cung chỗ sâu, truyền tới một hồi như có như không kêu lên. Có ai không? Cứu, cứu mạng. Vậy tiếng gọi ầm ĩ đứt quãng, lộ vẻ được khá là thê lương. Diệp Thần nghe được cái này la lên thanh âm, con người có giúp một cái, quay đầu nhìn về địa cung chỗ sâu. Tiền bối, nơi đó tống giam có người. Tử Hoàn Đại Đế sắc mặt trầm xuống, nói, đừng để ý nhiều như vậy, chúng ta đi thôi, ngươi cầm bảo tàng, còn giết chết cửu U Ngao, hấp thu Hồng Quân chiến ý, nhất định đưa tới Đa Bảo Thiên Quân phát hiện, không đi nữa liền không còn kịp rồi. Diệp Thần chau mày, nhưng lại nghe được địa cung chỗ sâu, vậy như có như không tiếng kêu cứu truyền tới. Cứu, cứu mạng. Cái này tiếng kêu cứu rất là yếu ớt, Diệp Thần trong sâu thẳm, lại là bắt được một chút quen thuộc nhân quả hơi thở, lại cùng đệ nhị yêu cơ có liên quan. Chẳng lẽ bị tống giam người, là yêu cơ cô nương bằng hữu? Diệp Thần trong lòng động một cái, nếu như là người bình thường nói, hắn rất có thể liền bỏ mặc, dẫu sao hắn cũng không phải cái gì thánh mẫu thiên chủ, thế gian khổ nạn quá nhiều, hắn không thể nào từng cái cứu giúp. Nhưng, vậy tống giam người, rất có thể là đệ nhị yêu cơ bằng hữu, hắn cũng không thể ngồi nhìn bỏ mặc. Tiền bối, ta muốn lại xem. Diệp Thần chẳng muốn trong lòng lưu lại tiếc nuối, sải bước hướng địa cung chỗ sâu đi tới. Tử Hoàn Đại Đế thở dài một cái, cũng chỉ tốt đi theo Diệp Thần, đi tới địa cung chỗ sâu. Hai người đi tới chỗ sâu chi địa, lại phát hiện dưới đất có một nơi thủy lao bên trong nhốt trước một cái cô gái đồ đen. Cô gái quần áo đen kia, hai tay bị xích sắt khóa lại, ngâm ở trong nước lạnh như băng, sắc mặt trắng bệch, vết thương chồng chất, hơi thở vô cùng yếu ớt. Đứng ở thủy lao bên cạnh, Diệp Thần cảm thấy từng tia lạnh lẽo, lạnh như băng thấu xương. Nước này trong tù quán chú nước, không biết lẫn vào làm bằng vật liệu gì, dị thường lạnh như băng, từng luồng khí lạnh nổi lơ lửng, nhiệt độ của không khí chung quanh, cũng là chợt giảm xuống. Diệp Thần đứng ở bên cạnh, đều là giá rét tận xương, khó có thể tưởng tượng cô gái quần áo đen kia, bị nhốt ở thủy lao bên trong, phải chịu đựng biết bao thảm thiết lạnh như băng hành hạ. Cô nương, người tên gọi là gì? Đệ nhị yêu cơ là ngươi người nào? Diệp Thần nhìn cô gái quần áo đen kia, hỏi. Bây giờ cách gần, hắn càng có thể rõ ràng cảm nhận được, cô gái quần áo đen kia trên mình nhân quả hơi thở, cùng đệ nhị yêu cơ tới giữa, có liên quan mật thiết. Nàng nhất định là đệ nhị yêu cơ người bên người. Cô gái quần áo đen kia nhưng là hết sức yếu ớt, không cách nào trả lời Diệp Thần vấn đề, đôi môi tái nhợt vù vù động, thanh âm yếu ớt nói, cứu. Cứu ta đi ra ngoài. Diệp Thần ngưng trọng gật đầu, cũng không nói nhảm, lập tức đem cô gái đồ đen trên mình xiềng xích chặt đứt. Đem nàng từ thủy lao bên trong kéo ra. Nhốt cô gái xích sắt, mặt trên có chứa đặc biệt phong tỏa cấm chế, nhưng cũng không có làm khó Diệp Thần. Diệp Thần dìu đỡ cô gái quần áo đen kia, chỉ cảm thấy thân thể nàng lạnh như băng đến đáng sợ, không một chút hơi nóng, thật không biết nàng ngâm ở vậy băng trong nước lâu như vậy, là làm sao sống được.
ta trước mang ngươi rời đi. Diệp Thần đỡ cô gái quần áo đen kia, đi ra ngoài. Nhưng mà, đi không mấy bước, Diệp Thần liền cảm thấy có một cổ hung hãn hơi thở, từ bên ngoài nổ bắn ra tới. Một người mặc xanh đen trường bào, dài một cái mũi ưng nam tử, thần sắc lạnh lùng, từ địa cung bên ngoài phóng mà vào, xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Đệ Nhị Long Hào. Diệp Thần thấy nam tử này, thần sắc hơi đổi. Nam tử này, chính là Đệ Nhị Long Hào. Diệp Thần, là ngươi thằng nhóc này. Đệ Nhị Long Hào thấy được Diệp Thần, sửng sốt một tí. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, xông vào địa cung người, lại chính là Diệp Thần. Hơn nữa, Tử Hoàn Đại Đế còn ở Diệp Thần bên người. Diệp Thần và Tử Hoàn Đại Đế, nhìn nhau, hai người diễn cảm đều là buông lỏng rất nhiều. Bọn họ nguyên bản lo lắng, Đa Bảo Thiên Quân sẽ phái cường giả hạ xuống, thậm chí là tự mình hạ xuống. Nhưng hiện tại, Đa Bảo Thiên Quân phái đi ra ngoài, chỉ là Đệ Nhị Long Hào, là thủ hạ của bọn hắn bại tướng. Bọn họ tâm tình, tự nhiên ung dung rất nhiều. Đệ Nhị Long Hào thấy hai người biểu tình buông lỏng, thậm chí còn mang theo chút khinh miệt, không khỏi giận dữ, nói các ngươi có biết hay không nơi này là địa phương nào. Nơi này chính là Tà Tôn Đại Nhân Tàng Bảo. Diệp Thần, ngươi dám mạo hiểm phạm Tà Tôn Đại Nhân, ngươi chết chắc. Còn có ngươi, Tử Hoàn Đại Đế, ngươi năm đó ở Tà Tôn Đại Nhân dưới quyền, như một con chó vậy vùng vẫy, ngươi ngày hôm nay còn dám xuất hiện, muốn tìm cái chết sao? Hắn ở Đa Bảo Thiên Quân dưới quyền, cũng nghe qua rất nhiều câu chuyện, biết vào năm đó, Tử Hoàn Đại Đế từng bị Đa Bảo Thiên Quân khi dễ chèn ép. Nghe được hắn lời nói này, Diệp Thần và Tử Hoàn Đại Đế, cũng là ngay tức thì nổi giận. Ngươi một cái tay sai, cũng xứng như thế cùng ta nói chuyện. Cho ta chết. Tử Hoàn Đại Đế râu tóc kích trương, dưới sự cuồng nộ, một trưởng bạo giết ra, trưởng phong như hắc triều kinh sóng, lăn lăn gào thét. Đệ Nhị Long Hào cảm nhận được Tử Hoàn Đại Đế uy thế, nên cũng không dám đón đỡ, lật đật nghiêng người né tránh, rồi sau đó cười lạnh nói. Tử Hoàn Đại Đế, thân thể ngươi đã mất, bất quá là một món tàn hồn, ngày hôm nay liền để cho ngươi kiến thức một chút, Tà Tôn Đại Nhân lợi hại. Dứt lời, Đệ Nhị Long Hào vung tay lên, một thanh kiếm tinh mang bạo tránh, đột nhiên bay ra. Đó chính là Thẩm Phán Chi Kiếm. Thẩm Phán Chi Kiếm một ra, vô vô thần khí uy năng, ngay tức thì nổ. Một cổ giống như mặt trời gay gắt vậy huy hoàng, giống như sấm vậy mãnh liệt thẩm phán thần uy, từ trên thân kiếm kia tràn ngập ra, trong hư không, xuất hiện một cái to lớn mà thánh khiết vòng sáng. Đó là xét xử vòng sáng, tượng trưng cho xét xử uy nghiêm. Vậy xét xử thần quang bắn ra bốn phía ra, rơi vào Tử Hoàn Đại Đế thần hồn trên người, suy suy vang dội. Tử Hoàn Đại Đế thần hồn thân thể, nhất thời trưng phát ra khói trắng, trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc. Cái này thẩm phán chi kiếm, có thể thẩm phán chư thiên hết thảy, đặc biệt là đối với vong hồn, có mãnh liệt khắc chế hiệu quả. Hôm nay Tử Hoàn Đại Đế, cuối cùng chỉ là một món thần hồn, đối mặt thẩm phán chi kiếm uy áp, nhất thời rơi vào cực đoan tình cảnh bất lợi bên trong đi. Tiền bối, người đi về trước. Diệp Thần thấy Tử Hoàn Đại Đế gặp nguy hiểm, lập tức tâm niệm vừa động, cưỡng ép đem Tử Hoàn Đại Đế thu hồi luân hồi mộ địa mộ bia bên trong đi. Thấy Tử Hoàn Đại Đế ẩn núp, Đệ Nhị Long Hào lại là liều lĩnh, ngửa mặt lên trời cười to nói, Diệp Thần, chỉ còn lại một mình ngươi, ngươi làm sao cùng ta đấu? Ngươi chính là trăm gia cảnh, chẳng lẽ còn có thể ngất trời, địch nổi ta cái này tiên tổ cường giả? Diệp Thần cắn răng, lấy hắn trăm gia cảnh 5 tầng thiên tu vi, đối mặt tiên tổ cấp cường giả, vậy dĩ nhiên là giữ nhiều lành ít. Nhưng, hắn cũng không phải là không có phần thắng chút nào, hắn còn có nghịch chuyển cơ hội. Diệp Thần sử dụng Nhân Hoàng Thánh Đao, nắm trong tay, bàn tay gân xanh nổi lên, nói, ngươi lấy là ngươi là có thể giết được ta. Ta đây muốn xem, là kiếm ngươi sắc bén, vẫn là người của ta hoàng lưỡi đao lợi. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Thần bực tức rút ra đao, chỉ kéo ra khỏi một nhỏ đoạn thân đao, vậy cổ sáng chói màu vàng đao mang, liền lấy dễ như bỡn vậy khí thế, nghiền nát chung quanh hết thảy đại lộ quy luật, hư không bể tan tành, xuất hiện vô số điều màu đen kẽ hở. Gió bão lăn lăn. Chậm, chậm. Đệ Nhị Long Hào thấy Diệp Thần muốn rút ra đao, hoàn toàn hoảng hồn, liên tiếp lui về phía sau, lấy thẩm phán chi kiếm hộ thể. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, nói, làm sao, ngươi sợ. Đệ Nhị Long Hào nuốt nước miếng một cái, nhìn Diệp Thần trong tay Nhân Hoàng Thánh Đao,
nhưng là tim đập rộn lên không dứt. Nhân hoàng thánh đao, đây là trong truyền thuyết tam hoàng chí bảo, mũi nhọn cực kỳ ác liệt, đủ để nghịch chuyển thực tế quy luật, coi thường hết thảy cảnh giới chênh lệch, vô cùng lợi hại. Hắn tuy là tiên tổ cấp cao thủ, nhưng cuối cùng không có đại khí vận trong người, đối mặt Diệp Thần nhân hoàng đao, hắn cũng không dám nói có thể tiếp. Ngươi buông xuống chỉ phi huyết, ta để cho ngươi rời đi, chúng ta liền làm cho tới bây giờ không gặp qua. Đệ nhị Long Hào chỉ cô gái quần áo đen kia, trầm giọng nói. Diệp Thần liếc mắt nhìn xem mình đỡ cô gái, nói, nàng kêu chỉ phi huyết. Đệ nhị Long Hào ngẩn ngơ, sau đó nói, ngươi liền nàng là ai cũng không biết. Ngươi vì sao phải cứu nàng? Diệp Thần ha ha cười một tiếng, nói, liên quan ngươi à? Tên là chỉ phi huyết cô gái, cảm nhận được liền Diệp Thần cùng đệ nhị Long Hào đối lập, hơi hí ra ánh mắt, tựa hồ khôi phục một chút tinh thần. Nàng mở mắt ra một cái, thoáng chốc tới giữa, thì có một cổ lạnh lẽo sát ý, từ nàng trong tròng mắt bạo bắn ra. Nàng quanh thân cũng là sát ý bao phủ, tựa như là giết mà sống, cho dù thân thể yếu ớt, thế nhưng cổ sát ý, cũng không từng có yếu bớt chút nào. Nàng nhìn chằm chằm đệ nhị Long Hào, cổ họng phát ra âm lãnh đến mức tận cùng thanh âm, nói, đa bảo thiên quân đâu. Đệ nhị Long Hào nói, chỉ phi huyết, tà tôn đại nhân hình dáng. Há là ngươi có thể gặp là có thể thấy. Ngoan ngoãn nói ra vậy bí mật chân tướng, chúng ta có lẽ còn có thể tha ngươi. Chỉ phi huyết cười lạnh một tiếng, muốn nói thêm gì nữa, nhưng chân thực yếu ớt được lợi hại, vậy không nói ra lời, ngã xuống Diệp Thần trên đầu vai, dùng hà hơi vậy yếu ớt giọng nói. Mang ta rời đi, mang ta đi gặp yêu cơ tiểu thư. Trên mình ngươi, có yêu cơ tiểu thư mùi. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Xem ra cái này chỉ phi huyết, quả nhiên cùng đệ nhị yêu cơ quan hệ mật thiết, hắn cứu được không sai người. Đệ nhị Long Hào nhìn Diệp Thần, nói, luân hồi chi chủ, nữ nhân này cùng ngươi không liên quan, ngươi buông xuống nàng, biến chứng thể không đem chuyện hôm nay nói ra, ta liền thả ngươi đi ra ngoài, nếu không, chúng ta ngày hôm nay ngọc đá cùng vỡ, ngươi vậy không chiếm được tốt gì. Tiếng nói rơi xuống, đệ nhị Long Hào thúc giục thẩm phán chi kiếm, xa xa chỉ Diệp Thần. Mãnh liệt thẩm phán uy nghiêm, chấn động hư không, như vậy ngày tận thế thiên uy, lăn lăn gào thét tràn ngập. Đệ nhị Long Hào là tiên tổ cấp cao thủ, hơn nữa thẩm phán chi kiếm, hắn muốn ngọc đá cùng vỡ, chỉ sợ Diệp Thần không chết, cũng phải lột một lớp ra. Nhưng, Diệp Thần thần sắc lạnh lùng, không chút nào để ý đệ nhị Long Hào uy hiếp, lạnh lùng nói. Ta cả đời này, hận nhất người khác uy hiếp ta. Người muốn ngọc đá cùng vỡ. Vậy chúng ta ngày hôm nay cùng chết chính là. Dứt lời, Diệp Thần nắm chặt nhân hoàng thánh đao cán đao, liền chuẩn bị liều chết rút ra đao, cùng đệ nhị Long Hào quyết tử chiến một trận. Đệ nhị Long Hào con người co rúm lại, không nghĩ tới Diệp Thần lại có cái này quyết đoán. Sanh tử quyết chiến giây phút, đột nhiên tới giữa, hư không sấm sét nổ vang, một đạo thân ảnh già nua hạ xuống. Diệp Thần ra ra, Diệp Tà Thần tới. Diệp Tà Thần ánh mắt ngưng trọng. Phản ứng nhanh chóng, bay đến Diệp Thần bên người, đem nhân hoàng thánh đao đẩy trở về, nói, cháu trai, không cần liều mạng, ra ra tới. Diệp Thần thấy ra ra tới, ngẩn ngơ, sau đó trong mắt bên trong, lộ ra to lớn vẻ vui mừng, kêu lên, ra ra. Chỉ gặp Diệp Tà Thần trong tay, xách một thanh kiếm, thân kiếm tia máu bừng bừng, chính là vậy vô hồng thần kiếm. Vào giờ phút này Diệp Tà Thần, hiển nhiên thành công luyện hóa vô hồng thần kiếm. Chấp trường mũi nhọn, thậm chí đã trao đổi không không thế giới. Ở Diệp Tà Thần trên mình, Diệp Thần cảm thấy mãnh liệt không không hơi thở, còn có tiên đế uy nghiêm. Không nghi ngờ chút nào, Diệp Tà Thần hiểu không không thành công, cảnh giới tu vi đột phá, lại bước chân vào hiện thế võ đạo nhất đỉnh cấp, tiên đế cảnh giới. Gia Gia ta đã đạt được tương lai người lực lượng, thành công tấn thăng tiên đế, sau này không người có thể khi dễ ngươi. Diệp Tà Thần mỉm cười nhìn Diệp Thần, ánh mắt hiền hòa hòa ái. Ra ra. Diệp Thần ngơ ngác xuất thần, từ Diệp Tà Thần trên mình, quả nhiên bắt được một chút tương lai người hơi thở. Diệp Tà Thần mượn tương lai người lực lượng, thành công đột phá cảnh giới, tấn thăng tiên đế, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi đột phá. Hơn nữa, hắn mượn dùng tương lai thân, không giống như là vũ hoàng cổ đế như vậy, cưỡng ép ăn cắp, mà là một loại kỳ diệu cùng chung trạng thái. Nói cách khác, Diệp Tà Thần hiện tại thân cùng tương lai thân,
là có một loại lực lượng cùng hưởng kỳ diệu trạng thái. Ở cùng chung dưới trạng thái, Diệp Tà Thần có thể mượn dùng tương lai lực lượng, hắn tương lai, cũng có thể mượn dùng hắn thời khắc này khí vận, binh khí mũi nhọn vân. Vân, hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Diệp Tà Thần, ngươi, tiên đế, ngươi lại có thể thành tiên đế. Đệ Nhị Long Hào ngơ ngác nhìn Diệp Tà Thần, hoàn toàn sợ ngây người. Tiên đế cường giả, dõi mắt toàn bộ thế giới hiện thật, đều là lông phượng và sừng lân tồn tại, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Muốn tu luyện thành tiên đế, quá gian nan, thiên phú, chăm chỉ, tài nguyên, cố gắng, khí vận, thiếu một thứ cũng không được. Cho dù là ở Tử Hoàng Tiên Cung bên trong, mạnh như Đa Bảo Thiên Quân, tà phái lãnh tụ, tu vi cũng chỉ là vô hạn đến gần tiên đế, cũng không phải chân chánh tiên đế. Nhưng vào giờ phút này, Diệp Tà Thần nhưng là bước vào tiên đế cảnh, cả người tiên hà thần mang tách thả ra, cổ xưa đế uy minh mông, khí tượng muôn vàn. Đệ Nhị Long Hào rung động thật sâu, cái này thế gian tiên đế, một cái tát cũng đếm được. Nhâm Thiên Nữ, Nhâm Phi Phàm, Diệp Tà Thần, ba vị này tiên đế, cũng đứng ở Diệp Thần bên này, luân hồi trận doanh uy thế, vậy đơn giản là vô địch. Ngươi là muốn tự sát, vẫn là ta tự mình động thủ. Diệp Tà Thần lạnh lùng nhìn Đệ Nhị Long Hào, trong ánh mắt tràn đầy ý định giết người, trong tay vô hồng thần kiếm, cũng là sát khí nổ tung. Đệ Nhị Long Hào cả người phát run, lùi về sau hai bước, nói, ngươi dám giết ta, ngươi có biết hay không ta là ai, ta là Tử Hoàng Tiên Cung hộ pháp, ngươi liền không sợ đắc tội Tử Hoàng Tiên Cung. Diệp Tà Thần cười lạnh một tiếng, nói, ngươi nếu như chính phái hộ pháp, ta có lẽ còn có kiêng kỵ, nhưng ngươi thuộc về tà phái, ta giết ngươi, trừ Đa Bảo Thiên Quân bên ngoài, còn có ai sẽ truy cứu. Tử Hoàng Tiên Cung bên trong, phân chia chính phái tà phái. Tà phái làm việc quỷ bí, giết người cướp bóc, không chuyện ác nào không làm. Nếu làm ác, vậy sẽ phải chịu đựng bị người trả thù giá phải trả. Trưởng giáo Đạo Đức Thiên Tôn, cũng là biết rõ một điểm này, cho nên cho tới bây giờ bỏ mặc tà phái cùng người ngoài ân oán giữa thù giết. Cái ở giữa đạo lý, Diệp Tà Thần tự nhiên thật sâu rõ ràng. Nghe được Diệp Tà Thần mà nói, Đệ Nhị Long Hào hoàn toàn sợ hãi, tại chỗ liền quỳ xuống, nói. Diệp lão tiên sinh, luân hồi chi chủ, tha mạng, tha mạng. Ta nguyện ý quy thuận các ngươi. Dừng một chút, hắn lại trịnh trọng hướng Diệp Thần nói. Luân hồi chi chủ, ta là Đệ Nhị Yêu Cơ biểu ca, xem ở ta biểu muội phân thượng, cầu ngươi tha ta. Diệp Thần cười nhạt không nói, hắn có thể cảm thấy Đệ Nhị Long Hào nội tâm bên trong, đối Đệ Nhị Yêu Cơ cũng có nghĩ không an phận. Loại người này, chỉ sợ liền Đệ Nhị Yêu Cơ, cũng vô cùng là ghét. Ra ra, động thủ đi. Diệp Thần không nói nhảm, trực tiếp kêu ra ra động thủ. Diệp Tà Thần ánh mắt lạnh lùng, lập tức một kiếm chém chết ra. Vô hồng thần kiếm mũi nhọn, mang không không phép tắc uy thế, còn có tiên đế uy nghiêm, vô cùng hung hãn hướng Đệ Nhị Long Hào chém tới. Đệ Nhị Long Hào hoảng hốt, sống chết trước mắt, cũng không muốn ngồi chờ chết, vội vàng vung ra thẩm phán chi kiếm. Vù vù. Thẩm phán chi kiếm nổ lên màu trắng bạc thánh quang, cùng Diệp Tà Thần vô hồng thần kiếm, hung hăng giao phong. Nhưng mà, cái này cổ giao phong, chỉ là trong nháy mắt, chính là phân ra được thắng bại. Diệp Tà Thần khí thế bừng bừng, chỉ một kiếm, liền phá hư Đệ Nhị Long Hào kiếm thế, như dễ như bỡn vậy. Này, thẩm phán chi kiếm, là kiện binh khí tốt, đáng tiếc ngươi tu vi quá kém. Diệp Tà Thần chợt quát, chém xuống một kiếm. Đột phá thẩm phán chi kiếm, đem Đệ Nhị Long Hào thân thể, hoàn toàn chém chết. Đệ Nhị Long Hào phát ra một tiếng hét thảm, thân xác cùng thần hồn, ngay tức thì mất đi ở vô hồng thần kiếm mũi nhọn dưới, tan thành mây khói, liền mảnh giấy vụn cũng không có để lại tới. Ông, vậy cầm thẩm phán chi kiếm, phát ra rên rỉ cùng chấn động, nhưng giống như có linh tính vậy, đổ bay ra, phá không đi, rất nhanh không thấy bóng dáng. Diệp Tà Thần sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Diệp Thần nói, cháu trai, chuyện nơi đây, chỉ sợ không dối gạt được. Diệp Thần khẽ cau mày, nói, ra ra, sẽ bị Tử Hoàng Tiên Cung trả thù sao? Diệp Tà Thần nói, vậy cũng sẽ không, Tử Hoàng Tiên Cung tránh tà rõ ràng, chúng ta cùng tà phái ân oán, chính phái sẽ không nhúng tay, thậm chí có thể cho chúng ta cung cấp trợ giúp. Còn như sau lưng vị kia vô cùng thần bí Đạo Đức Thiên Tôn, lại càng không sẽ nhúng tay. Chúng ta cần phải đối mặt, là tà phái lực lượng.
Diệp thần trong lòng thư giãn một chút, nói, vậy thì tốt. Diệp tà thần nói, đừng cao hứng được sớm như vậy, người đắc tội tà phái, đa bảo thiên quân sẽ không bỏ qua ngươi, cùng thái thượng công đức chiến bắt đầu, hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp trả thù ngươi. Diệp thần khẽ mỉm cười, nói, chỉ là đa bảo thiên quân trả thù, vậy cũng không sợ. Diệp thần lo lắng nhất, là cả tử hoàng tiên cung trả thù, nhưng bây giờ nhìn lại, tử hoàng tiên cung sau lưng đạo đức thiên tôn, không hề sẽ nhúng tay trần gian ân oán tranh đấu. Hiện tại hắn phải đối mặt kẻ địch, cũng chỉ là tà phái lãnh tụ, đa bảo thiên quân. Đi thôi, nên rời đi, cái này chỉ phi huyết, là cực diệt cung phó cung chủ, người thật phải cứu nàng đi à. Diệp tà thần nhìn chỉ phi huyết một mắt, tựa hồ biết chỉ phi huyết lai lịch, nói. Ra ra, người biết nàng lai lịch. Diệp thần hơi giật mình. Ừ, có biết chút chút. Diệp tà thần gật đầu một cái, nói, người phụ nữ này, kêu chỉ phi huyết, chính là cực diệt cung phó cung chủ, mà cực diệt cung, là thái thượng thế giới, một cái rất thần bí tổ chức sát thủ. Đã từng, ta cũng bị tổ chức sát thủ này đuổi giết qua, sau đó là Nhâm Phi Phàm ra mặt, mới thay ta giải trừ hết liền lệnh truy sát. Nói xong lời cuối cùng, Diệp tà thần trong giọng nói, có chút xúc động cùng nghĩ mà sợ. Muốn đến ban đầu, hắn bị cực diệt cung đuổi giết thời điểm, ngày thật không tốt qua. Diệp thần lấy làm kinh hãi, nói, ra ra, người còn bị cực diệt cung đuổi giết qua. Diệp tà thần nói, đúng vậy, lúc đó là vạn khư tìm được cực diệt cung, xuống lệnh truy sát, nếu như không phải là Nhâm huynh ra mặt, ta có thể đến hiện tại, còn bị đuổi giết. Diệp thần nói, ra ra, lấy người hôm nay tiên đế tu vi, không người có thể giết được ngươi chết bầm. Diệp tà thần cười hắc hắc, nói, nếu như ta một mực bị đuổi giết, cũng không khả năng có ngày hôm nay, bị cực diệt cung đuổi giết, tư vị kia cũng không dễ chịu à. Giống như trong bóng tối mặt, từ đầu đến cuối có một con rắn độc nhìn chằm chằm ngươi. Diệp thần nghe được ra ra nói, cũng là theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Xem ra vậy cực diệt cung, đích xác là tương đương tàn bạo đáng sợ, lại có thể để cho ra ra kiêng kỵ như vậy. Người phụ nữ này, chính là cực diệt cung phó cung chủ. Diệp thần nhìn chỉ phi huyết, chỉ gặp nàng yếu ớt dưới, đã sớm ngất đi. Diệp tà thần nói, không sai, nữ nhân này, năm đó cũng từng đuổi giết qua ta, ta thiếu chút nữa bị nàng giết chết, nếu không phải Nhâm huynh cứu giúp, ta đã là một cổ thi thể. Diệp thần nghe đến chỗ này, nhất thời sắc mặt trầm xuống, nói cái này chỉ phi huyết, còn đuổi giết qua ra ra. Diệp tà thần nói, đúng vậy, bất quá, cháu trai, người cũng không cần tức giận, nữ nhân này cũng chỉ là phụng mệnh làm việc thôi. Ta nhớ lần trước thái thượng công đức chiến, nữ nhân này cũng có tham gia, truyền thuyết là bỏ mình, cực diệt cung cũng nói nàng chết, không nghĩ tới nàng lại còn sống, thậm chí bị đa bảo thiên quân nhốt. Diệp thần nói, đa bảo thiên quân vì sao phải nhốt nàng? Diệp tà thần lắc lắc đầu nói, cái này cũng không biết, nhưng ra ra cảnh cáo ngươi một câu, cô gái này là con rắn độc, ngươi cầm không cầm được, ngươi cứu người trước, thật tốt cân nhắc một chút. Diệp thần nghe được ra ra cảnh cáo, trong lòng rét một cái, nói, ra ra, ta muốn cứu người, là bởi vì là nàng cùng đệ nhị yêu cơ có liên quan, ngươi biết các nàng quan hệ giữa sao. Diệp tà thần ngẩn ra, nhìn xem hôn mê chỉ phi huyết, nói, nữ nhân này, lại còn cùng vậy đệ nhị yêu cơ có liên quan. Diệp thần nói, đúng vậy. Diệp tà thần nhíu mày một cái, nói các nàng quan hệ giữa, ta cũng không biết, tóm lại, ngươi cẩn thận là hơn, nữ nhân này chính là cao cấp sát thủ, trời xanh là giết hại mà sống, ngươi hết thảy hành động, ắt phải thận trọng. Diệp thần âm thầm cảnh giác, nói, ưm. Diệp tà thần gật đầu một cái, nói, đi thôi, ta cũng phải rời đi, ta lần này câu thông tương lai thân. Tấn thăng tiên đế, tất nhiên đưa tới tầng thứ cao hơn lực lượng nhìn chăm chú, ta sau này cũng không thể tùy tiện hiện thân, nhưng ta sẽ thay ngươi trấn thủ tinh nguyệt giới, tóm lại sẽ không để cho ngươi hậu viện bốc cháy. Diệp thần cười khổ một tí, nói, đa tạ ra ra. Diệp tà thần tấn thăng tiên đế, tuy là chuyện vui, nhưng sau này lại phải ẩn núp, đây đối với Diệp thần mà nói, cũng không phải là chuyện gì tốt, dẫu sao ít đi một lá bài tẩy. Những cái kia cái gọi là tầng thứ cao hơn lực lượng, rốt cuộc là cái gì, vậy để cho Diệp thần rất là tò mò, lại có thể để cho Gia Gia và Nhâm Phi Phàm, cũng kiêng kỵ như vậy. Chuyện chỗ này, Diệp thần ôm trước hôn mê chỉ phi huyết, và Diệp tà thần đi ra địa cung. Diệp tà thần nói với đừng rời đi, trở lại tinh nguyệt giới.
Diệp Thần ôm trước vết thương chồng chất chỉ phi huyết, tâm niệm vừa động, bay khỏi bàn long tinh, rồi sau đó ở thiên ngoại thiên thế giới, tìm một nơi tĩnh lặng địa phương, tạm thời đâu vào đấy xuống. Diệp Thần cũng không có lập tức chữa trị chỉ phi huyết, hắn còn nhớ kỹ Gia Gia cảnh cáo. Người phụ nữ này, là cao cấp sát thủ, tuyệt đối không thể hết lấy xem nhẹ. Vạn nhất chữa khỏi nàng, nàng xem con rắn độc vậy cắn trả một hơi, vậy thì phiền toái. Diệp Thần đem chỉ phi huyết đặt ở, rồi sau đó ở trong lòng kêu lên đệ nhị yêu cơ tên chữ, dù gì nói yêu cơ cô nương, hạ xuống đi. Tiếng gọi ầm ĩ rơi xuống, chỉ chốc lát sau, trong hư không chính là hắc khí đại tác, yêu sương mù ngất trời. Một người mặc màu đen bó sát người váy đầm dài, vô cùng diêm dúa lòe lòe tà mị cô gái, từ không trung đáp xuống, chính là đệ nhị yêu cơ. Thế nào, đứa nhỏ, vì sao phải triệu hoán ta? Xem ngươi có chút khẩn trương đây. Đệ nhị yêu cơ cười híp mắt đi tới Diệp Thần bên người, thơm gió tập nhân, liền không khí cũng đổi được cờ bay phất phới liền đứng lên. Diệp Thần cười khổ một tí, chỉ nằm trên đất chỉ phi huyết, nói yêu cơ cô nương, người biết nàng sao? Đệ nhị yêu cơ thấy chỉ phi huyết, vậy cổ ôn nhu quyến rũ tư thái, nhất thời đổi được cứng ngắc giá rét, có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt, nói, phi huyết. Ta thiên, nàng còn chưa có chết, ngươi ở nơi nào tìm được nàng? Diệp Thần thấy đệ nhị yêu cơ cái này ngưng trọng hình dáng, cũng là lấy làm kinh hãi. Xem ra cái này chỉ phi huyết, cùng đệ nhị yêu cơ tới giữa, đích xác là quan hệ mật thiết. Ta là ở Đa Bảo Thiên Quân địa cung bên trong. Diệp Thần đem bàn long tinh cùng địa cung sự việc, nói tường tận một lần. Đệ nhị yêu cơ sau khi nghe xong, trong mắt chớp động, nói, lúc đầu bị tống giam ở bên kia. Đa Bảo Thiên Quân, thật là hảo tâm tư nha, khó trách ta một mực truy đuổi không tra được, lúc đầu tống giam địa điểm, chính là trước kia Thái Thượng Công Đức chiến cổ chiến trường. Dừng một chút, đệ nhị yêu cơ lại khôi phục vậy trêu chọc nhẹ nhàng tư thái, ôm Diệp Thần bả vai, mềm mềm thân thể dán tới. Nói, đứa nhỏ, lần này ngươi cứu ra người ta, công lao lớn một kiện, ngươi muốn cái gì ban thưởng, cứ mở miệng, ta thậm chí có thể đem ta lần đầu tiên, ban thưởng cho ngươi. Diệp Thần ho khan một tiếng, nói yêu cơ cô nương, chớ có nói đùa. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần chính là ngưng tiếng hỏi, nói như vậy, cái này chỉ phi huyết, là ngươi người bên dưới. Chỉ phi huyết chính là cực diệt cung phó cung chủ, cao cấp sát thủ, thân phận cao quý, nhân vật như vậy. Nếu như là đệ nhị yêu cơ dưới quyền, vậy đệ nhị yêu cơ thân phận cùng nội tình, thật là không có thể tưởng tượng khủng bố. Tử Hoàng Tiên Cung mời chào nàng là đặc sứ, thật sự là bởi vì nàng xinh đẹp đơn giản như vậy sao? Đệ nhị yêu cơ cười nói, muốn biết sao? Hôn ta một cái. Diệp Thần ngạc nhiên, ách. Đệ nhị yêu cơ cười khanh khách, chủ động vuốt Diệp Thần cằm, in lên vừa hôn, sau đó liền cười nói, nàng coi như là ta nha hoàn đi. Ta từ nhỏ liền đào tạo nàng, sau đó đưa nàng ra nhập cực diệt cung, nàng vậy rất là không chịu thua kém, lại có thể làm được phó cung chủ. Ta lấy là ở lần trước Thái Thượng Công Đức sau cuộc chiến, nàng đã chết, không nghĩ tới, nguyên lai là bị Đa Bảo Thiên Quân bắt được. Nói đến Đa Bảo Thiên Quân thời điểm, đệ nhị yêu cơ trong tròng mắt, cũng là ẩn nhiên lướt qua ý định giết người. Nàng là ngươi nha hoàn. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này chỉ phi huyết, cực diệt cung phó cung chủ, đã từng đuổi giết qua Gia Gia hắn cao cấp sát thủ, lúc đầu chỉ là đệ nhị yêu cơ nha hoàn. Đệ nhị yêu cơ cúi người tới, xem kỹ xem chỉ phi huyết thương thế. Từ Diệp Thần góc độ, vừa vặn có thể thấy nàng lộ ra hai vú, náo nhiệt mười phần mê người. Tuy nói trước đây ở trong hang núi, Diệp Thần cùng nàng từng có vô cùng là thân mật tiếp xúc, nhưng nữ nhân này, thật sự là diêm dúa lòe lòe thực cốt. Lúc này thấy nàng đầy đặn náo nhiệt, Diệp Thần tâm thần vẫn là có chút dạo dực. Đệ nhị yêu cơ vén lên chỉ phi huyết ống tay áo, thấy nàng hạo trắng như xương tuyết trên cổ tay, tô điểm một viên đỏ thắm dấu vết, không khỏi lấy làm kinh hãi, dù gì nói. Thủ cung xa còn ở. Đa Bảo Thiên Quân lão đầu kia, là nổi danh lão sắc quỷ, lại có thể nhìn. Xem ra cái bí mật kia, hắn là không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn biết. Dừng một chút, đệ nhị yêu cơ lại giải khai liền chỉ phi huyết áo. Chỉ gặp chỉ phi huyết trắng như ngọc trên người, tràn đầy nghiêm hình đánh khảo vết thương. Nàng nhìn ở trong mắt, không khỏi được vô cùng đau lòng, trong ngón tay linh khí hội tụ, nhẹ nhàng lướt qua chỉ phi huyết thân thể mềm mại.
Chỉ phi huyết vết thương trên người, ở đệ nhị yêu cơ khẽ vuốt cùng chữa trị xuống, dần dần hết bệnh. Vậy vết thương chồng chất thân thể, rất nhanh đổi được như lột xác trứng gà vậy trắng nõn bóng loáng. Diệp thần nghiêng đầu đi, không xem chỉ phi huyết thân thể, miễn được đường đột. Đệ nhị yêu cơ một tiếng cười khẽ, nói, đứa nhỏ, không cần khách khí, sau này như ta gả cho ngươi làm tiểu thiếp, cái này tiểu nha hoàn, tự nhiên cũng phải cần đi theo cùng gả qua, nàng sớm muộn cũng là người ngươi. Nghe lời nói này, Diệp thần chỉ là lúng túng, không lời chống đỡ. Chỉ phi huyết thương thế chuyển biến tốt, cũng là mở mắt ra, tỉnh lại. Nàng một tỉnh lại, hai tròng mắt bên trong chính là có lạnh lẽo sát khí, nổ bắn ra ra. Nguyên cái thiên địa, thật giống như ngay tức thì lạnh xuống, biến thành hầm băng, chỉ tràn đầy nàng sát khí. Thân thể của nàng, ngay tức thì bắn lên, dưới bàn tay ý thức giữ lại đệ nhị yêu cơ cổ họng, giống như gặp phải nguy hiểm dã thú, lập tức chuẩn bị phản kích. Này, phi huyết, ngươi làm gì, không nhận được ta sao? Đệ nhị yêu cơ không giấu vết, nhẹ nhàng đánh một tí chỉ phi huyết tay. Chỉ phi huyết tay, lập tức rủ xuống đi xuống. Diệp thần bén nhạy chú ý tới một điểm này, từ đệ nhị yêu cơ cái này một cái xuất thủ, là có thể nhìn ra nàng tu vi nội tình cường hãn. Chỉ là, đệ nhị yêu cơ khí tức trên người, đặc biệt thần bí, Diệp thần đưa mắt nhìn dưới, vậy hoàn toàn không nhìn thấu nàng tu vi sâu cạn. Chỉ phi huyết phục hồi tinh thần lại, gặp được đệ nhị yêu cơ hình dáng, trong thoáng chốc kinh ngạc được hai tròng mắt trợn to, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Tiểu thư, là ngươi. Chỉ phi huyết trợn mắt hốc mồm, sát khí ngất trời kia, hoàn toàn biến mất. Nàng giống như là một cái chịu hết ủy khuất bé gái vậy, xít sao ôm đệ nhị yêu cơ, khóc lóc nói. Tiểu thư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta lấy là Nga sẽ không còn được gặp lại ngươi. Đệ nhị yêu cơ ôn hòa mỉm cười, nhẹ vỗ nhẹ chỉ phi huyết bóng loáng sau lưng, nói, ngoan, có ta ở chỗ này, cũng không ai có thể gây tổn thương cho hại ngươi. Cái này hai cô gái ôm nhau. Một cái trên người trắng như tuyết, một cái ăn mặc quần áo đen, tướng chiếu rọi tương phản, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, lộ vẻ được như mộng như ảo. Diệp thần đứng ở bên cạnh, cũng không nhịn được hơn nhìn hai lần. Chỉ phi huyết phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình trên người tinh xích, không khỏi được gò má một đỏ, vội vàng mặc vào quần áo.